Em nói thật chứ em muốn khóc luôn nữa mọi người ạ. Sao mà nó khó khăn thế nhở? Thật sự luôn là em toàn nhập số lượng lớn thôi, mà bây giờ nhân viên thì đông, hàng thì số lượng lớn, mà khách mà bị bóp tương tác thì đến lúc nói thật chứ em không biết làm cách nào luôn đấy. Nghe chừng bật lên cũng chẳng khác gì luôn. Thôi bây giờ được bao nhiêu cũng bán nhá, chứ bây giờ em thật sự là em bế tắc luôn á. Mọi người thương em, mọi người thả tim, thả like và chia sẻ like cho em với. Em nói thật đấy, hàng em đặt đấy toàn số lượng đầu nghìn, kể cả cái túi sách này cũng thế này, áo phông cũng thế, toàn bộ đều đầu nghìn hết. Áo này, túi này đều toàn bộ đầu nghìn hết. Mà nói thật chứ đầu nghìn mà Facebook mà bóp tương tác á, thì em sẽ không đẩy được hàng đi là em sẽ bị tồn. Mà tồn nhiều thì không thể nào có tiền để mà nhập tiếp hàng được. Nói thật là bây giờ mọi người cứ hình dung nhá, mẫu nào mình cũng đặt số lượng lớn mà bây giờ chỉ tồn khoảng tầm 3-4 mẫu ấy là đã đủ chết rồi ấy. Nên bắt buộc là em phải bán được số lượng. Nên là bây giờ hôm nay giá nào em cũng sẽ bán nhá, rẻ tụt quần luôn, thật sự luôn. Cho nên là hôm nay Facebook bóp tương tác, cho nên là giá nào em cũng sẽ bán, em bán rẻ tụt quần luôn. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em rồi, chấm bài, chia sẻ live stream, thả tin thả like. Và tối nay em sẽ tặng mọi người tối đa là 1 triệu đồng. Tối nay em sẽ tặng mọi người tối đa là 1 triệu đồng. Anh cứ chia sẻ liên tục lên đi. Nói thật lòng luôn đấy, em bị thật sự là bây giờ em đang live với một cái tâm trạng lo lắng ở trong người luôn ý. Em lo lắm luôn đấy mọi người. Tất cả hàng đều đặt số lượng lớn hết. Số lượng lớn mà bây giờ không bán được là chết dở luôn á. Áo gấu hàng Trung Quốc phải bao nhiêu lâu hàng mới về được đây này. Cái này của em hàng tàu ấy, cho nên chờ nó rất là lâu. Em từ hôm em đi du lịch về đến bây giờ là 10 ngày rồi đấy, 10 ngày về hàng mới về đây này. Cho nên là mà bây giờ hôm nay mình cũng chỉ về trước có 200, nhưng hiện tại là em đã đặt 1.000 con cơ. Cho nên là nó sẽ về từng đợt. Nên là mọi người bắt đầu nhìn thấy em rồi, chấm bài và chia sẻ live stream cho em nhá. Kể cái túi sách nha. Túi sách hôm nay em về, mọi người biết về bao nhiêu cái không? Về 800 cái, em nói sai mất sạch lộng luôn. Theo số lượng Trung Quốc báo với em là em đặt là 800 và theo số lượng Trung Quốc báo là 800. Thế nhưng thực tế kiểm không biết có thiếu cái nào không thì em không biết, bởi vì chưa kiểm luôn, chưa có thời về từ chiều qua mà chưa có thời gian kiểm hàng luôn. Rồi mọi người biết đấy, hàng gọi là ngập kho luôn nhà em, là 240m2 mà nói thật là không có chỗ để nó luôn đó mọi người. Này nhìn cho em cái túi sách này, hàng về này. Ai mua túi này của nhà em rồi cứ phản hồi mạnh mẽ vào đây cho em. Từ 2.500 người xem em bắt đầu tặng tiền. Và hôm nay em tặng tối đa là 1 triệu đồng đến 1.200.000 đồng. Nói tặng là tặng. Bây giờ bắt đầu thả tin thả like và chia sẻ live stream giúp em. Áo đẹp quá chị, hôm nay quá nhiều hàng đẹp. Và thật sự hôm nay em kỳ vọng rất là nhiều. Em kỳ vọng nhiều vô cùng luôn ấy. Nhưng mà thật sự là lên từ nãy đến giờ là em không thể nào mà lên nổi luôn ấy. Mọi người bắt đầu thả tin thả like, chia sẻ. Và gì ạ, thả tin thả like và chia sẻ cho em cái túi sách này của em này. Áo ngực có dây còn không? Dạ em còn, hôm tối hôm qua vừa về hơn 500. Đây mọi người nhìn cái túi này em vừa bắp ra này. Hàng nhà em về 800 cái túi một lần. Mọi người có hình dung được không? Em bán hàng, bán túi này là bán túi nghiệp dư thôi. Bán túi gọi là gì ạ? Không phải là chuyên nghiệp, có nghĩa là em không chuyên, mà em chỉ bán gọi là bán kèm thôi. Em bán chỉ là bán kèm thôi. Nhưng mà em không thể sâu hết tất cả các thùng túi ra đây cho các chị được, bởi vì nó không có diện tích. Cho nên là em sẽ cho mọi người nhìn hàng về đây này. Đây, hàng về chiều ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua đây, em nói sai mất lộc luôn đây này. Mọi người nhìn thấy không? Bao nhiêu tất cả là 7 kiện, bao gồm là 7 kiện túi đây này. Hàng về trực tiếp từ Trung Quốc, em không nhập qua trung gian ở Việt Nam, mà túi này là em tự đặt ở Trung Quốc, mọi người nhìn thấy chưa? Cho nên sẽ được giá rất là tốt. Và em nói thật là cái túi này em bán mấy nghìn rồi, bán từ tháng 3 năm 2021 đến giờ phút này vẫn đắt hàng nha. Vẫn bao nhiêu khách chờ đợi không lấy được hàng luôn ấy. Bây giờ mọi người, 2.000 người xem em bắt đầu tặng tiền. Đầu tiên thả tim thả like bài viết, là thứ hai là chia sẻ live stream. Em nói thật hàng hôm nay quá đỉnh. Và sau hôm nay live em lại đi công việc mất mấy ngày, em sẽ nghỉ. Cho nên là mọi người tranh thủ hôm nay chốt gì thì chốt đi, không em lại nghỉ mất 3-4 ngày em mới live tiếp ấy, được chưa? Cho nên là hôm nay em rất là kỳ vọng, bởi vì hôm nay em tập trung hết tất cả hàng đẹp hết là về ngày hôm nay hết rồi. Mà thật lòng luôn là nó không thể lên view được á. Mọi người nhìn trên cái túi này, đấy. Chốt trong live stream này cho các chị này, nhớ phải chia sẻ live stream, bởi vì đáng nghe ra túi này em vẫn luôn luôn bán là em giá gốc đợt đó em bán là 235.000, 235. Nhưng mà về sau là gì ạ? Đây này, em nhập số lượng cực kỳ lớn, lúc đó em chỉ nhập có 100, 200 lom dom thôi. Bây giờ toàn nhập 500, 800 một lần, cho nên là em được giá tốt hơn. Túi đẹp lắm Linh ơi, em cảm ơn chị nhá. Đấy, sang xịn mịn túi cơ, nhận túi được sang xịn mịn. Bạn thân em cũng dùng, hai đứa bạn là đều dùng luôn. Mọi người nhìn này, đây mọi người nhìn này, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy túi nhà em bóc tiếp này. Em thề luôn, túi này là em nhập trực tiếp từ Trung Quốc về nên mới được giá tốt. Mọi người nhìn đi, làm gì có nhập ở Việt Nam mà có thùng có kiện mà 7-8 kiện như thế này, được chưa? 2.000 rồi, ok, bắt đầu tặng
túi nhà Linh dùng ok lắm luôn, thì em cảm ơn chị Lương Hồng bắt đầu tặng cho người chia sẻ livestream đầu nhất 200.000 đồng. Và bắt đầu tất nhiên là về như lô đầu tiên rồi, em bán như thế nào thì em chỉ bán một loại thôi chứ làm gì có chuyện lô đầu với ở lô sau nó khác nhau ạ. Bán hàng như thế làm sao mà bán được, đây em bóc hai cái trước mặt các chị rồi đúng không, từ nãy giờ em bóc hai cái và túi này thì là em đã để lại từ lâu lắm rồi này. Túi này là túi mẫu của em, là nhân viên không được phép lấy, đây nó không khác gì nhau, lô nào cũng như vẫn là một xưởng ở bên Trung Quốc thì nó không thể nào khác được các chị ơi nha. Nghe giá giúp em, nhưng mà lô này em về thêm màu nâu nữa, nghe giá hả, à nhầm em xin lỗi, lô này em về thêm màu đen nữa. Em cam kết với các chị nhìn hàng ngày em về này, ngày mùng 1 tháng 6 là em về một lô 500 và hôm nay là về thêm một lô 800 túi các chị nhìn này. Hôm nay là ngày 20, hôm qua là 20, em về thêm một lô 800 cái túi này, mọi người nhìn thấy không, 800 cái túi trong thùng này, ghi tên Linh Jean luôn, ngay ở phòng bên này, nhưng em không thể show ra đây cho các chị nhìn được bởi vì nó quá nhiều, nó ngay ở phòng bên này luôn, em nói sai mất sạch lợi luôn. Vậy em hỏi mọi người có ai đang live stream mà bán túi và một mẫu nhập một lần 800 con không? Em nói thật, nhà chuyên túi, may ra nhà chuyên túi và chuyên xỉ, em nói thật nha, những nhà ở Việt Nam chuyên túi và chuyên xỉ cũng chưa chắc là nhập một lần một mẫu này 800 con đâu. Em nhập 700 con màu nâu và 100 con màu đen, lô này em nhập thêm màu đen nữa, ghi giúp em là túi nâu hoặc túi đen cách số điện thoại là được, bởi vì em thấy màu đen không đẹp lắm nên em chỉ nhập 100 thôi, còn màu nâu em nhập 700 con và túi này thì em đã bán rất nhiều nghìn túi rồi. Và nghe giá trong livestream ngày hôm nay cho các chị nha, nghe giá luôn của em này, ở đâu rẻ hơn em cho hàng lại. Và đối với túi sách hay bất kỳ một cái gì phải kiểm tra hàng trước khi nhận. 2.400 người xem ok, lên tiếp 2.500 em tặng thêm 100.000 đồng nữa, và sau đó cứ lên thêm 100 người là em tặng thêm 100.000. thả tim thả like và chia sẻ bài viết, đối với túi này bắt buộc phải chia sẻ livestream nhá. Giá cũ em đã từng bán là 235.000, em nói sai mất lập luôn, nhưng vì bây giờ em làm to rồi, em nhập số lượng lớn thì em được giá rẻ hơn. Mọi người cứ hình dung khi mình nhập 100 chiếc, 200 chiếc, do nó sẽ phải giá khác với khi mình nhập 800 chiếc, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái gì số lượng nó cũng sẽ được giá tốt, nhưng hồi đấy em khi mà em mới bán không thể nào em dám nhập 500, 800 được. Mọi người nhìn này, nghe giá luôn giúp em trong livestream ngày hôm nay nhá, 217.000. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Cái túi này nó sẽ bao gồm hai cái quai, 217.000 đây này, hàng Quảng Châu, phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, hoàn tiền 10 lần giá trị cái túi, riêng túi sách nha, không bao giờ em bán hàng Việt Nam. Các chị lưu ý nhá. Có một số lần em thử nhập về nha, em thấy nó xấu quá không bán nổi luôn á. Này đây nhá, bên trong nó sẽ có hai cái quai, một cái quai ngắn và một cái quai dài như em đang đeo, và một cái quai ngắn. Túi nâu hoặc túi đen 2.600 rồi ok. Túi nâu hoặc túi đen cách số điện thoại, cái túi nâu của em đâu nhỉ? Thôi bây giờ em sẽ lắp cái này luôn. Lắp cái này vào luôn cho các chị xem đây này. Em lắp thêm một cái mới này, 2.700 người xem rồi ok. 3.000 người xem, em tặng 500.000 đồng. Lên tiếp 3.000, lên tiếp là em tặng tiếp. Bây giờ lên 3.000 đi, 2.700 rồi. Em nói thật, em thề em nói sai mất lộc luôn. Anh cái like gần đây nhất em bán túi lên bán được bao nhiêu túi? 800 hay là 1.000? 1.000, anh search được 1.000 túi. Chồng em livestream cuối cùng là em phải, nhà mình phải hủy mất mấy trăm đơn đúng không? Phải hủy hết hơn 200 đơn. Em thề với các chị luôn, cái livestream gần nhất em bán túi sách này là em bán được gần 1.000 cái túi, nhưng lúc đấy em chỉ về được có 500. Và sau đấy là em phải đi lấy lại ở Việt Nam hơn 200 túi. Đi lấy lại ở Việt Nam hơn 200 túi với giá đắt hơn nhiều mọi anh em, không có lãi 1.000 nào luôn. Anh này, anh kẹp nốt hộ em cái này, nó bị ship. À được rồi. Đây nhá, ghi là 2.800 thì ok. Túi nâu cách số điện thoại, bất kỳ chị nào mua được ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại đây này. Em các chị sẽ đeo được hai kiểu, một là kiểu chéo và hai kiểu này. Em nói thật, cái túi này em bán từ tháng 3 năm 2021 đến giờ phút này em vẫn bán hàng về 800 con trong 7 thùng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một thùng ở đây nữa, có tên Linh Jean đây này, hàng đang ở phòng bên này. Em nói sai mất lọc luôn, chứ không phải là các chị nghĩ là em chém gió đây này, em không thể nào mà bê ra đây hết cho các chị nhìn được, nên là em chỉ đưa mấy cái ra đây ví dụ cho các chị xem thôi, được chưa? Kiểu em là túi nâu hoặc túi đen cách số điện thoại 217.000. Cái túi mà live stream nào em cũng phối đồ từ năm 2021 đến bây giờ là nửa năm 2022 rồi nhá. Nên là hôm nay em nhận đủ đơn là 800 túi thôi nha các chị nha. Kiểu em mã này là diện túi nâu cách số điện thoại, các chị mặc cái set đồ này cho em này xem có xuất sắc không. Và áo gấu kẻ, thông báo cho các chị một tin là áo gấu kẻ về rồi. Áo gấu kẻ này của em là hàng tàu, em nhấn mạnh lại một lần nữa, hàng này của em là hàng tàu, hàng Việt và Việt Nam không có vải này. Anh lên trên kia xem còn tồn cái bộ gấu kẻ nào không, anh mang xuống đây cho em một bộ, em so sánh cho các chị gấu kẻ của Việt Nam và gấu kẻ của Trung Quốc nó khác nhau như thế nào đây nhá. Cho nên là hôm nay tạm thời là sẽ nhận đơn 200 áo, nhưng em đang đặt là 1.000 áo rồi. Hà nó về từ từ, nó không về được liên tục đâu mọi người ơi, mỗi ngày về một ít. Túi nâu cách số điện thoại 217.000 và túi đen cách số điện thoại em có hai màu nhá. Đây túi nâu và túi đen. Túi nâu và túi đen, nhưng màu đen này em chỉ nhập có 100 con bởi vì màu đen này không đắt hàng đâu. Bán ví dụ như những ai mà có màu nâu mà muốn mua thêm thì mua thêm nhá. Bây giờ 2.700 rồi.
Em đang tặng cho 3 người chia sẻ livestream nhiều nhất. Người đầu tiên 200.000, người thứ hai 100.000, người thứ ba 100.000. Bây giờ lên 3.000 người xem, em tặng 500.000. Lên tiếp, sau đó lên tiếp 100 người, người em lại tặng thêm 100.000 nữa. Em nói luôn, túi này phải chia sẻ livestream bên em phải chốt đơn. Còn đây là áo gấu Việt Nam này. Đây, em Linh cũng đã từng bán luôn. Đây là áo gấu Việt Nam, các chị nhìn nhá. Đây, ví dụ như đây là bộ, nó thuộc cái bộ gấu kẻ đây này. Ví dụ như Việt Nam mình làm nó sẽ như thế này. Cái chất kẻ nó sẽ như thế này và cũng theo gấu nhưng chất kẻ sẽ như thế này. Và em Linh cũng có bán luôn, nhưng em bán lâu và bỏ mẫu rồi, cái này là bán set. Để mọi người so sánh nhá, để mọi người so sánh. Cú pháp là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại. Em nói luôn này, mã này hôm trước gì ạ? Không, bây giờ mọi người phải chia sẻ livestream mới được chốt đơn nhá. Em nói là hôm nay hàng mới quá nhiều và quá đẹp luôn. Em quá kỳ vọng vào livestream ngày hôm nay. Và sau livestream này em lại nghỉ 3 ngày em đi vắng rồi. Cho nên là mọi người tranh thủ chốt đi, chứ không đến lúc mà muốn mua cũng không có đâu. Đây này, đây nhá, đây là gấu kẻ hàng Việt Nam này, các chị thấy chưa? Đó là cả bộ mà bán có bao nhiêu? Cả bộ hình như có hơn 100.000 thôi. Còn áo này là áo gấu kẻ hàng tàu, các chị nhìn thấy cái chất nó khác không? Áo này em Linh mua ở Việt Nam, cái khi mà em chưa nhập ấy, là em mua hơn 200.000 một áo. Đây này, các chị thấy chưa? Cái chất này, cái hình in này và cái chất gấu của nó, cái tag mark này, các chị nhìn kỹ chưa? Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại, gấu kẻ cách số điện thoại và túi nâu cách số điện thoại. Hai mã này chia sẻ livestream bên em chốt đơn. Bây giờ đẩy view lên cho em 3.000 người luôn. Thôi, 3.000 người em tặng luôn 600.000 đồng. 3.000 người tặng luôn 600.000 đồng cho 3 người chia sẻ livestream. À thôi, cho 3 người chia sẻ livestream nhiều nhất, mỗi người 200 luôn. Sau đấy lên tiếp này là tặng tiếp, các chị thấy chưa? Gấu kẻ cách số điện thoại. Hôm trước là em nợ đơn tất cả những cái đơn cũ mà hôm trước thiếu là đến ngày hôm qua em mới giả đơn, tức là sau 8 ngày em mới giả đơn. Mà chỉ trộm vía là có 3 chục khách hủy đơn thôi. Thiếu 700 đơn gấu kẻ này, đúng không nhỉ? Hôm nay anh ở thông thống kê là thiếu 785. Thiếu 785 áo mà cuối cùng chỉ có tầm 3 chục khách hủy đơn, bởi vì lâu quá còn lại người ta vẫn lấy. Bởi vì thật sự nếu không mua của em ý, thì các chị cũng không mua được ở đâu áo này, vì áo này nó là nhập tàu và nhập nó rất là lâu và nhập cũng phải số lượng lớn mới được giá tốt. Thế nên là cũng không nhiều người nhập đâu, các chị để ý chỉ có hot girl bán, chứ những cái người bán like như em không có mã này đâu, chủ yếu là chỉ có hot girl bán áo này thôi. 112.000 một cái áo gấu này. Hàng y xì này ở đâu rẻ hơn, em cho hoàn hàng lại. 112.000 một áo gấu hàng tàu nha các chị nha, nhìn giúp em này. Đây các chị nhìn hàng, nhìn tag mark này đấy, nhìn cái chất này. Áo này chính là cái áo mà em chụp ở trong villa mà hôm em đi Đà Nẵng ấy, là chính là cái áo này, nhưng mà em mua là 200 mấy chục nghìn đấy. Đây này, còn đây cũng là áo gấu nhưng mà áo gấu Việt Nam đây này, mọi người thấy khác chưa? Cái chất đây này nó chỉ là cái chất bình thường thôi, nó khác nhau hoàn toàn luôn, mọi người thấy không? Gấu này cũng là gấu kẻ nhưng cái này là hàng Việt, còn cái này nó là hàng tàu. 112.000 được chưa? Em hỏi giá áo đó 380k. Nói chung là mọi người cứ kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu như mọi người cảm thấy ok thì mọi người nhận, mọi người không cảm thấy ok mọi người cứ sẵn sàng hoàn hàng lại cho em. Chia sẻ like đây ơi, lên 3.000 người em sẽ tung ra một cái siêu phẩm gọi là đình đám luôn nha. Túi nâu cách số điện thoại, trời ơi lại cháy đơn túi nâu tiếp rồi. Em nói thật chứ em không biết là áo gấu đỉnh luôn nha. Em cảm ơn chị Ngọc Duyên này, mọi người thấy chưa? Em thấy comment tất cả các chị và đơn nhảy cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà vì Facebook bóp tương tác nên mọi người sẽ không thấy comment của nhau đâu. Chị Ngọc Anh, em chốt đơn chị Kim Anh, chị Thanh Dương, chị Thanh Loan, chị Thùy Trang, chị Sumi, chị Huỳnh Út, chị Mỹ Hạnh, chị Thùy Linh, chị Phượng ớt, chị Trần Tuyết. Nói chung là em thấy tất cả các chị nha, em thấy tất cả các chị bằng hệ thống máy tính. Còn em không nhìn thấy mọi người ở trên này, với cả mọi người sẽ không nhìn thấy nhau. Ví dụ như hai người chơi với nhau mà đang xem livestream có khi cũng không nhìn thấy comment của nhau đâu. Gấu kẻ cách số điện thoại và túi nâu, em bóc thêm một cái túi nâu nữa đi bởi vì nó đẹp quá. Bóc thêm một cái túi nâu nữa này, hàng em nhập trực tiếp từ Trung Quốc thì nó mới có giá này các chị ơi, 217.000 một túi. Một con túi phải nói là con túi quốc dân. Đây bóc ra này nó đẹp nét như Sony luôn, em tháo từ túi ra này nét như Sony luôn, thấy chưa? Đấy này mọi người này, em nhận áo phong thái với A100 rồi, đỉnh của đỉnh, nhận hàng nhà em Linh chất lượng thật, các chị nhìn này thấy chưa? Nó sẽ có hai cái quai, một cái quai ngắn và một cái quai dài, em nói luôn này. Bao nhiêu mẫu em bán, ví dụ như A100 em bán chán chê mê mỏi thì thị trường mới bán, các chị biết tại sao? Bởi vì trước khi em bán nó đâu có hot đâu, chả ai bán luôn. Em thề luôn, đây này mọi người nhìn nha, đây này thấy chưa? Nó sẽ đeo được hai kiểu, kiểu này là kiểu sang chảnh và kiểu này là kiểu trẻ trung. Túi nâu hoặc túi đen cách số điện thoại. Em nói thật, một cái con bán hàng livestream dạo như em ấy thì nói thật là nhập 800 cái túi một lần ấy, không phải là dạng vừa đâu ạ. Nói chân thành luôn đấy, một cái con mà bán hàng livestream dạo như em, áo gấu em mua rồi đẹp đỉnh đấy mọi người thấy chưa? 112.000 một áo, em sẽ qua mẫu luôn. Bây giờ em sẽ tung lên thị, tung ra thị trường mà em nhận hàng nhà chị rồi, siêu đẹp form này, 70-80 cân vẫn vừa. Bây giờ đẩy lên 3.000 em tung ra thị trường một cái áo phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh luôn các chị ơi. Thôi em dừng đơn gấu kẻ nha, hết sạch gấu kẻ rồi, túi nâu cũng gần hết rồi. Túi nâu cũng gần hết, nhận hàng nhà chị không bao giờ cần kiểm hàng. Em nói thật đấy, bản thân em Linh là một con vừa già này, già rồi ba mấy tuổi rồi, chả trẻ trung mà cũng không hề xinh đẹp. Thế nhưng mà những mà em bán nha, trộm vía cực kỳ đắt hàng luôn đấy ạ, và bắt chen được cho thị trường luôn đấy ạ. Các chị cứ để ý mà coi.
như Kim Bao A 100 này, đầu tiên là chỉ có duy nhất một hot girl chụp ảnh và không có ai bán. Về sau em bán một cái, bây giờ nó tung ra đầy thị trường nghèo A 100 này luôn. Nhưng mà em bán hơn 5.000 con rồi, nên em chung sân si với thị trường. Em bán hơn 5.000 con em đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi, đúng không? Bây giờ em sẽ tung ra cho mọi người một cái áo này. Một cái áo mà riêng nhìn cái túi đã thấy phê con mẹ luôn rồi. Đây này, mọi người nhìn cái áo này, thấy không? Riêng nhìn cái túi này, hàng tàu nha. Em nhấn mạnh lại một lần này, đây là hàng tàu. Và nhất định các chị phải sang được nha. Đây, bây giờ em sẽ bóc ra một áo và em sẽ mặc trước mặt các chị luôn. Em xin phép bóc một cái trước mặt các chị và mặc luôn. Riêng áo này hôm nay, em nói thật, áo gấu kẻ các chị có thể không mua, túi sách các chị có thể không mua nha, không mua cũng được. Nhưng riêng áo này các chị phải mua này, nhất định phải mua, bởi vì em tâm huyết với nó 3 tuần nay rồi hàng mới về được. Và em đảm bảo là cái màu trắng, màu xanh, màu đen này trên thị trường chưa có một ai bán hết. Chưa có một ai bán hết, các chị nhìn hàng nhà em này. Trời ơi, các chị thấy chưa? Toàn bộ cái hàng này em đặt tàu là hàng impact 100%. Có nghĩa nó không phải là in thường. Mà cái hình này các chị giặt máy tung trời cho em, giặt máy mà bị lỗi hay bị bong hình là 1 đổi 1, là em bao 1 đổi 1. Nghe kỹ nhá, bây giờ em sẽ mặc luôn. Lên 3.000 người xem cho em tặng cho em, lên 3.000 người em tặng cho 3 người chia sẻ livestream nhất, mỗi người 200.000 đồng. Trời ơi, nói chung là không thể dứt ra được đâu. Không thấy thông báo, cứ thấy thông báo là lại tiền triệu. Em nói thật, cái áo này nhất định các chị hôm nay phải mua. Những mã khác bỏ qua đi, mã này chắc chắn các chị phải mua của em. Trời ơi, các chị nhìn hàng em bán này. Cái áo em đang mặc dáng váy này, đi với cái dép trắng này, thật sự là như kiểu nó sinh ra, nó dành cho nhau là có thật luôn ấy. Thật sự là với cái áo này mà không lên view được 3.000 người là em cảm thấy hơi bị thất vọng ấy. Bởi vì cái áo này nó đẹp vô cùng, anh đi ra đây anh ơi. Em thề với các chị nhìn từ cái túi bóng này, em đảm bảo này là cái hàng như thế này và túi bóng tang mát y xì như của em này, ở cái Việt Nam này là chưa có một ai có mã này. Bởi vì hàng này là hàng em đặt riêng, em lựa chọn từ cái túi, từ cái hình in, toàn bộ là em đặt riêng. Đây này, anh đi ra đây này, này nhìn giúp em này, thấy chưa? Hai vợ chồng mặc đôi, không hề nhìn, không hề bị ái đâu nhá, nhìn không hề bị bê đê tí nào đâu nhá, các chị nhá, thấy chưa? Thôi được rồi, mã này một mình em bán cũng được. Ghi cho em, anh ghi cho em một cái gì ạ? À, mấy cái áo chị toàn bán phủ mông, hàng nhái là mặc ngắn, đúng rồi. Em đã nói rồi, cái hàng mà cũng như cái áo thái là áo thái này này nhá, thị trường cũng bán, nhưng mà hàng ngắn đến đây này, em nói rồi. Còn em đã bán là em chỉ bán một loại, còn lúc nào mà em về hàng rẻ hơn thì em sẽ nói với các chị là có hàng rẻ hơn nhá. Dép này là hôm nay chốt trong livestream này. Dép này hôm nay chốt trong livestream cho các chị 114.000 một đôi. 114.000 một đôi, em bán được hơn 1.000 đôi rồi, ghi là dép trắng kèm size 35, 36, 37, 38, 39. Bây giờ nhất định phải chốt cái con này. Anh nghĩ cho em một cái mã thật hay đi. Hay là gọi là gì đây? Anh nghĩ cho em một cái mã thật hay đi, hay là gấu xịn đi, gấu xịn nhá. Gấu xịn đợt trước hết hàng, gấu xịn đợt trước là cái gấu mà có cái hình thêu ở đây thì đã hết hàng từ lâu rồi đúng không? Này, em bóc cho mọi người một cái nữa này, các chị nhìn hàng này. Nhìn cái túi bóng chuẩn như này này, nhìn cái tang mác chuẩn này, nhìn cái hàng đệm cổ, nhìn tang mác này, hình in tay in pet 100% luôn, hàng tàu nha. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận, đừng, em nói thật, nhớ kiểm tra hàng, ưng thì hãng lấy, không ưng thì hoàn hàng lại. Cực kỳ thoải mái, hoan hỉ luôn nha các chị ơi. Chiều nay em đã lấy cái áo này đi chụp ảnh sương sương, còn bạn em thấy thế nó chôm luôn rồi. Đây này, gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại, em có mũm xịn xanh, em có gấu xịn trắng và em có gấu xịn đen. Em nói này, hàng này trên thị trường bán rẻ nhất nhá cũng phải là 159.000 một áo, bán rẻ nhất cũng là 159.000 một áo. Các chị nhìn hàng này, em thề luôn, hôm nay cái gì các chị có thể không mua, nhưng riêng áo gấu xịn này em khuyên các chị là đừng có bỏ lỡ. Tất cả những mã khác mình có thể bỏ qua nha, nhưng riêng mã này các chị đừng bỏ lỡ. Cái màu xanh của em bóc thêm một cái màu đen nữa nhá. Các chị cứ hình dung đi, một cái hàng này nó xịn như thế này, các chị mua tặng chồng, mua tặng người yêu, mua tặng bản thân các kiểu tặng thì nói thật là người ta bị nghiện luôn á. Các chị nhìn cái túi nhá, đây này, cái túi đựng của nó đây này, thấy chưa? Nhìn cái áo này, gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại, em có màu trắng, em có màu xanh và em có màu gì, em có màu đen. Em bóc thêm một cái màu đen cho các chị xem, em đã bảo rồi, nhận hàng phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Đẹp thì hãng nhận, không đẹp thì hoàn hàng lại, cực kỳ thoải mái và hoan hỉ luôn. Hoàn hàng lại thì lần sau gặp em nhìn thấy em thì vẫn cứ ok, chứ không kiểm hàng đến lúc nhận hàng không ưng lại cảm giác như là bị em lừa ấy, em nói thật đấy. Gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại các chị ơi, màu đen của em này, trời ơi, toàn bộ là impact 100%. In này các chị cứ giặt máy tung trời cho em nhé, cứ giặt máy tung trời cho em thôi, em đọc giá luôn, em không câu giờ nữa, em không câu giờ nữa nhá. 112.000 một áo. Bất kể chị nào mua hàng như thế này, túi bóng tang mát như thế này, form to như thế này, và chất của nó là chất ruby tàu, nó đẹp như cái áo A100 này, nhưng mà cái hình in nó là khác.
Hình in của con A 100 này là hình in bình thường, còn hình in của em là hình in của cái áo này nó là hình in pet nhiệt nên nó rất là đắt, nó vô cùng đắt luôn đó mọi người. Ghi của em là gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại 112.000 và nhất định phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Em nhắc lại một lần nữa này, nhất định phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Chia sẻ livestream nha anh ơi. Chia sẻ livestream cho em nhá, lên 3.000 người coi đi. Hiện tại là gì ạ? Áo em mua, chị mua của em, chồng chị cũng lấy mặc. Anh trai em 82kg vẫn mặc vừa áo này. Còn nếu các chị mua cho chồng không vừa, em cho các chị hoàn hàng lại. Nhận hàng, kiểm hàng. Về ví dụ như các chị có chê một lời nào, em cho các chị hoàn hàng ngay lập tức luôn. Em không có hỏi lý do tại sao luôn á. Các chị chỉ cần nói là ừ tao nhận hàng mà xấu quá cho tao hoàn hàng lại. Ok, hoàn hàng lại luôn. Bây giờ em sẽ mặc sang màu xanh nhá. Gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại 112.000 các chị ơi. 112.000 các chị nha, nghe rõ giá giúp em nhá. 112.000 các chị nhìn cái áo này thật sự luôn. Toàn bộ được, nói chung là em trên livestream em không thể nào mà thể hiện hết cái độ đẹp của nó được. Nhưng mà khi các chị nhận hàng ấy, chiều nay em đã lấy một con này màu xanh em đi chụp ảnh trước rồi. Bạn em thấy em mặc đẹp quá trôm luôn. Sau đã trôm áo của em luôn, trời ơi. Quần đẹp có những màu gì đó, chị quần đẹp tí nữa em sẽ bán sau, chị chờ em một chút xíu nhá. Yêu em mã này là gì ạ? Gấu xịn. Em hỏi mọi người này, tất cả các chị đang xem livestream ở cái đất Việt Nam này, tất cả những người livestream như em, chưa có một ai bán mã này, màu đen, màu trắng và màu xanh. Em đảm bảo là chưa có một ai bán cái loại như em bán ở đây. Các chị cứ đi tham khảo thoải mái. Và về sau này nếu như thị trường có nhập mà bán ấy, em vẫn cam kết giá rẻ nhất thị trường cho các chị, được chưa? Đừng để tụt view các chị, hôm nay nhiều hàng hot vô cùng. Sau cái này em lại lên tiếp áo len mới này, áo len các thể loại mới này, váy mới này, đủ các thứ thể loại mới luôn, hôm nay nhiều hot lắm nha. Ghi của em mã này là gấu xịn xanh cách số điện thoại và em đi với cái dép trắng, các chị thấy hợp không? Trắng da dã man luôn, đi cái dép trắng phù hợp mùa hè và thêm một cái gì? Thêm một cái mũ vào cho em, ví dụ như đội thêm một cái mũ này chẳng hạn, được chưa? Gấu xịn kèm màu, chị thấy comment của em không? Chị thấy em nha, Hoàng Kim Ngân ơi, em thấy tất cả các chị. Nhưng mà do Facebook ẩn tương tác nên các chị sẽ không nhìn thấy nhau đâu. Còn tất cả mọi người đặt đơn ở đây, anh comment cái cú pháp là mã cách số điện thoại đi. Và dồn đơn cũng phải mã cách số điện thoại. Anh cứ ghi là mã cách số điện thoại và dồn đơn cũng phải có số điện thoại ghi vào cho em, được chưa? Mọi người ví dụ như đi du lịch này, check in sang chảnh này, đẹp chưa? Em đang mặc màu xanh và một màu cuối cùng là màu đen. Gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại. Em nói thật, em đặt tàu em phải đặt số lượng gần 1.700 áo đấy các chị ạ. Thì nó mới được giá tốt như thế này. Em hỏi thật các chị nhá, em đặt 1.700 mấy, em bán được số lượng lớn thì em mới bán được rẻ. Nhưng cái mà em phải chịu đó là cái rủi ro rất là lớn. Ví dụ như là hôm nào mà Facebook nó bóp và không bán được ấy, nó sẽ thành mẫu cũ, về sau là bán mãi mới hết luôn á. Thề luôn, cho nên là nói chung là thuyền to sóng bắt buộc phải lớn. Khi mà em đặt số lượng lớn em bán được rẻ. Rất là nhiều người thắc mắc, nhiều người cứ đem ảnh em đi hỏi hết chỗ này chỗ kia, tại sao con này nó có thể bán rẻ như thế. Thật lòng luôn, chỉ có một cái câu trả lời duy nhất thôi, đó là em bán số lượng cực kỳ lớn thì em được giá tốt. Và thứ hai nữa là em ăn lãi ít. Nói thật là em không tham, em ăn lãi ít, em lãi theo số lượng. Và em hỏi mọi người, một cái mã áo này em đặt gần 1.700 áo mà bây giờ em bán đắt, làm sao em bán hết được 1.700 áo? Hot girl người ta có thể chụp 100 mẫu, nhưng một mẫu người ta chỉ nhập mấy chục con thôi chứ không đến nổi 100 con đâu, em nói thật đấy. Xong rồi ví dụ đắt hàng thì người ta mới nhập thêm. Còn em đặt từ chuyến đầu tiên, khi mà em chưa bán em đã đặt gần 1.700 con áo này rồi, em nói sai mất lòng luôn, gần 1.700 con cho chuyến đầu tiên khi mà em chưa tung ra bán luôn á, thì mọi người phải hiểu là cái rủi ro em phải chịu rất là lớn luôn. Đây này các chị nhìn thấy chưa, đường toàn bộ đệm cổ tang mát như thế này và hình in pet 100%. Hình in pet mọi người, nói chung là nhiều người chưa mua hàng hoặc chưa bán hàng, có thể người ta chưa hiểu cái hình in pet này là cái gì cả, thì các chị mua thử về đi, các chị cứ mua thử về nó sẽ thấy nó khác biệt. Đây này, đây mọi người thấy chưa, hình in đây này, đó hình in này là giặt máy tưng bừng hoa loa kèn cho em nhá. Đẩy view lên cho em 3.000 người coi. Ví dụ em là áo gấu xịn xanh, anh đứng ra đây cho mọi người ngắm mẫu nhá. Ví dụ em mã này là áo gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại, em có màu xanh, em có màu đen và em có màu trắng. Mặc màu nào cũng đẹp luôn đây này. Ghi của em mã này là màu em đang mặc là màu xanh, màu chồng em đang mặc là màu đen và màu em đang cầm ở đây là màu trắng. Các chị nhìn này, ví dụ như hai vợ chồng mặc trắng này đẹp chưa? Hoặc em mặc xanh chồng em mặc đen này, hoặc em mặc xanh chồng em mặc trắng này, hoặc hai vợ chồng mặc cùng màu. Nói chung là hôm nay cái gì mà không mua cũng được, nhưng riêng áo này mua nên mua. Và em qua mẫu nhá. Em qua mẫu trước, đơn nhảy quá rồi. Áo Thinh nhà luôn à, áo Thu nhà Linh chất đẹp, form đẹp, giá rẻ nhất từ trước đến giờ mình mua. Mình đã mua bên em ấy 4 năm rồi. Em cảm ơn chị Công Nguyễn nha. Em thấy tất cả mọi người, nhưng mà do Facebook bây giờ nó bóc tương tác nên là như thế này này, nó oái oăm vô cùng mọi người ơi. Ví dụ nhá, em đang dùng cái nick của chồng em, xong rồi em vào cái livestream của em như thế này. Đây ví dụ như này, mọi người nhìn nhá. Thì nó sẽ hiển thị là hãy là người comment đầu tiên. Đấy, nó không nhìn thấy một cái comment nào luôn. Trong khi ở hệ thống máy tính của em thì nó rất nhiều comment, và hiện tại đã là gần 4.000 comment qua cái livestream này rồi. Và em mới like được có 23 phút và đã gần 4.000 comment đây này. Mọi người nhìn thấy comment ở đây không?
Đó, comment đây này. Cho nên là bị ẩn comment, em nhận được hàng rồi, hàng bao xịn nha. Cảm ơn Trần Tú Anh nhá. Áo gấu kẻ hết sạch hàng rồi nha. Ghi của em là gấu xịn xanh, gấu xịn đen và gấu xịn trắng. Các chị nhìn hàng nhé em Linh. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng trước khi nhận. Em cho mọi người xem này. Trời ơi, 100 máu đẹp như 100 máu, 100 máu xịn như 1000 áo luôn. Em đặt số lượng khi mà em chưa tung ra thị trường, em đã đặt lên đến gần 1700 máu. Thì các chị biết là cái rủi ro em phải chịu như thế nào. Thế nhưng mà cái điều ở đây là em tự tin về mức giá và cái sản phẩm em mang đến cho các chị, thì em mới có cái sự liều lĩnh là đặt gần 1700 máu khi hàng chưa tung ra thị trường. Ví dụ như hàng tung ra thấy đắt hàng sau đó mới đặt thì cái đấy là điều bình thường. Còn nhá, em ủ từ trước rồi thì em mới tung ra thì mới có thể đủ số lượng đáp ứng cho tất cả các chị được. Ghi của em là gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại và em Linh xin phép dừng mẫu này ở đây nhá. Được chưa? Lên một mã tiếp theo. Mọi người nhìn cái áo này này. Áo này thị trường bán rất là nhiều và em đã định không bán rồi nhưng mà em thấy cũng đẹp, với lại thật ra là em nhập được khá giá khá là tốt. Em thấy thị trường hot girl toàn bán áo này 220, livestream như em thì bán tầm 169. Đấy thì em bảo là em bán được rẻ có mấy chục nghìn mà em không nhập, em thấy nó hơi áy náy trong người ấy. Cho nên là quyết định nhập 300 con, quyết định nhập 300 con thôi, cũng không nhập nhiều. Bởi vì cái hàng len thời trang này nói thật nó cũng hết mốt rất là nhanh. Nên là em chỉ nhập có 300 con thôi nhá. Mọi người nhá, ví dụ như cái nào mà đáng nhập nghìn thì em sẽ nhập nghìn, cái nào chỉ đáng nhập mấy trăm thì em sẽ chỉ nhập mấy trăm thôi. Nha các chị nha, được chưa? Thôi em qua mẫu luôn đây, nhìn cái hình in này. Nhìn cái hình in em nói thật, áo này mà nhận hàng mà chê xấu em cho vào mồm em luôn. Từ bây giờ không bao giờ mua hàng của Linh Jean nữa nha. Em mới xem shop kia bán 270k chị ơi, thì thoát gơn toàn bán trên 200 mà. Thì em thấy là người ta bán đắt mà em nhập được rẻ thì em không bán em cũng thấy khó chịu trong người. Cho nên tôi quyết định bán, biết đâu được. Áo sọc đó em mới mua 115k. Em mua 115k là người ta cũng bán khá là rẻ rồi đấy em ạ. Chị nói thật đấy, 115k thì người ta cũng không lãi quá nhiều đâu. Bởi vì nếu như mà người ta bán shop hay là phải ấy này kia nhiều chi phí ấy, thì cái giá đấy là nó ok rồi. Thật sự luôn á. Đây này, anh đi ra đây đứng nốt cho khách nhìn này. Nhìn cái áo này, kể cả là cái bên tay này cũng là in pet, in nhiệt luôn, không phải in bình thường đâu. Ví dụ như cái áo A100 này nó là in bình thường. Còn hàng em này, cái này này, hàng này nó là in nhiệt 100%. Khi các chị nhìn vào hình in, các chị đã thấy phê con mẹ nó rồi, thật luôn. 3.000 người coi đi để em tặng tưng bừng tới bến đi nè. Thôi 3.000 người tặng luôn 700.000 cho 4 người chia sẻ livestream nhiều nhất. Ui cái áo đẹp chưa? Ôi giời ơi, cái áo này mà em mặc với quần sóc bò nhà em nữa thì thôi rồi là lượm ơi luôn các chị ơi. Đây này, thôi mặc với quần này cũng được. Cái tông màu cái áo này khá là hợp với cái quần này đấy. Ở chỗ em bán 139.000 đến 139.000 thì là cũng gọi là hơi rẻ rồi đó mọi người. Đây này, nhìn cho em này. Áo đẹp chưa? Áo đẹp chưa? Ví dụ như áo này thì em sẽ không đeo túi chéo nữa. 2.900 rồi kìa, 3.000 để em mất tiền 700.000 đi nào. Em muốn mất tiền cho các chị lắm. Đây này, đeo cái túi này cho em, đeo cái kính nữa. Trời ơi, đi cái dép trắng quá. Úi dồi ôi, xinh quá. Thề luôn là quá xinh. Áo này gọi là gì anh? Gọi là gì? Nhanh lên, nhanh lên. Mã này quá đẹp luôn. Gọi là gì? Ba lỗ kẻ cách số điện thoại. Ba lỗ kẻ cách số điện thoại. À không, đừng ba lỗ anh ạ, gọi là cái G mấy hay K mấy đi, K10 có chưa? K10 đi, K10 đừng có ba lỗ ba lủng gì khó comment. K10 cách số điện thoại. K10 cách số điện thoại, các chị nhìn hàng này. Không chuẩn hàng hot girl 3.000 rồi ok. 21:54, giữ view này cho em ít nhất đến 21:58 tức là 4 phút. Em tặng 700.000 cho 4 người chia sẻ livestream nhiều nhất. Em tặng 700.000 cho 4 người chia sẻ livestream nhiều nhất. Còn bây giờ lên tiếp, em lại tặng tiếp, cứ lên thêm 200 người em tặng thêm 100.000. Thả tim, thả like và chia sẻ livestream để không bị ẩn comment. Khi mà người bị ẩn comment, mọi người sẽ không bao giờ có đơn. Mọi người nghe rõ nhá. Ghi ở em mã này là K10 cách số điện thoại. Em đọc giá nha, em đọc giá ngay bây giờ đây này. Ngay bây giờ, các chị nghe kỹ giá rồi hãng chốt này. 95.000 đồng một áo. 95.000 đồng một áo, được kiểm tra hàng, được sờ chất rồi mới trả tiền. 95.000 đồng một áo, ghi giúp em là gì ạ? K10 cách số điện thoại áo như em đang mặc ở đây. Hot girl người ta bán nhiều, em thấy hot girl bán lâu rồi. Nhưng bởi vì là em định không bán, bởi vì cái này ngoài thị trường quá nhiều người bán. Nhưng mà sau thấy em thấy thị trường bán đắt thì em nghĩ là trời ơi, khách của mình kiểu gì thì kiểu cũng có rất nhiều người muốn mua áo này. Nhưng mà người ta lại không thấy mình bán, người ta lại đi mua chỗ khác đắt hơn đúng không? Cho nên là quyết định nhập thử 300 con. Và ối rồi ơi, đơn kìa, K10 kìa. Quần này ghi, dép này ghi giúp em là dép trắng 35, 36, 37, 38, 39. 35, 36, 37, 38, 39. Anh ghi dép ngày hôm nay cho em 114.000 một dép. 114.000 một dép, nhớ phải chia sẻ like. Em bán hơn 1.000 con dép này rồi. Ôi dồi ôi, K10 hết hàng mẹ rồi còn đâu. Mọi người chốt nhiều thế. Ghi của em mã này là K10 cách số điện thoại. Trời ơi, 3.000 mốt ok. Lên 3.200 tặng thêm 100.000 đồng nữa. Lên 3.400 tặng thêm 100.000 đồng nữa. Còn lên 3.500 tặng luôn 1 triệu đi cho nó máu lửa.
Bây giờ em bảo mọi người ví dụ như là cái áo này em có nên mặc với quần sóc bò xanh nhé. Em mặc với quần sóc bò xanh ok. Quần sóc bò xanh của em đây. Bây giờ em sẽ mặc với quần này. Ôi giời ơi, cái áo kẻ này mà em mặc với quần này các chị chỉ có hết nước chấm với em luôn nhá. Giữ view đến 21:58 nha. Đừng để tụt nha. Hả? Hả? Rồi giới thiệu quần tắc ta. Quên mẹ mất, cho em xin quần tắc ta. Quần tắc ta hôm nay chốt trong livestream này cho các chị là 80 ngay giá này. Hôm nay chốt trong livestream này cho các chị là 85.000 đồng một quần. Được kiểm tra hàng trước khi nhận. Em có màu sữa, hôm nay em về full màu bởi vì bây giờ mùa hè. Bây giờ mùa hè nên mọi người thích cái quần này nhiều màu ấy, cho nên là hôm nay em nhập đủ màu, còn bình thường mùa đông em chỉ nhập 3 màu thôi. Đừng để tụt view 3.000 mà tụt xuống một phát là mất luôn 700.000 đấy nhá. 21:58:56 ở 2 phút nữa thôi. Cố gắng chia sẻ, thả tin, thả like. Màu xanh lá, màu vàng, màu nâu, màu hồng, màu đen, màu cam và màu sữa. Tắc ta kèm màu kèm size S và size M 40-70 cân đổi về mặc được 85.000 một quần trong livestream. Bao kiểm tra hàng, bao sờ chất rồi mới trả tiền nha. Mọi người nghe kỹ nha. Ví dụ em là xanh này, tắc ta xanh, tắc ta vàng, tắc ta nâu, tắc ta hồng, tắc ta đen, tắc ta cam và tắc ta sữa. 85.000 2 size SM. Mặc với cái áo này và em qua mẫu luôn nhá. Em chỉ lên như thế thôi bởi vì tắc ta này số lượng nó về mỗi mẫu không có nhiều. Và bây giờ em xin phép lên con này. Trời ơi, cái con này tổng số lượng em lên về là hơn gần 2.000 quần. Và hiện tại là đang chờ khoảng tầm 5 ngày nữa sẽ về thêm 1.000 nữa. Bởi vì cái quần bò này chờ hàng rất là lâu. Nhưng mà em nói thật với các chị, quần bò này đẹp lắm. Ai đang xem livestream ở đây đã nhận gì ạ? Q5 nhà em, cho em xin một câu phản hồi. Áo form to 70 cân đổi về mặc được nhá. K10 cách số điện thoại. Trời ơi em, sao mà em ngu, em cảm thấy bây giờ em thấy ngu nhá. Bởi vì em thấy áo này thị trường người ta phải bán được nửa tháng nay rồi. Mà em thừa sức nhập được chứ làm gì mà em không nhập được. Nhưng bởi vì em thấy quá nhiều người bán, em bảo thôi nhiều người bán này chắc mình thôi, mình chẳng bán đâu. Nhưng mà về sau em thấy người ta bán đắt quá, thì em nghĩ là ôi với cái lượng khách của mình thì mình nghĩ là chắc là cũng nhiều người muốn mua áo này đấy. Nhưng mà vì mình không bán thì người ta có khi là phải đi mua chỗ khác đắt hơn. Thế suy nghĩ đi, suy nghĩ lại và thôi cứ nhập thử 300 con xem thế nào. Ôi giời ơi, thế thì biết thế, nhập mẹ 1.000 con đi luôn đi cho nó được việc. Này nhìn cho em cái set em đang mặc này. Lại bảo với em là không đẹp đi. Rồi ơi, 1 phút nữa là đủ view rồi. Đẩy view lên cho em nào. Ghi em mã này là K10 và mặc với quần này là Q5 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size. Q5 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size. Xem like của chị uy tín, em cảm chị cảm ơn em nhá. Ghi em mã này là K10 95.000. Q5, em mới nhận Q5 mặc đi chơi hẹp, đẹp hết ý, cảm ơn Ngọc Lan nha. Nhung nhở nơi chị có thấy em không? Chị thấy tất cả mọi người, em thấy tất cả mọi người. Nhưng vì Facebook Pop tương tác, Q5 quá đẹp, em cảm ơn chị Tún Hoàng này. Em nói thật với các chị, riêng cái Q5 mà các chị chê hàng xấu nhá. Với bất kỳ lý do gì, các chị chỉ cần nói là hàng xấu, giữ nguyên tao mát, em cho hoàn hàng ngay lập tức luôn, không hề chém gió nhá. Mọi người nhìn hàng Q5 nhà em này. 100 bao nhiêu anh? 127.000 đúng không? 127.000 một quần. Hàng em đặt riêng cho các chị. Mọi người nhìn này, em đang mặc này. Riêng những cái quần mà chuẩn như thế này thị trường toàn bán trên 200.000 là điều chắc chắn luôn. Còn em bán này, còn đây là hàng rẻ hơn này. Mọi người nhìn nhá, đây. Hàng rẻ hơn người ta mời em chỉ có 70.000 một quần. Đây này, hàng này là hàng rẻ hơn. Ôi dồi, hôi quá. Thật sự là cái quần này nó hôi. Người ta chưa xử lý hết mùi, nó hôi kinh khủng. Em dơ lên ở đây là em đã thấy hôi rồi ấy. Em thề luôn, nói sai mất lọc luôn, quần này hôi lắm. Ví dụ em cái này là hàng rẻ hơn này. Thì ví dụ như cái này em nhập 70.000 thì em sẽ bán ra là khoảng 80.000 một quần đó. Thì đấy, thì là cũng quá là rẻ. Nói thật là đối với một cái quần 80.000 mà được như thế này thì nó là xuất sắc, nó là đẹp rồi. Nhưng mà em biết là nhu cầu khách em nó không kiểu là, nhu cầu khách em là người ta muốn là nó to này, sao phải đẹp hơn. Nhưng mà thật ra nó chỉ đắt hơn có bao nhiêu. Ví dụ như em bán cái này 80.000 và em bán con này 20 thì nó chỉ đắt hơn tầm hơn 30.000 thôi. Nhưng mà nó là một cái quần hoàn toàn khác hẳn luôn. Các chị thấy không? Khác hẳn luôn, 127.000. Còn nếu thích cái thắt lưng này thì ghi là kèm đai thì sẽ thêm 10.000. Cái này là em bán kèm cho các chị 3.000 mốt rồi. Lên 3.002 em tặng thành 800.000 đồng nhá. Nhớ thả tin, thả like và chia sẻ livestream giúp em. Em không chê quần này xấu, em chỉ nói là đây là hàng rẻ hơn này. Đó, thì em cũng có thể nhập hàng rẻ hơn cho các chị. Thế nhưng mà cái vấn đề là khi các chị nhận cái quần 127.000 nó phải đẹp tương đương với hàng ngoài thị trường 250.000. Em cam kết luôn đấy ạ. Đây này, em nhập vào đã là hơn 100.000 một quần, 110 mấy. Tính ra là 100 bao nhiêu nhỉ? Nói chung là em lãi ít lắm, lãi mà ngoài cái sức tưởng tượng các chị luôn á. 3.000 cho em, 3.200 đi đây này. Thêm cái đai này là 10.000 thôi. Đây này, mọi người này. Mọi người thấy chưa? Em đeo cái thắt lưng này vào nhìn cái quần nó đẹp hơn đúng không? Nhưng mà cái thắt lưng này em nói thật chỉ dùng được tầm 10 lần là nó vứt đi, không có khi chưa được 10 lần đâu. Vì 10.000 một cái thắt lưng thì làm sao mà đẹp được? Em nhận rồi ạ. Q5 đẹp lắm chị ơi, chị cảm ơn Quý Nguyễn nhận đây này. Q5 xanh và Q5 đen mặc với K10. Trời ơi,
127.000, nếu như thêm thắt lưng là 137, các chị lấy hay không tùy các chị. Màu này cho em là Q5 màu đen và màu em đang mặc là Q5 màu xanh. 3 size SML 40-63 cân đổ về mặc được. Chồng em 65 cân, cao 1m7 vẫn vừa. Nhưng mà em đảm bảo để em muốn rằng là với cái mức cân nặng chắc chắn thì em chỉ tư vấn cho khách đến 63 chứ không tư vấn cho khách đến 65. Áo em đang mặc có mã là gì? Có mã là K10, 95.000 một áo, bao giá toàn Facebook luôn, được chưa? Quần em đang mặc gọi là Q5 127.000, dép em đang đi gọi là dép trắng 114.000, túi em đang đeo gọi là túi nâu 217.000. Về một lần 800 cái túi, em nói thật với mọi người, một con bán hàng nghiệp dư như em, một con bán hàng livestream quần áo chứ không có chuyên gì cái túi sách cả, mà cái túi này em bán mấy nghìn và một lần đặt 800 con thì các chị nghĩ em có bán được không? Nếu như em không bán được thì em cũng không có ngu. Một lần em thanh toán tiền túi này là mấy trăm triệu luôn này. Một lần em thanh toán tiền túi này là mấy trăm triệu luôn đó mọi người ạ. À tí nữa anh chuyển tiền túi đi, em chưa chuyển đâu. Thật sự luôn, em thề luôn là thanh toán hàng trăm triệu đồng một lần nhận tập túi ấy, mọi người thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ok, đây này, hàng về chiều qua ngày hôm qua 800 cái túi này, không các chị để bán buffet. Túi nâu hoặc túi đen, cách số điện thoại và em qua mẫu luôn. Để lên một mã tiếp theo. Một cái mã mà trời ơi, ta nói là đẹp quá trời, quá đất đây nè, mọi người thấy chưa? Hàng này là chất len nhá, không phải là chất da cá đâu. Chất này là chất len hàng Quảng Châu. Cứ phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em cho hoàn hàng lại. Nghe kỹ nha, bây giờ em lên mã này luôn. Em hết K10, em dừng nhận đơn K10 giúp em nhá. Hết sạch K10 rồi, thông cảm giúp em. Bây giờ em sẽ lên con này, trời ơi nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn, 95k hết sạch hàng, em không nhận đơn nữa các chị nhá. Và riêng con túi nâu ấy, đẳng cấp, bán túi của Linh Jean không phải dạng vừa đâu. Em nói thật đấy, em không chém gió đâu. Em hỏi mọi người, ví dụ như những người mà bán livestream như em, người ta bán túi sách kèm thì rất là nhiều. Nhưng mà để nhập một lần 800 cái túi thì không có đâu ạ. Các chị cứ để mà xem. Còn em nói ở đây với cái hình ảnh thực tế là hàng về, chứ không phải là em chỉ nói ở đầu mồm đâu. Nên là đó là lý do tại sao lúc này em cũng mang cho mọi người đến một cái mức giá tốt nhất. Mọi người cứ để ý mà xem, nhiều người á, nhiều người cứ xem livestream của em. Nói thật là mình bán được nhiều hàng, mình nhiều người theo dõi thì nhiều người soi mình, cái đấy là điều đương nhiên, đúng không? Người ta cứ thắc mắc tại sao shop này nó có thể bán rẻ như thế, rồi nó lấy hàng ở đâu, tại sao nó bán rẻ như thế. Thì em nói thế này này, cái gì của em cũng tận gốc tận ngọn hết. Nếu như hàng Trung Quốc á, là em đặt trực tiếp từ Trung Quốc. Mã nào mà em đặt ít thì em có thể nhập lại Việt Nam. Mã nào đặt số lượng nhiều em sẽ nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Còn hàng Việt Nam thì em toàn đặt trực tiếp ở các xưởng luôn. Có nghĩa là chọn vải, xong rồi chọn mẫu, xong rồi lên mẫu, xong rồi là đặt số lượng lớn. Thì đó là lý do mà em bán được giá tốt. Và em lúc nào túi nâu nhà chị Linh xuất sắc luôn, không uổng công chờ mấy tháng trời. Cảm ơn em nhá, mọi người nhìn cho em này. Trời ơi, áo này gọi là áo gì anh ơi? Áo này gọi là len chữ anh nhá. Len chữ nhá. Len chữ cách số điện thoại đẹp quá trời ơi. Shop còn váy tơ không? Váy tơ hôm nay vừa về màu cốm đẹp lắm chị ạ. Chờ tí em lên nhá. Đây này. Áo này gọi là gì ạ? Len chữ cách số điện thoại. Em có tất cả là hai màu. Ừ, em toàn lấy ở trên này, em treo lại cho em. Hai màu chất len hàng Quảng Châu, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em cho hoàn hàng ngay lập tức luôn. Q5 nha, Q5 này là em đang mặc size S. Em thì em chỉ mặc size S thôi. Em có 48 cân thôi mà, đợt này em gầy hơn rồi. Đợt trước là lên 50 nhưng mà đợt này lại xuống 48 rồi. Mọi người nhìn cho em này, được chưa? Lên chữ cách số điện thoại, đừng để tụt view nha các chị nha. Cố gắng đẩy view lên giúp em. Like này em đang tặng 700.000 cho 4 người chia sẻ livestream nhiều nhất đấy. Mọi người nhìn giúp em này. Màu đen và màu trắng, lên chữ kèm màu kèm số điện thoại. Và em đọc giá luôn nhá, nghe giá luôn ạ. 97.000 đồng một áo, 97.000 đồng một cái áo len này. Nếu phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn tiền cho các chị 10 lần giá trị cái áo này, tức là 970.000. Cái này là em hứa ở trên livestream. Mọi người có thể quay lại đoạn video này hoặc chia sẻ cái livestream này, bởi vì livestream em không xóa, không bao giờ xóa livestream, được chưa? Ghi ở em mã này là len chữ đen và màu em đang mặc là len chữ trắng, 97.000 một cái áo len hàng Quảng Châu. Thì có lý do thì các chị không mua. Hot girl người ta toàn bán áo này 180 đến 220 thôi. Các chị không tin, các chị cứ đi hỏi những cái hot girl nào mà người ta bán cái áo này này. Đấy, còn bán livestream như em rẻ nhất ý, thì người ta cũng phải bán tầm 120-130. Đấy là bán livestream giống như em ấy. Còn em đang bán là 97.000 một áo, len chữ kèm màu kèm số điện thoại 97k. Em qua mẫu luôn nhá. Con này chỉ về được 200 con thôi. Nói chung áo len là em nhập toàn 200-300, mẫu nào nhiều lắm mình 500, chứ áo len em không nhập vào bão mấy nghìn đâu. Đấy là em nói thật, chiều áo phông thì em mới nhập một lần hơn 1.000. Hay là những cái mã nào mấy, bởi vì len này là nó là thời trang thay đổi liên tục nên em không nhập một lần 1.000 đâu. Ví dụ như mà nó tắc biên nó không về được, đến khi hàng về hết mốt luôn là cũng vỡ mồm luôn đấy các chị ạ. Quần em đang mặc gọi là Q5 size S, size M, size L 40-63 cân đổ về mặc được. Em xin phép qua mẫu này ở đây luôn nhá. Rồi lên một mã tiếp theo, lên mã này. Em lên mã này, trời ơi, lan là mã này này. Like trước là em về kẻ nhỏ, còn like này em lại về kẻ to. Mỗi một đợt thì nó lại về khác nhau. Còn like, cái kẻ nhỏ của like trước thì em gọi là áo len kẻ. Còn áo này sẽ gọi là K mấy đi anh ạ? Gọi là K20 hay gọi là cái gì đây nhá. Gọi tên khác đi.
gọi là tên khác thì em qua mẫu nhá. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em với để không bị ẩn comment nhá. Khi mọi người bị ẩn comment ấy, bởi vì mọi người xem livestream ở đây, mọi người nhiều người là không đọc được comment của bất kỳ ai luôn. Cho nên là em mới bảo là các chị đừng có ấy, nó bị ẩn comment là các chị sẽ không có đơn đâu nha các chị nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu luôn. Em qua mẫu luôn đây. Lên kẻ cách số điện thoại. Ui dồi ôi, vẫn đơn túi nâu sợ quá. Thật sự là em nể khách em về độ mua túi, mua nhiều kinh khủng á. Eo của em á, eo của em phải 70cm, 70 á, eo của em phải 70. Em to mà, em có gầy đâu. Eo thật ra là 48 cân nhưng mà bụng 80. Bụng 80 và eo 70. Áo đẹp chưa? Áo này bao nhiêu hot girl bán, có mà phải mấy chục hot girl bán đấy, xinh nhờ. Chất len hàng tàu này, các chị thấy đẹp chưa? Đấy, em đóng thùng rồi nhá. Cái này sẽ gọi là lúc nãy là K10 này, bây giờ sẽ là K20 nhá. K20 cách số điện thoại một màu duy nhất. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em, đừng để tụt view nhá, đừng để tụt view, còn nhiều hàng lắm. K20 cách số điện thoại, con này về ít, con này chỉ về được có 190 con thôi. K20 cách số điện thoại. Đây các chị mặc này cho em, cả set em đang mặc là hot girl đều có bán đấy. Cả set em Linh mặc là hot girl đều có bán đấy. Các chị cứ đi tham khảo giá thị trường thoải mái. Rồi nếu như cảm thấy giá của em Linh ok, lúc đấy quay lại ủng hộ em vẫn chưa muộn nha. Trừ khi hết hàng thì phải chịu thôi. K20 cách số điện thoại, nghe giá luôn ạ. Bao nhiêu ạ? Nghe giá luôn nha. 100.000. 100k. Con này em chốt là 100k. K20 các số điện thoại 100.000. Em chỉ có 190 chiếc thôi. Mặc với quần em đang mặc là Q5 và đi dép này, mọi người nhìn chân trắng không? Mặc cái này này xong đi cái dép này nhìn chân trắng là nuột dã man luôn. Kiểu em bán này là dép trắng. Lúc đấy có một khách vào comment rồi, ôi chị Linh ơi em nhận dép rồi, dép đi êm lắm thế này thế kia. Khách vào khen em chụp lại feedback mai em đăng cho các chị xem. Em không hề chém gió nhá. K20 cách số điện thoại 100.000. Còn K10 là 95.000. Còn quần này là 127.000. Thêm thắt lưng thì ghi là kèm đai thêm 10.000. Được chưa? Quần này ghi của em là Q5 đen và Q5 xanh. Em dừng nhận Q5 ở đây vì hiện tại đang thiếu đơn nhá. Rồi em xin phép dừng nhá. Bây giờ em còn mẫu tiếp theo. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái mẫu ấy đi anh ơi. Cho em lên cái set ấy nhá. Em lên set này nhá. Set vằn nhá. Hay là ấy đi. Lên set vằn đi. Ok. Em lên set vằn nhá. À không phải, set nhăn chứ anh nhở? Hồi nhỏ em nhập cái sao ở đây này. Quần này hàng rẻ đây này mọi người. Đây là hàng rẻ này. Đây là hàng nhập vào 70.000 một quần này. Đấy. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, em không bao giờ bán đắt. Tiền nào là của đó, hàng nhập rẻ là em bán rẻ, hàng nhập đắt thì em bán đắt, nhưng mà tiền lãi cũng chỉ có từng đấy thôi. Được chưa? Em qua mẫu nha. Q5 kèm màu dung trễ vai là K4 hôm nay về lại hàng rồi, đúng rồi. Dung trễ vai là K4 hôm nay về lại hàng rồi. Ở lên K4 cho em xin cái màu cốm đi. Bây giờ cho em hỏi 2700 chị đang xem livestream ở đây, ai mua K4 nhà em rồi cho em hết nha. Hết K20 qua mẫu nha. Em hết K20 nha. K20 này chỉ có 190 con thôi đây. K4 nhà em này, chị nào nhận được K4 thì cho em xin một câu phản hồi. Cái K4 này, em ơi, chị anh ấy, cái chị mà làm mặt cho em ấy, chị mua cho cả nhà mặc cái dung này luôn. Màu xanh lá, chị mua cả màu xanh lá, mua cả màu cốm, rồi là màu nâu, như mua 3 bộ hay sao ấy. Em thề luôn, con bà ấy cũng mặc đồ em bán, bà ấy cũng mặc đồ em bán, xong rồi mẹ chồng bà cũng mặc đồ em bán. Hôm nay gửi cho em một loạt ảnh mà em cứ ngồi cười ấy, em ơi, buồn cười vãi trưởng luôn. Áo gấu kẻ, mã là gấu kẻ chị ơi, mã là gấu kẻ, và em bán là em đăng nhập 1.000 con nhưng mà nó mới về có 200 thôi, đẹp chưa? K4 cách số điện thoại, em dám khẳng định luôn là em là một trong những đứa gọi là livestream cái mẫu này đầu tiên ấy. Đầu trước đó thì chỉ có hot girl bán thôi, chứ còn người livestream với giá như em không có nhiều đâu. Ghi em mã này là K4 cách số điện thoại này, trắng không? Đi cái dép trắng này, mặc cái zoom này, đeo cái túi nâu em Linh có bán, và đội thêm cái mũ em Linh có bán nữa. Thật sự là không có cái từ gì mà diễn tả được cái độ đẹp đó các chị ơi. Em đội thêm cái mũ đó nhá. Cả một cái set này từ đầu đến đít là áo ngực bên trong có bán, bây giờ còn mỗi quần chip là không bán nữa thôi. Còn cái gì trên người em là em cũng bán hết, còn mỗi cái thân già này là không bán thôi. Này mọi người nhìn giúp em đẹp chưa? K4 kèm màu kèm số điện thoại, dép trắng có bán, K4 có bán, túi xách có bán, mũ có bán, cả set em đang mặc có bán. Và cộng lại hộ em xem nó là bao nhiêu tiền. K4 này là có bao nhiêu màu anh nhỉ? K4 này là có tất cả là hiện tại ở đây là đang đâu? Đây. Em có tất cả là 3 màu, một nâu hết hàng chưa về. Và hôm nay em bán cho mọi người về giá K4 đẹp từ chất đến form. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm đầu tiên em bán cái K4 này em bán được 600 cái, 600 cái luôn ạ. K4 em có màu xanh lá giống hot girl mặc luôn này. K4 em có màu cốm, K4 em có màu sữa. Và nghe giá luôn. Nghe giá. Hôm trước em bán là 160 mấy nghìn đúng không anh? 168. Hôm trước bán 168, hôm nay em được giảm 5.000. Hôm nay em được giảm 5.000. Em bán là 163.000 một áo.
một set này, set K4 này, 163.000 bao giá, và nhớ bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Còn túi em đang đeo gọi là túi nâu, hôm nay hôm qua vừa về 800 con, tranh nhau được là có, còn không lại phải chờ chuyến sau ấy mọi người. Em nói thật, cái livestream mà trước cái livestream này em bán túi, em bán được gần 1.000 cái túi, nói sai mất lập luôn. Em bán gần 1.000 cái túi trong một livestream thì các chị hiểu hiểu số lượng em bán ra rồi đấy ạ. Kiểu em mã này là K4 xanh, màu em đang mặc là màu cốm và màu này là màu sữa, 163.000. Mũ em đội là 124.000, em có đủ màu, mũ này gọi là mũ kem, mũ này gọi là mũ sữa và một màu nữa là màu đậm hơn gọi là mũ nâu, 124.000. Phát hiện ra hàng Việt Nam, auto được hoàn hàng và được hoàn tiền ngay lập tức. Túi này là em nhập Trung Quốc nha các chị nha. Lên nào gấu kẻ đi chị ơi, em xin lỗi lúc nãy em lên gấu kẻ hết sạch hàng rồi chị ạ, thông cảm giúp em nhá. Chỗ người ta đang bán K4 280k đấy, các chị đọc comment giúp em nhá. Bây giờ em mặc thêm màu xanh lá nữa xong rồi em qua mẫu, bởi vì màu xanh lá đẹp lắm. Cái này là lúc đầu là em thích màu cốm hơn, về sau em mặc xanh lá nhiều em lại thấy xanh lá đẹp hơn. Ok, sau cái này em lên cho một cái len hồng baby để đẹp vãi đái luôn. Cái len hồng baby để xong rồi mặc với tắc ta hồng nữa thì thôi tôi nói là hết cái nước chấm luôn đấy. Mọi người thả tin, thả like và chia sẻ like nhá. Lại tụt của em 100 người rồi kìa, đừng để tụt view nhá. Hàng còn nhiều lắm. Sau cái này em lên cho mọi người cái váy này. Đây em kể cho mọi người nghe. Đây này, cái váy này này, cái váy này hôm trước không có màu cốm đâu, hôm nay đặt mại mới về được màu cốm. Mà váy này em đã từng bán là 222.000 một váy, và bây giờ mọi người được mua với giá 1XX, mà X nó nhỏ xíu luôn, nhưng hôm trước không hề có màu cốm, hôm nay mới có này, nhưng mà chắc chắn là phải sang được nha. Chờ em một tí em mới lên. Mọi người cứ từ từ, mọi người thoát ra ngoài sớm, mọi người chỉ có thiệt thôi. Em bán hôm nay xong em lại nghỉ 3 hôm đấy, em phải đi công việc, em lại nghỉ 3 hôm. Nên là mọi người tranh thủ hôm nay chốt cái gì là chốt liền, chốt lẹ đi, không đến lúc là hết là tiếc đấy. Như cái túi sách ấy, hết là phải chờ 20 ngày sau mới có hàng để mua tiếp đây này. Mà 20 ngày thì có phải là quá lâu, nếu như mà tính em nhá, mà thích cái gì là em muốn được liền, mà bắt em chờ 20 ngày là em cảm thấy nản luôn đấy, đúng không? Tờ hóng váy tơ, đúng rồi, váy tơ hôm nay về màu cốm đẹp vãi cả đái luôn, thề. Ví dụ em mã này là K4 xanh lá nhá, em mặc thêm màu xanh lá nữa. Sao giờ này chị trắng thế? Thì thật ra từ trước rồi có bao giờ em đen đâu. Chỉ có cái lúc mà em mới, hồi em bé bé thì em mới đen thôi. Còn bắt đầu lớn lớn là em cũng đã trắng rồi. Chứ em không có tắm trắng, đi ra ngoài tắm trắng đâu. Chỉ tắm mỗi cái bột em bán thôi, chăm chỉ một tuần 2 lần. Ví dụ em mã này là gì ạ? K4 xanh lá đẹp chưa? Có chuẩn hàng hot girl không? Form to này, đoạn này là chun thoải mái này, 68kg này. Chỗ này cũng là chun luôn này, thoải mái luôn, là đi đứng chạy nhảy vô tư không hề bị hở. Mọi người thấy chưa? Sau cái này nhất định em sẽ lên con váy tơ cốm kia. Ai tranh được thì mua, không tranh được hết thì tự chịu nhá. Con K4 cốm, à quên nhầm, con váy tơ cốm các chị nhìn màu xanh đẹp chưa? Chân trắng chưa? Đi thì phải dép trắng 114.000. Dép này là nó kiểu đế giày ấy. Đế giày ấy, kiểu dép giống như kiểu mà cái dép, em không biết là diễn tả như thế nào, nhưng gọi cho em là dép trắng. Em bán hơn 1.000 đôi rồi. Đây này, em bán hơn 1.000 đôi, các chị thấy chưa, dép trắng này, thấy đẹp chưa, đế giày mà cứng dã man luôn, nói chung là đập chó chó chết, thề luôn, xịn sò lắm. Sao đơn của em mai không thể ship về á, chị ghi mai chị gọi hotline báo kiểm tra đơn giúp em nhá. Bây giờ em sẽ lên ngay con váy tơ, nhất định phải lên luôn con váy tơ đi đã, xong rồi tính sau, xong rồi tính sau. Ui dồi, thề luôn, mặc cái áo ngực nhà mình bán cảm thấy nó tự tin thế. Ôi trời ơi, nhìn nó phải gọi là hết nước chấm nhà, trong khi chả có cái mẹ gì, kiểu như là từ trước đến bây giờ, từ trước đến bây giờ là toàn kiểu 500 xôi 1.000 lá. Mà bây giờ là nhìn toàn thấy xôi không thấy lá. Bây giờ nhìn toàn thấy xôi không thấy lá. Anh quay cái quạt đi chỗ khác đi, không mà nó thổi mất váy của em, thổi tung váy. Không, dép này chuẩn size mà. Nếu như ai thích đi rộng thì nhích lên một size. Trời ơi anh ơi, màu cốm đẹp quá anh ơi. Hình như về được có 70 con hay sao ấy nhỉ. Về được có 70 con màu cốm này thôi. Về được có 70 con màu cốm này thôi. Mà bây giờ đang 2.600 người coi. Thề luôn, cái màu cốm này mà không đẹp nữa thì không có một cái gì trên cái cuộc đời này đẹp đâu. Cái váy này em đã từng bán nha, mã của nó là váy tơ và em đã từng bán là 222.000. Các chị không tin xem lại live cũ thì nhà em không xóa livestream đâu, không các chị lại nghĩ là em chém gió. Nhưng về sau em về được cái hàng này, em đặt được hàng rẻ hơn ấy, thì nó không có màu cốm và hôm nay nó mới có màu cốm này. Ôi trời ơi, em mà mặc set này đi du lịch thì thôi rồi là lượng ơi. Váy tơ cốm đúng không anh? Trời ơi, em mặc cái màu cốm em đi cái dép trắng này, trời ơi em nói thật với các chị chứ làm sao mà cưỡng được cái độ đẹp này. 80 cân cũng vừa váy này. Váy tơ cốm, cách số điện thoại. Em có tất cả là 3 màu, anh sợt lại giá của em quên mẹ giá, em bán rẻ quá nên không nhớ. Màu em đang mặc gọi là tơ cốm, màu này cho em là tơ nâu và màu này cho em là tơ xanh. Hôm trước có cả vàng và hồng nhưng hai màu đấy hết, em không về nữa vì không đắt hàng lắm. Nghe giá nha, 139.000 một váy nha.
Mua con váy này shop khác để cho con ty nhân viên tư vấn có cúc mở, cuối cùng không mở được, chán. Ôi vãi, cúc này mở được mà, cúc nhà em là mở được, thấy chưa? Khách của em bảo là mua con váy này ở shop khác để về cho con ty, cuối cùng về có mở được đấy. Cúc đâu đây này, cúc nhà em mở tòe re luôn, mở từ đây xuống đến đây luôn nhá. Các chị mở được tất cả đều là cúc thật hết. Váy tơ cốm cách số điện thoại, váy tơ nâu cách số điện thoại, váy tơ xanh lá cách số điện thoại 139.000. Em đã từng bán váy tơ này là 222.000, thị trường đang bán rẻ nhất là 280.000 nha. 139.000 và bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Em cưỡng lại được. Các chị không thể bỏ lỡ cái con cốm này được đâu. Các chị nhìn này. Bây giờ em sẽ đeo cái túi chéo vào nhá, đeo cái túi chéo. Em nói thật với các chị, các chị không mua con này các chị thiệt. Quá thiệt luôn. 139.000 một con váy, toàn bộ cúc mở, chất của nó là chất tơ và phải kiểm tra hàng trước khi nhận đây này. Đấy mọi người thấy chưa? Chị bán sớm có phải tốt không? Ôi giời ơi, khổ lắm luôn đi em này, đẹp chưa? Đeo cái túi nữa này, ví dụ như váy này mà các chị đi Đà Nẵng này, đi Sapa này, đi Đà Lạt này, đi du lịch này, đi đâu cũng được. Váy 80 cân cũng vừa, chưa đẻ cũng được, đang bầu cũng được, đẻ xong cũng được. Đi đi thêm cái dép trắng vào nữa nhìn nó rất là kiểu mùa hè luôn. Kiểu như là mùa hè đi những cái dép này là nhìn nó kiểu gọi là nhìn nó mát mẻ với cả nó năng động trẻ trung ấy. Xong rồi đội một cái mũ nữa. Trời ơi. Sao mình có thể bán đồ đẹp mà rẻ như này nhỉ? Mình cũng cảm thấy khó hiểu về mình luôn ý. Bán rẻ quá đéo đỡ được. Em mặc thêm màu nâu nhá. Và màu này cho em là màu xanh lá. Màu xanh lá này cũng cực kỳ đắt hàng luôn. Em phải gọi hàng về thêm ấy. Còn cái màu vàng, màu hồng là em bán hết, là em cắt mẫu luôn, em không gọi thêm nữa. Còn em gọi thêm màu nâu, màu xanh lá và cái màu cốm này này. Hình như về được có 80 thôi, em cởi ra đây. Không phải đến lúc ngày mai là nhân viên nó lại gào cái mồm lên. Trời ơi, bán kiểu như là dạ xỉ. Bên em sắp nhận lại rồi chị ơi, em đang lười. Em nói thật thì em lười chạy thay. Em tự cảm thấy là em quá lười luôn ấy. Hàng thì toàn số lượng lớn nhá, em toàn đặt đầu nghìn thôi mà em chỉ bán lẻ thôi, không bán xỉ. Nhiều khi em không hiểu nổi. Em thề luôn nhá, áo phông, túi xách các thứ là em đều đặt đầu nghìn hết. Nói sai mất lọc luôn ấy. Em đặt đầu nghìn nhưng em chỉ bán lẻ thôi, không bán xỉ. Nó tính cũng hơi kỳ cục, nhưng người ta có khi người ta bán xỉ hết hàng là người ta nghỉ khỏe. Em chỉ thích bán lẻ, em không thích bán xỉ cơ. Khổ lắm ấy, đồng hồ của chị là đồng hồ Huawei của Trung Quốc em ạ. Màu nâu này, ôi trời ơi. Màu nâu là màu chân ái của cuộc đời Linh thì không nói nữa rồi. Ví dụ em mã này là váy tơ nâu cách số điện thoại và váy tơ xanh lá cách số điện thoại nha. 139.000 em xin phép qua mẫu ở đây nhá. Trời ơi đẹp quá. Quá đẹp luôn nhở, mọi người nhìn form này thấy chưa? 80-85 cân vẫn vừa, màu em đang mặc là màu nâu. Em đứng dậy treo lại cho em cái màu cốm em. Màu này cho em là màu xanh lá này, cực kỳ đẹp luôn. À quên, em có cái đai này có phải gọi là D1 không anh? Cái đai D1 để các chị buộc vào. Cái đai D1 để các chị buộc vào chỉ có 50.000 một cái đai này thôi. Nhưng mà điểm nhấn cho cái váy kinh khủng khiếp luôn đây này. Đây nhá, điểm nhấn bình thường là cài vào nhưng em lười em buộc tạm để các chị nhìn nhá, thấy chưa? Bồng bềnh xinh xắn dã man luôn, 139.000 một váy. Cái đai này là 50. Vậy như là 50 đấy, dép trắng này là 124.000, 139, 50, 124 và mũ 124 luôn. Trời ơi sao bán rẻ thế nhở. Nhập xỉ cho bọn em được nhập hàng đẹp của chị với ạ. Trời ơi nói chung là em nói thật, hàng em bán lẻ còn rẻ hơn ở chợ xỉ bán xỉ. Đấy là em nói thẳng. Kiểu em mã này là gì ạ? Xong rồi nhiều người cứ thắc mắc tại sao. Em nói thật, em á, người ta chụp ảnh em đi hỏi khắp nơi. Tại sao con này nó bán được như thế nhở? Em không hiểu nổi luôn ấy. Mà lấy hàng gì vậy, mua thử của nó về thấy cũng ok, nhưng không hiểu tại sao nó có thể bán rẻ như thế. Em trả lời nhiều lần rồi còn gì, nói không tin. Em trả lời nhiều lần trên livestream rồi. Em bán số lượng và lãi ít. Lãi 10-15.000 thì chẳng thế. Người ta toàn muốn lãi 40-50 thì chắc chắn là không thể nào mà bán được rồi. Được chưa? Em qua mẫu đây, lên mã tiếp theo. Anh ơi, cho em xin cái ấy đi. Xét nhanh. Trời ơi, mọi người ơi, xét này. Anh lên lấy cho em cái set trong túi đi. Nhanh lên. Để em đỡ phải để kẹp này cho mọi người còn ngắm màu. Chứ bây giờ tháo ra tí nữa, hôm nay không có người phụ la, có mỗi chồng em và em thôi. Bây giờ mà tháo ra tí nữa là chồng em một mình là phải làm nhiều thứ quá, là không có làm kịp ấy. Cái này này. Tổng số lượng em bán set này là hơn 1.000. Em bán 2 livestream rồi. 2 livestream là hơn 1.000 set rồi. Nhưng thị trường bây giờ người ta ra chất rẻ rồi. Mọi người yên tâm, ra chất rẻ nhập vào là rẻ hơn khoảng 15.000 một bộ. Nhưng cái chất của nó không lên được cái đứng, không lên đứng form được như của em đâu. Các chị nhìn này. Vì cái bộ này em mua là 270.000 cơ. Áo hồng đi chị ơi ạ, mọi người muốn lên áo hồng à? Hay là lên cái dép này trước hay là lên cái áo hồng baby? Thế lên cái áo hồng baby kia trước nhá. Từ tí nữa chờ chồng em lấy xong em lên sau. Đây em lên cái hồng baby đẹp vãi cả đái luôn này. Đây này. Ôi giờ này em ăn nói mất dạy đấy này. Trên livestream mà cứ em đang mặc set nhân đẹp lắm, đứa trẻ con khen luôn. Trời ơi cảm ơn hàng Đỗ nhá. Em đang thấy sạch luôn này anh. Chết mẹ. Em đang mặc set nhân gì ạ? Đẹp lắm, đứa trẻ con còn khen luôn. Anh thấy chưa? Trời ơi trẻ con khen như hôm trước ấy. Em mặc cái áo xong là con gái em tự nhiên là ôi mẹ ơi, hôm nay mẹ có cái áo đẹp thế.
Ôi nhưng mà công nhận là mình cũng thấy mình mặc áo đấy đẹp thật. Nhưng mà nhiều khi nó khen là cũng đúng phết đấy nhở. Trong khi mình mặc cái đồ khác nó có khen đâu. Tự nhiên hôm hôm mặc cái áo đấy tự nhiên con gái mình khen mẹ mặc cái áo đẹp thế mới chết chứ. Đây này, em sẽ mặc cái set này. Ôi dồi ôi, xuất sắc chưa? Em mặc cái áo này nhá, hay là mặc màu đen, cứ mặc màu hồng luôn đi cho nó rực rực. Mặc màu hồng luôn đi cho nó rực lửa. Mùa hè mà, quay trở về quạt với anh ơi. Mùa hè mình mặc hồng 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 một tí cũng không sao đâu. Mùa đông thì, à không, mùa hè và mùa du lịch ấy. Chứ còn bình thường ví dụ đi làm thì không mặc được như thế này. Nhưng mà đi du lịch phải mặc như thế này thì lên ảnh nó mới đẹp. Bình thường bên ngoài ví dụ có thể mặc thấy này mọi người sẽ thấy là hơi lố. Nhưng mà em nói thật nhá, đi du lịch màu nào càng nổi thì lên ảnh càng đẹp. Màu nào càng nổi thì lên ảnh càng đẹp, các chị thấy chưa? Áo này sẽ gọi là áo gì anh ơi? Ui thì cái dép trắng là đẹp thế nhỉ? Áo này sẽ gọi là áo gì? Áo Barbie, Barbie khó viết ghê ấy. Thôi gọi là K mấy đi nhá. K7. Sợt sợt xem có chưa, em không nhớ đâu. Này, áo len hàng Quảng Châu. Áo len hàng Quảng Châu nhá. Còn set trơn không chị ơi, hóng từng like để mua set trơn. Hết sạch hàng em ơi. K7 cách số điện thoại, em có K7 hồng đậm, em có K7 đen, em có K7 hồng nhạt và em có K7 trắng nhá. K7 kèm màu, kèm số điện thoại. Ôi màu trắng này mà mặc với quần hồng thì thôi rồi luôn các chị ơi, thấy không? Hot girl bán rất nhiều, hot girl mà toàn những hot girl nổi tiếng và nhiều follow chứ không phải là hot girl tèm tèm đâu nha các chị nha. Rất nhiều hot girl bán áo này. Nhưng mà em bán thì chắc chắn là sẽ rẻ nhất thị trường cho các chị rồi. Các chị cứ tham khảo thị trường là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là vì em bán rẻ cho nên các chị phải kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo rằng là hàng con này bán nó có chuẩn hay không, hay là nó chỉ nói hay ở trên live stream thôi. Em nói thật đấy, ví dụ em là K7 kèm màu, kèm số điện thoại, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu đen và màu trắng, tổng 4 màu em có đúng 300 chiếc thôi, chỉ có đúng 300 chiếc. Cái nào em có nhiều em bảo nhiều, cái nào có ít bảo ít, cái nào có vừa bảo vừa, để mọi người biết thích là mọi người chốt luôn nhá. Áo kẻ ok, chị Trung Vương lên số giúp em nhá. 96.000 một áo, 96.000 một áo nha các chị nha. 96.000 một áo và bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ bài viết để không bị ẩn comment. Mọi người bị ẩn comment là chắc chắn mọi người sẽ không có đơn đâu ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ live stream giúp em nhá. Ẩn comment là không có đơn và có nhiều mã là phải chia sẻ mới được chốt đơn đấy ạ. Em có K mấy ạ? K7 màu trắng, em có K7 màu hồng đậm, em có K7 màu hồng nhạt và em có K7 màu đen. Em mặc cả màu đen cho các chị xem, em thề với các chị là quá đẹp. Chất len hàng Quảng Châu. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em cho các chị hoàn hàng lại. Em cho các chị hoàn hàng lại đấy nhá. Mọi người nhìn này, form thoải mái đến 65 cân đổ về mặc được. Có chữ này là chữ baby. Và toàn bộ cái này là len 100% hàng tàu. Ôi dồi, chờ linh mãi luôn chị. Ôi dồi ôi, sao vào muộn thế, qua bao nhiêu là siêu phẩm rồi, bây giờ mới vào là như nào. Ví dụ em mã này là K7 hồng đậm, bây giờ em sẽ mặc sang màu đen nhá. K7 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. 96.000 và bắt buộc kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Em nói rồi, quyền lợi các chị bắt buộc phải kiểm. Đừng có lý do là tại vì mua hàng nhà Linh tin tưởng nên là không kiểm. Bắt buộc phải kiểm hàng nhá. Không để lúc mà ship nhầm hàng, ship sai hàng, ship lỗi hàng rồi các chị lại bảo em rồi các chị lại chưa được xử lý rồi các chị nhiều khi lại giận dỗi mệt mỏi lắm ấy. Thề luôn. Trời ơi, tụt view của em rồi kia, thả tim thả like và chia sẻ livestream đi các chị ơi. Màu đen đẹp chưa? Đấy, đẹp không? Đấy, co giãn thoải mái chưa? Nhớ nhá, like này em đang tặng 700.000 đồng đấy cho 4 người chia sẻ live stream nhiều nhất. Em nói tặng là em tặng. Các chị không tin cứ vào page của em, mỗi lần em công bố mini game em chuyển mấy triệu tiền game ấy. Quần tắc ta đẹp lắm, cảm ơn em nhá. Này này, em ui màu đen này đẹp thế. Màu đen này mặc với quần hồng, các chị thấy chưa? K7 màu em đang mặc là màu đen. K7 kèm màu, kèm số điện thoại và quần tắc ta có rất là nhiều màu, màu xanh lá, màu vàng, màu nâu, màu sữa này, màu đen, màu cam và màu hồng nhá. 80.000 ạ, 85.000 một quần. Hai size S M 40 đến 70 cân đổi về mặc được. Ví dụ như áo đen này mọi người có thể mặc với quần sữa này cũng rất là đẹp này, mặc với quần đen cũng đẹp này. Nói chung là cái này mặc với quần tắc ta rất là hợp. Các chị cứ thử đi, hoặc là các chị mặc với quần kaki cũng cực kỳ đẹp luôn. Gọi là gì? Cái này gọi là Q99 nhà em đây này, Q99 đẹp chưa? Ví dụ như em sẽ mặc màu hồng đậm với cái áo trắng này. Ui giời ơi. Hoặc là em mặc cái màu gì ạ? Em mặc cái màu trắng này với cái quần trắng này. Em nói thật với các chị, quá nhiều cách phối đồ đẹp luôn. Quan trọng các chị có thích hàng em hay không thôi. Nhiều cách phối đồ đẹp vô cùng luôn. K7 kèm màu, kèm số điện thoại. 96.000 một kéo len hàng tàu. Em nói thật chả phải suy nghĩ đâu. Một phát một là mua thôi. Một phát một là mua hàng đến được kiểm. Thích thì lấy, thích thì hoàn hàng lại. Em nói rồi nha, bây giờ em sẽ mặc thêm một cái màu nữa đi, là cái màu hồng đi. Em sẽ mặc cái màu hồng nhạt này xong rồi là em mặc với cái quần trắng này. Ôi, nốt nha, cho em nốt màu nha, tại vì màu nào cũng đẹp. Chị ơi, túi nâu, em chốt ngay và luôn đi Lena ơi. Chốt luôn đi, chứ bây giờ chờ chị nữa thì có mà còn cái nịt đấy. 800 cái túi, nhưng mà từ nãy giờ em bán bao nhiêu đơn rồi. Cho nên là mọi người phải comment nhanh, không là lại hết túi. Là mọi người bắt buộc lại phải chờ khoảng tầm 10-15. Bởi vì cái lô 500 túi là người ta đã bắt đầu giả hàng rồi. Như hôm trước là em bán xong thì em mới gọi tiếp. Còn bây giờ là lô này chưa về em đã gọi lô sau rồi. Là em gọi tổng là 2 chuyến là 1.300 cái túi. Thì hiện tại là hôm qua là về được lô 800 rồi. Bây giờ còn lô 500 nó vẫn đang trên đường về. Đẹp chưa? Ui mẹ ơi,
Q99. Anh ơi, hôm nay anh phát cho em một con giá Q99 đi. Bởi vì là em dừng mẫu rồi, em không đặt thêm nữa. Mình nhận Q5 rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Đỗ Thị Lan nha. Q99 này bán trên 5.000 con đối với em là đủ rồi. Cho nên là em sẽ không nhập thêm một lô nào nữa và em để nhập sang mã khác, đẹp chưa? Cho nên là hôm nay mọi người sẽ được mua Q99 với một cái mức giá mà chưa bao giờ em bán hết, chưa bao giờ bán. Nên là ai đã mua mã này rồi mà thấy đẹp thì bây giờ mua thêm màu, vì là đây là chuyến cuối cùng và không bao giờ em về thêm nữa. Em tổng lại em bán hơn 5.000 con thì em nghĩ là bây giờ đủ rồi. Nếu mà em cứ bán đi bán lại thì khách sẽ có một cái cảm giác là bị nhàm chán. Bởi vì cái livestream nào nó cũng lên cái mã này. Bây giờ bán hơn 5.000 con thì bán hết khách được còn gì nữa. Khách cũng chỉ được đến thế thôi chứ cũng có phải là cả cái đất nước này đâu, chỉ được có đến thế thôi. Cho nên là em thấy là 5.000 con đối với em là quá đủ rồi. Em xin phép chuẩn bị bỏ mẫu và chuẩn bị sang mẫu khác. Q99 màu em đang mặc là màu trắng 2 size, bờ 40-70 cân đối với mặc được. Áo này gọi là K7 hồng nhạt nhá. Q99 em có màu nâu, Q99 em có màu sữa và Q99 em có màu đen. Anh ghi giá cho em ngày hôm nay này, 94.000 một quần. Chưa bao giờ em bán giá này nói sai mất sạch lòng luôn. 94.000 một quần là em, đối với em lãi 5.000 cái nó là quá đủ rồi. Thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng, quá cái sự mong đợi của em rồi. 94.000 đấy là chị nào ví dụ như hôm nọ mua một quần, hai quần, bây giờ muốn mua thêm thì mua đi. Bởi vì là nó sẽ không bao giờ về thêm nữa nha, chuẩn bị về mã mới rồi. Ví dụ em mã này là Q99 trắng, màu này cho em là màu đen, màu này cho em là màu sữa và màu này cho em là màu nâu. Q99 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nha, với chút size em bán trên 5.000 con rồi. Áo em đang mặc gọi là áo K7 hồng, màu này cho em là K7, cái này là hồng nhạt. Anh treo lại hai màu kia cho em, màu này cho em là K7 trắng, hai màu nữa là màu hồng và màu đen, 90.000, 96.000 một áo. Q99 hôm nay bán 94.000, bất kể chị nào mua được ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại, hứa cam kết danh dự ở trên livestream luôn. Màu này là màu sữa, màu này là màu nâu và màu này là màu đen. Màu em đang mặc là màu trắng, hôm nay bán 94.000. Một cái hàng chất kaki co giãn, có size thoải mái, chất mềm và được kiểm hàng, bán 94.000. Em nói thật, 2.300 chị đang xem livestream, có những chị có thể lần đầu tiên xem livestream và cứ thấy em hứa rồi em bà bao giá em này kia, nhiều khi các chị là nghĩ con này chém gió hơi quá. Thật sự là em nói thật đấy, em không chém gió đâu, các chị được kiểm hàng thật mà. Kiểm hàng thích thì lấy, không thích thì thôi, mà em nói thật chứ em có chém gió đâu. Bây giờ lên tiếp này, ví dụ như cái quần cặp mờ này chẳng hạn. Ví dụ như quần cặp mờ này nhá, mà em mặc với lại là cái gì? Em mặc với lại là cái áo này thì thôi, hết nước chấm luôn. Anh lên lại cho em một cái quần cặp mờ nữa đi, được chưa? À quên, mặc cái này trước đi, cái quần này này, cái quần này lai trước bán được quá trời của đất này. Đây, cái quần này không lên lấy cho em cái em mặc mẫu ấy. Cái em hay mặc mẫu mà nó lấy đi đâu rồi? Sao mà nó cứ lấy quần của em này? Hai con mua mẫu quần này. Ồ, mày hết pin à? Không phải. Áo gấu xịn trắng ok, mã cách số điện thoại là có đơn nhá. Mã cách số điện thoại có đơn đây, đẹp chưa? Cái set đồ này đi du lịch này, dép trắng này, quần trắng, mặc áo hồng, trời ơi đi du lịch ta nói là đỉnh của chóp luôn nhỉ. Chị ơi lên váy đi ạ. À. Ok, chờ em chút xíu nhá. Đây này. Đi du lịch ta nói là đỉnh của chóp luôn nhỉ. Em nói thật chứ. Nhà em nó thiên đường quần áo, 1 triệu là mua được, không phải là một set hay 2 set đâu. Mà người ta hay gọi dùng từ lố ấy, thì nó mới đúng. Bởi vì là bán được rất là nhiều ấy, nên là phải gọi từ lố mới đúng. Rồi bây giờ em xin phép lên set nhanh nhá. Chị nào mua set nhanh nhé, em cho em xin một câu phản hồi nhá. Quần mã là gì thế bạn? Quần em vừa cởi ra là Q99, hôm nay em bán nốt là 94.000 để em bỏ mẫu, em chuẩn bị về mã tiếp theo. Lên bộ nhanh đi chị, ok, bây giờ em sẽ lên bộ nhanh nhá. Chị ơi chưa thấy nhân viên chốt, tất cả đơn cũ nhà em đã chốt hết rồi. Nếu như các chị chưa được chốt thì các chị vui lòng chốt lại ở livestream này giúp em. Rồi bây giờ em sẽ lên cái quần này. À, bây giờ cái này thì sao? Cái này hết đấy rồi. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái set nhanh đi, set nhanh đây. Chị nào đang xem livestream của em mà mua set nhanh rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Lên set set nhăn xinh xỉu chị ạ, cảm ơn em nhá. Cả cơ quan em mặc áo A100 chị lung linh luôn, cảm ơn em nhá. Trời ơi, cả em thề luôn là chưa có một cái mã sản phẩm nào mà em lướt Facebook và nhiều khách mặc đến như cái A100. Cứ lướt một đoạn là thấy một khách mặc, bởi vì chắc chắn đấy là khách của em vì bạn bè ở trên Facebook em mà. Nên là mà nhìn một phát là em biết hàng nhà em liền à. Mà em bán em bây giờ em bỏ mẫu thì thị trường mới bắt đầu bán. Đấy là em nói thật. Q99 ok, cái này gọi là gì à? Set nhăn kèm màu kèm số điện thoại. Trời ơi đẹp quá. Set nhăn này em mặc em chụp ảnh đây, quá trời là người khen, quá trời là người hỏi luôn. Q9 có màu đen không? Sao lại Q9 có màu đen? Q9 em chỉ bán màu đen thôi mà. Nhăn đẹp luôn, cả set bò NI nữa, nhận ưng luôn. Em cảm ơn chị Linh Vũ nha. Mọi người thấy chưa? Mọi người đọc comment đi. Trời ơi, set nhăn này. Đi cái dép trắng nữa này, các chị thấy hợp chưa? Đi cái dép trắng, bây giờ em sẽ đeo cái túi rồi đeo cái kính vào nữa. Trời ơi nó, cái set nhăn của nhà em nó là đỉnh của cao luôn. Bây giờ người ta bắt đầu ra cái vải rẻ ấy, là nhập vào sẽ là nếu như mà làm ra thì nó sẽ rẻ hơn tầm 15.000 trên một set. Nhưng đương nhiên là em sẽ không nhập.
A100 chị mua hai cái ai cũng đòi mua lại, chị mới chỉ vào chỗ em mua, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ghi em mã này là set nhăn kèm màu kèm số. Màu em đang mặc là màu cốm và em có tất cả là bao nhiêu màu? Em có tất cả là 4 màu như trên này nha các chị nha. Đây em sẽ rời cho các chị xem. Riêng hàng nhà em bắt buộc kiểm tra hàng trước khi nhận. Bất kể mua một cái gì, kể cả là cái quần ngố thái 38.000 đây. Quần ngố thái 38.000 livestream này em cũng mặc. Livestream nào 2 năm vừa rồi, từ năm ngoái năm nay, livestream nào em cũng mặc quần này. 38.000 một quần và bán từ 2 quần cho khách rồi đơn nhá. Ghi ở em mã này là Q99 nhận hàng đẹp rẻ, em cảm ơn chị nhá. Set nhăn màu cốm, set nhăn màu nâu, set nhăn màu đen và set nhăn màu sữa. Set nhăn này sẽ gì ạ? Set nhăn này sẽ không kèm tang. Thêm một cái tang này là 10.000 nhá các chị nhá. Thêm một cái tang này là 10.000. Nếu các chị mua set này không sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? 154.000 một set. Nếu mua thêm tang nó sẽ là 164. Em không bán tang. Cái này là em tự mua. Em bởi vì set ảnh mẫu của tàu cũng không có cái tang này đâu, mà em tự thấy nó đẹp thì em mua và em lắp vào. Để chị nào thích thì các chị mua kèm. Em mua 10.000 một cái thì em cũng bán cho mọi người 10.000 một cái. Một cái tang này là 10.000. Nếu như ai lấy tang thì sẽ ghi là set nhăn cốm kèm tang, set nhăn nâu kèm tang, nói chung là set kèm màu kèm tang. Còn ai không lấy tang chỉ cần comment là set nhăn kèm màu thôi là có đơn. Một cái tang này là 10.000 và có chữ có cái tang của Chanel các chị. Ghi em mã này là gì ạ? Tang à, cái này ví dụ em là set nhăn cốm, màu này cho em là set nhăn nâu, màu này cho em là set nhăn đen và màu này cho em là set nhăn sữa. Các chị thử đi trên thị trường, những người livestream giống như em đã có ai bán set này với giá 154.000 chưa? Và chất nó y xì đúc với cái chất mà em đã từng mua cái bộ mẫu là 270.000. Cái bộ mà em mua về đấy, mua trước khi em bán cái set này này là em mua 270.000, em mua ở lại ở Việt Nam đây này, mọi người thấy chưa? Cái kiểu em mã này là set nhăn cốm, màu này cho em là set nhăn nâu, màu này cho em là set nhăn đen và màu này cho em là set nhăn sữa. Bây giờ nhà em hết sạch không còn set nào đâu. Kể cả bây giờ chỉ còn đúng 4 cái set mẫu này thôi, à 8 set, 4 set trên này nữa. Và mai hàng sẽ về tiếp thì bây giờ tối nay em lại cứ nhận đơn trước đi. Áo thun mới lúc nãy mã là gì? Áo thun này đúng không? Gấu xịn. Gấu xịn em nói rồi, tất cả các mã hàng ngày hôm nay các chị có thể bỏ qua bất kỳ mẫu nào cũng được. Nhưng em nói chân thành một điều là mọi người đừng có bỏ lỡ cái áo gấu xịn này. Nó quá là cái, nó đẹp quá cái sức mong đợi của em luôn. Khi mà em nhận hàng cả hai vợ chồng em là cứ ngồi tấm tắc khen, trời ơi tại sao hàng có thể đẹp như này và nó được một cái giá tốt như thế này. Em thề luôn, hai vợ chồng cứ ngồi khen với nhau, tối qua cứ ngồi khen với nhau bởi vì hàng về từ hôm qua mà hôm nay mới bán. Kiểu em là gì ạ? Set nhăn nâu, set nhăn đen, ai mà mập mập ú ú mà thích gầy thì mặc màu đen. Màu này cho em là màu sữa và màu em đang mặc là màu cốm, không kèm tang, thêm tang là 10.000, 154.000 một set. Em bao giá cho các chị luôn. Và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận, nhất định phải kiểm tra hàng trước khi nhận nha các chị nha. Màu em đang mặc gọi là màu cốm. Hai bên này là có túi này, co giãn thoải mái, đằng sau là cạp chun. Em bao vừa được 68 cân đổ về mặc vừa set này nhá. Set nhăn kèm màu đây này, ví dụ như mặc màu cốm xong đi cái dép trắng này vào nữa nhìn nó hợp dã man luôn đó mọi người. Em qua mẫu nhá. Ví dụ em mã này là set nhăn kèm màu kèm số điện thoại, em link qua mẫu ở đây em mặc một màu thôi. Bởi vì hàng bây giờ đang hết. Nói thật là hàng đang hết, 60 cân không vừa cho hoàn hàng bất cứ lúc nào luôn các chị. Đầu tiên là nhìn cái quần này, sau đó nhìn cái áo này. Em bao vừa được 68 ký cơ cho nên là 60 ký thì chắc chắn là vừa. Không cần chị phải mặc thử em cũng khẳng định là chị sẽ mặc vừa nha. Em qua mẫu đây. Hả? Ok, vậy em lên lại gấu xịn nhá. Gấu xịn nhà em hot dã man các chị ơi. Cho em xin bóc lại con gấu xịn em mặc cái. Bây giờ em mặc màu gì? Em mặc màu, hai vợ chồng mặc màu đen với nhau đi. Số ơi, hai vợ chồng mặc màu đen với nhau đi. Con gấu xịn này, này. Em mọi người phải hiểu là khi mà em chưa tung mẫu này ra thị trường, khi mà em chưa tung mẫu này ra thị trường, em đã đặt hẳn gần 1.700 áo này rồi. Thì các chị phải hiểu rằng là nó quá hot. Em ơi, đơn gấu kẻ chưa nhận được hàng là đúng rồi đấy em ạ. Tại vì ngày hôm qua nhà chị mới đi hết tất cả các đơn. Ngày hôm qua nhà chị mới đi hết tất cả được các đơn của cái gấu kẻ. Bởi vì nó là hàng tàu với em cho nên nó về lâu lắm. Ngay cả cái áo này cũng thế này. Nếu như mà nó hết thì chờ nó về sẽ rất là lâu. Nên các chị tách thủ chốt đi. Áo này không phải là chất cotton khô đâu các chị nhá. Cái này của em nó là chất ruby tàu. Một cái chất mà cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là đẹp nhất nhì trong các loại áo phông luôn ấy. Bạn em nó mặc cái áo này mà nó cứ khen nức nở, nó bảo trời ơi sao mà cái áo này chất nó đẹp thế. Anh đi ra đây đi, hai vợ chồng mặc đôi với nhau này, mọi người nhìn nhá. Chờ em một tí rồi em cho mọi người xem nó xịn sò và nó đáng đồng tiền như thế nào. Đây hai vợ chồng em mặc đôi này. Ông ấy đang mặc đây này, cao 1m7 nhá. Cái áo này anh trai em 82 cân vẫn mặc vừa, từ từ tí em sẽ sâu màu sâu. Cái kiểu em mã này là gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại. Em hỏi mọi người này, một áo này, nhìn này, cái túi bóng to chà bá như này, xịn sò như này, hai áo này, ba áo này, bốn áo này. Đấy các chị thấy chưa? Khi các chị nhận hàng là 100 áo cũng như 1.000 áo nó sẽ xịn sò như thế này. Và cái đẹp nhất là cái chất của nó và cái hình in ấy. Em nói rồi, cái hình in bình thường, một cái hình in bình thường là cái hình in bằng mực. Còn hình in này nó là hình in pack.
có nghĩa là nó là hình in kiểu là hình in nhiệt. Cho nên là khi mọi người, em nói thật là có vò kiểu gì thì kiểu, giặt máy kiểu gì thì kiểu, nó cũng không làm sao hết. Nó bong hình, em cho các chị một đổi một đối với cái hàng này luôn, được chưa? Cho nên là ghi giúp em là gấu xịn, kèm màu, kèm số điện thoại, tay này cũng là in pet luôn, hai bên tay. Em đảm bảo với mọi người là mẫu này chưa có một ai bán hết. Màu này em đang cầm là màu xanh, và một màu nữa là màu trắng. Em hỏi mọi người này, 1000 áo đẹp như 1000 áo, ngày mai em sẽ mặc, em sẽ chụp ảnh hàng về sẵn cho các chị xem luôn. Em về sẵn gần 1700 áo này nha. Gần 1700 áo này các chị ơi, bán dã mà có khi chắc chỉ bán một livestream thôi. Giống như con A 100 ấy, bán một livestream 1500 con. Và đến giờ phút này bán số lượng em nhập vào là hơn 5000 áo này rồi. Nói chắc là nhiều chị chém gió, nghĩ em chém gió thật đấy, nhưng em nói sai, mất sạch lộc luôn, không buôn bán gì được nữa đâu. Em nói thật đấy. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Áo gấu xịn trắng, màu em đang mặc là gấu xịn đen, chia sẻ like đen ơi. Và em mặc nốt một màu cuối cùng nữa là màu xanh. Gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại 112.000 một áo. 112.000 một áo, mọi người biết tại sao nó 112 không? Bởi vì những cái áo hình như này thị trường toàn bán là rẻ nhất là 159.000 một áo. Còn em đang bán là 112.000 một áo với chất liệu là chất liệu ruby tàu. Còn ví dụ như chất liệu cốt tông khô ấy, mà hình in bình thường áo này á, em chỉ bán 70.000 thôi. Em chỉ bán 70.000 nếu như nó là cốt tông khô và hình in thường. Còn đây là hàng tàu, chất ruby tàu và in nhiệt, in pet nhiệt. Hàng em đặt riêng từ cái túi bóng, cũng là em chọn cho người ta làm cho em luôn ấy. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Áo này ghi giúp em là gì ạ? Áo gấu xịn xanh. Màu em đang mặc là gấu xịn đen. Và màu này cho em là gì ạ? Gấu xịn trắng. Gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại nha. Mọi người chia sẻ livestream đẩy view lên cho em nhá. Đừng để tụt view, còn rất là nhiều hàng đẹp. Đẩy lại lên cho em 2.500, em tặng thêm 200.000 đồng nữa. Thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em nhé. Đấy, cháy đơn gấu xịn luôn. Cứ mỗi bây giờ em lên gấu xịn một phát là đơn nhảy lác cả điện thoại luôn á. Cái kiểu em mã này là gấu xịn trắng, màu em đang mặc là màu đen và màu cuối cùng là màu xanh. Mọi người có thể vào Facebook của em để xem chiều nay em up ảnh em mặc cái màu xanh này rồi. Đẹp dã man, chất dã man luôn. Em mặc thêm cái màu trắng cho các chị xem nhá. Mặc thêm cái màu trắng nữa rồi em qua mẫu nhá. Bởi vì đẹp quá cho nên là cho em kéo dài thời gian một chút xíu 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 thôi nha các chị nha. Trời ơi, tụt mất lượt xem của em rồi, cố gắng chia sẻ livestream và thả tin thả like cho em với nhá. Còn mũ không, mũ em về 800 cơ mà. Mũ em về 800 nên chắc chắn là vẫn còn. Nói chung là phải bán tầm 3-4 like mới hết. Tại vì là cái mũ đấy thì là cái lô đầu tiên là bán nhiều rồi, thì những lô sau chỉ bán túc tắc thôi. Nhưng mà em phải nhập số lượng lớn thì nó mới được giá tốt, còn nếu không không được giá tốt đâu ạ. Ví dụ em, dạ chất mát hay không chị nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận chị nhá. Chất này chị cứ kiểm tra hàng trước khi nhận. Khi mà bưu tá gọi chị ra lấy hàng ấy, chị bảo là cái shop này là nó cho, cái shop Linh Di này nó cho kiểm hàng, chứ không có cái chuyện là không cho kiểm. Nếu mà bưu tá không cho kiểm các chị sẵn sàng hoàn hàng lại luôn. Các chị kiểm hàng, các chị bóc ra, các chị sờ rất thoải mái. Đẹp thì lấy, không đẹp thì thôi. Bởi vì á, 100 lời em quảng cáo thì cũng không bằng một cái cảm nhận của các chị khi các chị sờ cái áo, sờ cái tay vào cái áo này là cái quan trọng nhất đúng không? Mọi người có thể mua kèm với quần ngố thái này là 38.000. Ví dụ như mọi người mặc với quần ngố thái nhè này. Đó, năng động trẻ trung, chờ em phối cho các chị xem. Này là năng động trẻ trung và dễ mặc nhất này. Ví dụ nhá, đội cái mũ này, mặc cái áo này này, mặc cái quần ngố này. Rồi bây giờ em đi thêm một cái dép trắng và em đeo thêm cái túi xách nữa. Đấy, auto cả một cái set này, quá đẹp chứ không phải đẹp. Các chị thấy chưa? Năng động trẻ trung không? Ê, váy của em dài như cái váy, áo này của em dài như cái váy luôn. Bởi vì nó là form to. Form trên thị trường người ta chỉ bán đến đây thôi. Đây này, đẹp chưa? Mà với quần 38.000, một cái áo 112.000, đi một cái dép 114.000, đội một cái mũ 124.000 và đeo thêm một cái túi sách em lên có bán luôn. Em ơi, anh chụp cho em cái ảnh với, anh chụp cho em cái ảnh set này với, đẹp quá, để mai em còn up lên. Trời ơi, gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại áo phông nhà em. Không là làm các chị phải thất vọng đâu. Em nói thật đấy, này, gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại xuất sắc chưa? Này, 112.000 nhưng nó không phải là hàng cốt tông khô bình thường. Các chị nhìn một cái áo này, anh lên lấy cho em một cái hàng cốt tông khô bình thường xuống đây cho em. Em cho mọi người xem từ chất đến form, đến dáng, đến cái túi bóng, đến cái tang mác, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây này, không phải tự nhiên mà một cái áo này em bán lên đến 110.000 đâu ạ. Đây, gấu xịt kèm màu kèm số điện thoại, màu em đang mặc là màu trắng. Ôi dồi ôi, mặc đẹp quá. Tay có in luôn này, đó hình in này. Mặc cái quần ngố thái 38.000, đi cái dép 124.000, trời ơi quá đẹp luôn. Thật sự là em thấy mặc cái set này đẹp quá đi ạ. Đẹp quá không muốn cởi luôn á, mua gần hết áo gấu rồi. Nhà em là một thiên đường gấu, căn bản là em già rồi nhưng mà em bị trẻ trâu. Có nghĩa là ba mấy tuổi nhưng lúc nào cũng thích mấy cái hình gọi là xinh xinh gấu gấu cái thứ ấy. Được chưa? Em qua mẫu nha. Gấu xịn xanh, gấu xịn trắng và gấu xịn đen. 112.000 thôi. Mua từ hai cái 110.000 luôn, để cho chị nào mà mua đôi mặc chồng, mặc đôi với chồng với người yêu nhá.
Mua từ hai cái là 110.000, 110.000, mua lẻ một cái là 112. Đây từ nãy giờ ai mà mua hai cái là sẽ hời đấy nha. Ghi của em là gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại, mua từ hai chiếc là 110, em qua mẫu nhá. Mũ này có tất cả là 3 màu, màu em đang đội là màu kem, có màu nâu và màu sữa nữa nhá. Em có tất cả là 3 màu. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ giúp em đây này. Ví dụ đây là một cái áo cotton khô, các chị nhìn hàng đi. Đây là một cái áo cotton khô và em chỉ bán có 70.000 thôi. Đây trước hết là nhìn bề ngoài của nó đã nhỉ. Bên trong là mình nhìn này. Đấy, hàng này là em đã bán rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ là em bán ra cái hàng đẹp hơn. Đây, ví dụ đây là một cái áo chất cotton khô này, mọi người thấy chưa? Đấy, khác hoàn toàn chưa? Đây là cũng áo em bán luôn chứ không phải ai bán đâu, áo này áo em bán, em đã từng bán nhưng bây giờ hết hàng rồi. Đây, đây là một cái áo chất cotton khô đúng không? Còn đây là một cái áo mà em đang bán 112.000. Em nói thật, chất nó khác hoàn toàn. Tiền nào của nấy thôi, em không bao giờ bán đắt. Nếu như em bán đắt ấy thì ở cái thời điểm bóp tương tác như bây giờ tất cả các shop đều chạy quảng cáo hết rồi. Mà em vẫn chỉ bán chay thôi, không bao giờ chạy quảng cáo. Chưa bao giờ, sau này thì chưa biết nha. Còn đến giờ phút này là chưa bao giờ chạy quảng cáo live stream hay bất kỳ chia sẻ hay bất kỳ một cái gì luôn. Chỉ có liệu là kiểu tặng tiền rồi muốn tặng cho những người mà mua hàng của em thôi. Chứ em không có thuê hay là không có chạy quảng cáo gì hết. Màu xanh này, ui dồi ôi. Và một màu nữa là màu đen, có cần mặc màu xanh không các chị? Đẹp thì thôi cho em mặc nốt màu xanh đi. Tại vì đẹp quá thôi cho em mặc nốt đi. Dép trắng này là 114.000, ghi giúp em là dép trắng 5 size 35, 36, 37, 38, 39, 35, 36. Anh ơi ghi giá là mua từ 2 chiếc là 110.000 nhá. Ghi luôn. Mua từ 2 áo này là 110.000 nhá. Anh ghi luôn, không mai nhân viên nó lại tính này đấy. 112, mua từ 2 áo là 110. Cam kết là bây giờ là ngày 20 tháng 6 đúng không? 21 tháng 6. 21 tháng 6 2022. Đảm bảo cả cái nước Việt Nam này nhá, em nói không hề chém gió, không, hiện tại chưa có ai bán một cái hàng nó y xì như của em này. Em đảm bảo là chưa có luôn. Em đố các chị tìm được em cho hoàn hàng cho em luôn. Được chưa? 112.000. 112.000 một áo, mua từ hai áo là 110.000. Đấy, hàng nó chuẩn xịn xò như thế này cơ mà. Thấy chưa? Em qua mẫu nhá. Chiều nay á, em đi chụp ảnh, bạn em nó thấy đẹp nó chấn luôn. Nó lấy luôn hai cái, không phải lấy một cái đâu các chị ơi. Nó lấy một cái màu xanh, một cái màu trắng luôn. Em đưa 6 cái đi chụp mẫu. Để chụp mẫu, nó lấy luôn hai cái của em rồi. Đây mọi người thấy chưa? Cái quần có 38.000, cái dép 114.000, cái áo này là 112.000, mua từ hai áo là 110.000. Hàng nó xịn lắm luôn. Còn em đã nói rồi, hàng 70.000 làm gì mà em không nhập được. Ví dụ như em thích cái hình này đúng không? Em có thể đặt cái áo này rẻ 7x và in cái hình này thôi. Còn cái hình in này của em riêng cái tiền in thì nó tính ra đã là 30 mấy nghìn một cái hình in này rồi. Nó là in pet, còn đây là in thường này. Các chị thấy khác nhau chưa? In khác hoàn toàn luôn này. Ví dụ em mã này là gì ạ? Mã này là gấu xịn kèm màu kèm số điện thoại. Đây, bóc thêm cho mọi người một cái màu trắng đẹp tuyệt vời nữa nhá. Mà thôi không bóc đâu. Bóc xong rồi mai nhân viên nó gập ốm cả người luôn đấy. Em không bóc đâu. Các chị nhìn này là biết độ xịn rồi đúng không? Qua mẫu nha. Rồi tiếp, em lên lại cái gấu kẻ đi. Gấu kẻ em chuẩn bị về rất là nhiều. Hôm nay thì về chỉ có 200 thôi, nhưng mà em đã đặt 1.000 và hàng đang về dần rồi. Cho nên là em sẽ lên lại cái gấu kẻ nhá. Lấy cho em cái gấu kẻ ở góc này với. Gấu kẻ nhà em mà ai chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua đi. Em chỉ đặt có 1.000 con nữa thôi và không đặt thêm nữa đâu. Kể có đắt hàng không đặt nữa, bởi vì chờ hàng tàu về lâm lâu lắm. Như cái tính từ thời điểm em bán gáo này đến bây giờ về chuyến tiếp theo là 10 ngày rồi này. Mà 10 ngày là nhanh rồi đấy, 10 ngày là còn may ở đấy, chứ còn nhiều mã có phải 15, 20 ngày là con chưa về. Ví dụ như cái túi sách này này là tổng thời gian chờ nó sản xuất và gửi về đến Việt Nam, về đến tay em là mất 18 ngày. Như thế là cũng nhanh rồi đấy, 18 ngày, bởi vì nhá, Trung Quốc người ta không, hôm nay nhận được hàng ưng là may, em cảm ơn chị Đàm Phương nhá. Trung Quốc bây giờ người ta không bao giờ sản xuất sẵn nhiều. Em nói thật, gọi 800 cái túi này không bao giờ nó có sẵn nha. Mình đặt chuyển khoản nó mới bắt đầu vào chuyển sản xuất, nó sẽ sản xuất khoảng tầm 1 tuần và sau đó nó sẽ gửi về kho của Trung Quốc, sau đó lại vận chuyển từ kho của Trung Quốc về kho của Việt Nam, là nó sẽ rơi vào tầm 18 đến 20 ngày cái túi này đấy mọi người này. Chứ người ta, em nói thật, bây giờ Covid mình có đi Trung Quốc được đâu, dân mình hay là nước nào không đi được thì không bao giờ người ta sản xuất sẵn, cứ lúc nào là gì đặt thì người ta mới làm, người ta không có sản xuất sẵn đâu. Nên là 800 con là phải chờ sản xuất, chứ không phải là hôm nay gọi hàng chuyển khoản phát là ngày mai người ta gửi hàng cho mình đâu các chị ơi. Hàng không có sẵn đâu. Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại. Gấu kẻ này thôi anh ơi, anh làm việc khác tí nữa gặp sau, cứ gặp đấy thiếu gì nhân viên làm anh phải làm. Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại, mọi người nhìn giúp em này. Áo này chính là cái áo mà em mặc, em check in ở chợ cái hôm mà em đi Đà Nẵng ấy. Còn cái túi nâu này thật sự là 800 con nhưng mà hết rồi các chị ạ. Bây giờ các chị đặt là phải chờ chuyến sau đấy. Ví dụ em mã này là gấu kẻ cách số điện thoại, 112.000 một áo.
hàng tàu nhá, cái áo Việt Nam lúc nãy em giơ ra đây đâu rồi, anh tìm lại cho em cái nào. Hàng này của em gấu kẻ này là hàng tàu, bởi vì các chị nhìn cái chất là các chị biết ngay gấu kẻ này nam mặc được. Em bao vừa đến 82 cân nam vẫn mặc được, chị nhìn giúp em này. Em bao vừa đến 8, anh tìm lại cho em cái gấu kẻ hàng Việt Nam ở đây em giơ ra. Hàng Việt Nam em đã từng bán và em bán set có hơn 100.000 mà không, hàng Việt Nam cơ mà. Đây nhá. Còn hàng này các chị nhìn cái chất này. Nhìn cái chất này, nhìn cái hình thêu này, và quan trọng là khác cái chất này này, các chị nhìn nhá. Bây giờ em giơ cho mọi người một cái gấu kẻ hàng Việt Nam mà hôm trước em... Đây nhá, đây là hàng Việt Nam em bán này, biết đấy chưa? Nó là lúc đấy là bán set và bán hơn 100.000 kèm một cái quần nữa. Đây chất nó khác cái này, chất nó khác hoàn toàn đây này, các chị thấy sự so sánh chưa? Đó, hàng này hàng tàu thì em mới phải đợi nợ đơn mọi người lâu như thế. Hàng Việt Nam chỉ nợ 3 ngày thôi chứ mấy. Hàng tàu thì bắt đầu phải chờ lâu ấy nha. Ví dụ em mã này là gấu kẻ cách số điện thoại. Ở Việt Nam mình chỉ có hot girl bán thôi. Còn bán live stream như em không thấy ai bán cả. Bởi vì là con này nhập chờ lâu lắm. Mà giá nó cũng cao ấy. Thật sự luôn là cái này, cái em chỉ thấy hot girl mặc mẫu thôi, chứ em không thấy mọi người live stream cái mẫu này đâu. Gấu kẻ cách số điện thoại 112.000. Em nợ đơn hôm trước nha, nợ 785 đơn. Em nợ khách 8 ngày em mới giả đơn, mà chỉ có 30 khách hủy đơn thôi. Người ta vẫn chấp nhận lấy hàng, người ta vẫn không hủy đơn. Vì là chắc là có thể là người ta nghĩ là ừ mình không, mình hủy thì mình cũng không đi mua chỗ khác giá rẻ hơn ý, cũng không có hàng để mua ấy. Cho nên là em thấy không có 30 khách hủy đơn trên 785 đơn thì nó là quá ít rồi. Bởi vì em bắt khách chờ một tuần mà. Và những khách như thế thì hủy đơn bên em không bao giờ bảo gì nhá. Ví dụ như do bên em, ví dụ em đã nói là bắt buộc phải chờ lâu. Cái khi mà em nhận đơn áo này em cũng nói mọi người là bắt buộc phải chờ lâu rồi, nên chắc là mọi người cũng chuẩn bị tinh thần rồi sao ấy. Đó, thế sau là đến khi là chờ 9 ngày hàng mới về được thì là bên em báo lại với khách thì khách chỉ có 30 khách hủy trên 785 khách thôi. Rồi em qua mẫu nha. Bây giờ em lên một mã tiếp theo là cái váy này live trước bán được cùi cái váy này về hàng thêm với các chị ơi. Váy này anh ơi, nước của em đâu? Váy này chờ bao nhiêu nhỉ? Một tuần rồi hàng mới về thêm á, về hai màu nhá. Cái màu sữa hình như hết hàng rồi, hay màu sữa về hết hàng anh. Màu sữa của mã này còn hàng không? Vì màu sữa không đắt hàng ấy, cho nên là em không gọi thêm. Em chỉ gọi thêm hai màu đắt hàng thôi, em bán là 3 màu. Ừ đúng rồi, cái áo bèo tầng đấy cũng đẹp ghê ấy. Thôi cho em lên nốt cái máy này đi đã. Anh quay quạt hộ em. Em lên nốt cái này xong em lên cái áo bèo tầng này nhá. Bèo tầng này hình như là 4 ngày à. Bao nhiêu lâu thì hàng mới về được? Bao nhiêu lâu em mới về được hàng ấy? Đây nhá, bây giờ em sẽ lên cái váy này trước đi. Váy này gọi là V2. Anh xem lại hộ em bán V2 hình như rẻ, có 120 mấy nghìn. Đợt đầu bán 168 nhưng em bảo rồi về sau em tìm được cái xưởng người ta váy rất là rẻ luôn. Và em đặt số lượng lớn. Thế nên là được giá rất là tốt luôn. Em nói thật đấy. Hàng nó vẫn đẹp thế nhưng mà nó lại rẻ, còn trước hàng đẹp nhưng mà giá nó lại hơi cao. Em bán giá nào là em đọc cho mọi người như thế, đợt trước bán bao nhiêu, đợt này bán bao nhiêu là đọc đúng như thế luôn. Đây nhá. V2 này, form dài 1m15 các chị thấy không? Em cao 1m6 mặc nhà này và em có hai màu, hôm trước có màu sữa nhưng không đắt hàng nên em không đặt thêm nữa. Ví dụ em mã này là 128.000 thôi á. 128.000 V2 màu cốm và V2 màu nâu. Em bao giá toàn thị trường. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Em đeo thêm cái túi này, túi này túi em bán gọi là túi nâu là được. 100 bao nhiêu ạ? Túi nâu 100 bao nhiêu ạ? 217.000. Hôm nay nhận được áo và quần thái đẹp lắm mạ. Quần thái mặc từ năm ngoái năm nay vẫn đẹp. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Ví dụ em mã này là V2 nâu và màu em đang cầm ở đây là V2 cốm. Các chị nhìn cái váy này đi. Đi biển được, đi chơi được, đi học được, đi làm được luôn. Vì váy này rất là kín đáo và lịch sự, chứ không phải là cái kiểu bèo bèo tơ tơ để mà mặc đi du lịch. Váy này là mặc đi học được, đi làm được, đi chơi được nhá các chị nhá. Đeo thêm một cái đai này cũng được luôn. Ví dụ em mã này là V2 kèm màu kèm số điện thoại. V2 màu em đang mặc là màu nâu và màu này cho em là màu cốm. Ví dụ như đi du lịch thì đi cái dép trắng này rất là hợp luôn. Ví dụ em mã này là V2 nâu và V2 cốm. Em chỉ đặt thêm hai màu này, còn màu sữa thì cái về chuyến trước hình như về được 70 con bán hết là thôi em không đặt nữa. Vì nói thật là trong 3 màu thì màu sữa không bán được mấy so với hai màu này. Nên em chỉ đặt một chuyến thôi. Ví dụ em mã này là V2 nâu và màu này là V2 cốm, chị nào lấy chốt luôn nhá. Mọi người ơi nhớ thả tim, thả like bài viết và chia sẻ livestream để không bị ẩn comment nhá. Em nói rồi, mọi người bị ẩn comment là mọi người sẽ không có đơn đâu, mất công mọi người xem livestream mà không được cái gì cả. Cả cơ quan em mặc áo A100 của chị Linh luôn. Cảm ơn Băng Băng nhá. Ôi dồi ôi, chiều nay em đi chơi với con bạn em nó cũng mặc A100 nhà em ấy. Ví dụ em mã này là V2 kèm màu kèm số điện thoại 128.000. Em qua mẫu luôn. Bây giờ em lên cái mã này. Cái mã này like trước em bán được nhiều ghê luôn. Mã này này không biết nó có treo lên dưới này không nhỉ.
anh chỉ có trên này thôi anh, mới về cái màu cốm lấy hộ em á, lấy em cái váy 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 đấy gọi là váy chun ngực ấy, cái váy chun ngực đấy like trước bán được nhiều quá trời luôn, tại vì thị trường đang bán đắt lắm. Quần ngố là 38.000 như em đang mặc nha. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ bài viết đi. Ẩn comment mọi người không có đơn đâu. Em nói thật đấy. Ẩn comment là mọi người sẽ không có đơn đâu. Mọi người chia sẻ live stream, thả tim, thả like giúp em. Xem hôm nay được bao nhiêu lượt chia sẻ này. Dạo này mọi người chia sẻ ít lắm. Đây này. Được có 3.600 lượt chia sẻ bọ đây này. Chia sẻ ít lắm. Thề luôn. V2 lên áo sọc đi. Áo gấu kẻ em vừa lên rồi em không lên nữa đâu. Hết sạch hàng rồi ý ạ. Áo gấu kẻ em hết sạch hàng rồi đấy. Bây giờ em lên mã này. Cái này gọi là gì ạ? Váy chun ngực kèm màu kèm số điện thoại, hôm nay mới về thêm màu cốm đẹp chưa? Ôi dồi ôi, cái này vàng cốm ấy. Chun ngực cốm này, chun ngực nâu này, chun ngực đen và chun ngực sữa. Váy này thị trường đang bán xỉ là 180.000 một váy. Mọi người ghê giá chưa? 180.000 một váy này, em hỏi xỉ rồi đấy. 180.000 một váy các chị ơi, dã man con ngan luôn đó. Đây này, mọi người nhìn này. Ba lỗ kẻ bao nhiêu? Ba lỗ kẻ là cái gì nhỉ? Cái đấy gọi là ca mấy anh nhỉ? Ba lỗ kẻ gọi là K10. Và em bán là có 95.000 phải không? Em bán có 95.000 đầu like, mọi người chốt hết sạch rồi. Em có được có ít thôi, bây giờ em mặc cái màu này nhá. Ui ơi, mặc cái màu này mà không cháy hàng nó lại là hơi phí đấy. Cái này, mặc cái màu này nha các chị xem. Cái này sẽ gọi là chun ngực kèm màu kèm số điện thoại. Xem lại giá của em ấy, em bán có trăm bao nhiêu thôi đúng không? Bán rẻ lắm luôn ấy, thề. 144.000 chun ngực hàng hai lớp, màu nào cũng hai lớp luôn nhá. Không phải là cái hàng đũi may lại một lớp đâu nha các chị nha. Hàng này của em là hàng hai lớp. Chun ngực, trời ơi, mặc lên màu này nhìn trắng vãi cả trường luôn. Nhìn trắng dã man luôn, mọi người thấy không? Này, chun ngực kèm màu kèm số điện thoại đi cái dép trắng rồi. Ôi, con này mà cái set này mà đi Phú Quốc thì em nói thật với các chị luôn là hết nước chấm luôn, hết cả nước dãi luôn ấy. Cái set này mà cái váy này mà đi Phú Quốc lại đội thêm cái mũ này. Đấy, đẹp chưa? Ghi em mã này là gì ạ? Chun ngực kèm màu kèm số điện thoại. Trời ơi, hàng hai lớp hết. Tất cả các màu kể cả màu đen cũng hai lớp luôn. Màu em đang mặc là màu cốm, màu này cho em là màu cốm, màu này là màu nâu, màu này là màu đen và màu này là màu sữa. 144.000 chun ngực kèm màu kèm số điện thoại. Váy chun ngực kèm màu kèm số điện thoại, bắt buộc phải kiểm tra hàng nhá. Toàn bộ đều hai lớp 100%, các chị thấy chưa? Dù là màu nâu hay là màu đen hay là màu sữa sáng màu thì cũng đều hai lớp 100%. Chun ngực màu cốm, màu nâu, màu đen và màu sữa. Bây giờ em mặc thêm màu nâu cho các chị nhá. Nói chung là cái váy này mọi người không mua nhanh thì hết thôi. Cái like trước em còn chưa giải hết đơn đâu. Chẳng qua là hàng nó về tiếp thì em cứ nhận đơn thôi. Nhà em là cứ phải nhận gối liên tục. Chứ bây giờ mà nói thật chờ hàng về đủ trả bây giờ nhà em đủ đơn luôn. Đơn thiếu lúc nào cũng như này. Lúc nào cũng như thế này. Nhà ghi ở em mã này là chun ngực nâu. Bây giờ em mặc mất màu nâu nhá, thôi mặc hai màu thôi. Bây giờ mà mặc hết 4 màu là hết giờ luôn ấy. Còn bao nhiêu hàng chưa lên được ấy. Chun ngực kèm màu kèm số điện thoại. Mua áo ngực nhà Linh 2 lần, mỗi lần 3 cái rồi mà vẫn muốn mua tiếp. Em nói thật với chị cái áo ngực nhà em nhé. Em bán nghiệp dư thôi mà em bán hơn 5.000 cái áo ngực. Em nói sai mất lọc luôn. Bây giờ chị nào đang xem livestream ở đây mua áo ngực nhà em rồi cứ comment vào đây thích hay là không thích. Cái áo ngực này em mặc từ nhà đi. Ví dụ như hôm bình thường có những hôm em mặc áo ngực em bán, có những hôm em mặc những áo ngực mà từ đợt trước em đã mua rồi. Và em nói thật là em không mua không hề rẻ. Em mua toàn 500-600.000 một cái áo ngực thôi. Nhưng không có một cái nào đẩy ngực như của em, nhưng bây giờ vẫn mặc chứ không thể nào bỏ phí được. Em mặc cả cái loại em bán, cả cái loại em đã từng mua. Nhưng hôm nay là đúng cái hôm em mặc cái áo em bán, cho nên là em không cần mặc áo ở shop luôn. Ví dụ em mã này là váy chun ngực nâu, đẹp chưa? Hàng hai lớp này, 144.000 và tơ này là tơ cao cấp. Cái chất này nó em không biết gọi là cái chất quần què gì nhưng mà nó đẹp lắm. Chun ngực nâu này, anh treo lại màu cốm cho em đi. Chun ngực đen này, chun ngực sữa và một cái màu mới về màu cốm đẹp vãi linh hồn luôn. Em giơ nốt để em qua mẫu nhá. Mặc áo ngực siêu ưng nha, em cảm ơn chị Kiều Thu này. Em đang mặc áo ngực có dây chị ơi. Và thật sự em là một cái đứa không có một tí ngực nào. Từ trước khi đẻ là đã không có ngực, sau khi đẻ xong lại càng không có ngực. Chị nào đẻ rồi thì biết. Nhưng mà mặc bây giờ là nhìn vào là đúng là chanh là thành cam thật đấy. Anh sửa lại cái tay đi này. Ghi của em là gì ạ? Chun ngực cốm nữa nhá. Em qua mẫu đây này. Cho em xin 2 phút quảng cáo áo ngực nhà em nhá. Trắng nhá, mặc cái màu nâu này trắng quá. Đây là em đang mặc áo ngực em bán, các chị thấy chưa? Không có một tí ngực nào nhưng mặc lên này như kiểu mà vừa đi nâng vú về ấy. Em thề là không có ngực đâu. Chị nào mà xem livestream trước khi em bán áo ngực này là các chị thấy không bao giờ có khe. Mà bây giờ mặc vào là ối rồi ôi, phải gọi là bây giờ cho em xin cái quần anh ơi. Hai cái quần lúc nãy anh vừa mang xuống ở đây đâu rồi? Hai cái quần của em anh vừa mang xuống lúc nãy ở góc này, bây giờ em không thấy nữa, anh đảo lộn đi đâu ở đây. Bây giờ em xin phép lên cái quần cặp mờ nhà em. Quần cặp mờ nhà em là em đã bán quá nhiều rồi. Nhiều lắm luôn rồi, đây này mọi người nhìn này. Cặp mờ nhà em Linh nhá. Chị nào mua rồi cho em xin câu phản hồi. Cái quần tam giác hôm trước bán nhầm giá, trời ơi. Em bán nhầm giá, nhục ấy là nhục ấy. Váy chun, váy Linh mặc có kiểu trễ vai được không?
Em chưa thử chị ạ, không biết là có mặc được trễ vai không ấy. Này, quần cặp mờ nhá. Em xin phép mặc lại cái áo này. Đây, mặc dù là hết hàng rồi nhưng mà thôi cứ mặc đi, hàng về em chia đơn nhá. Em lại gọi tiếp không lo đâu. Hàng tàu bây giờ nói chung là cũng nhanh hơn một tí rồi. Bởi vì bây giờ bắt đầu mở bia thì nó cũng nhanh hơn đợt trước, vẫn lâu nhưng mà nó vẫn nhanh hơn đợt trước rồi. Nên là gọi là có tí niềm tin hơn vào hàng tàu ấy. Quần cặp mờ mặc xuất sắc, quần cặp mờ mặc đẹp dã man. Em cảm ơn chị Thảo Thu này, em cảm ơn chị Lương Hà Thu Trang này, mọi người đọc comment nhá. Nhiều chị có thể không đọc được do Facebook ẩn nhưng mà em đọc bằng phần mềm thì em đều đọc được hết, không bỏ lỡ bất kỳ một cái comment nào luôn. Nhưng mà mọi người đọc bằng điện thoại là mọi người sẽ không đọc được đâu. Ví dụ nhá, ví dụ như điện thoại này bây giờ em đang vào nick của chồng em chẳng hạn nhá. Nick của chồng em. Đây thì em vào cái livestream này, mọi người thấy chưa? Có đọc được cái comment nào đâu, không nhìn thấy bất kỳ một comment nào luôn. Đấy, không đọc được một cái nào luôn. Nó sẽ chỉ hiện lên là bạn hãy là người lầu đầu tiên comment cái livestream này. Không đọc được cái gì luôn. Mà bây giờ đây đang 1.800 người xem và đây đang gần 10.000 comment khi em bật live. Quần cặp mờ đẹp lắm chị, ra xốp xẻ cũng phải 150, xốp chảnh chảnh thì phải 2 lít. Đấy, cảm ơn Mai Hiền nhá. Quần cặp mờ kèm size, size S, size M, size L, size S, size M, size L. 40 đến bao nhiêu? 70 cân đổ về mặc được. Em có size S, size M, size L, 40 đến 70 cân đổ về mặc được. Quần em đang mặc là quần cặp M mặc lên eo dã man. Áo em đang mặc gọi là gì nhỉ? Bốn áo ngực bốn màu, Linh đang mặc chỉ có 3 màu thôi chị ơi. Bảo sao tớ comment mãi không thấy gì? Do Facebook ẩn, cho nên là ví dụ như 3 người, 4, ví dụ ở đây đang 1.900 người xem và 1.900 người cùng comment thì mình chỉ nhìn thấy mỗi comment của mình chứ không thấy comment của bất kỳ ai luôn. Đấy là do Facebook nó như thế, bây giờ Facebook nó như thế đó mọi người. Em chả biết là em bán được đến lúc nào, đến một thời điểm nào đấy mà nó không cho bán nữa thì em cũng chịu luôn ấy. Chứ bây giờ là comment là không đọc được nữa rồi đấy. Kiểu em mã này là gì? K10 màu em đang mà. K10 phải không anh? K10 có một màu duy nhất, 95.000 một áo, hàng tàu. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam hoàn hàng luôn. K10. Cái này là em thấy hot girl bán cách đây phải tầm nửa tháng rồi. Thì em mà lại nhiều người bán lắm, kể cả livestream cũng nhiều người bán lắm thì em định không bán đâu. Nhưng về sau em thấy người ta toàn bán trăm mấy, rẻ nhất là 130. Em bảo trời ơi sao mình bán được rẻ, mình lại không nhập. Thế là em quyết định nhập và ai ngờ nó đắt hàng vãi cả trường luôn. Ví dụ em mã này là K10 và quần em đang mặc gọi là quần cặp mờ, size S, size M, size L, 94.000, bao giá toàn thị trường luôn. Bây giờ em thêm lên thêm một cái quần nữa, một cái quần nữa xuất sắc hơn cả quần cặp mờ luôn. Đây, lên luôn nhá. Đây, em sẽ lên quần này. Quần này gọi là gì mọi người biết không? Gọi là quần tam giác. Quần tam giác đây này. Bây giờ cái này gọi là quần tam giác nhá, nó là mã mới. Nó là mã mới và em nhập vào đắt hơn quần cặp mờ. Mà lai trước em còn bán nhầm giá, nhục ơi là nhục, nhưng mà không dám báo lại với khách luôn. Bởi vì em sợ mất uy tín, khách lại nghĩ là ừ tổ sư định bán rẻ nhưng chắc là sau thấy khách mua nhiều đắt hàng lại tăng giá. Thật sự là em không dám tăng ấy. Nhưng mà từ livestream này các chị cho em xin thêm 2.000 nha, cho em xin thêm 2.000 quần này, anh ghi giá nhá, 98.000 một quần. Từ livestream này các chị cho em xin thêm 2.000, em nói thật đấy, cái này là nói chân thành luôn đấy. Còn chị nào thấy em tăng 2.000 mà đắt quá thì thôi cũng thông cảm với em nhá. 98.000 một quần, quần tam giác kèm size kèm màu. Em có tất cả là 2 màu. Quần tam giác này thì có 2 màu, màu em đang mặc là màu đen. Cũng 3 size S, M, L, 40 đến 70 cân đổ về mặc được. Quần tam giác em có màu nâu và quần tam giác em có màu đen. Đây này, form rất là to luôn mọi người thấy chưa? 70 cân đổ về mặc được, size S, size M, size L có giá là 98.000 trong livestream. Và áo này gọi là K10. K10 mặc với lại gì? Quần cặp, quần này là quần tam giác, quần vừa cởi ra là quần cặp M. Cặp M chỉ có một màu thôi, còn tam giác thì có hai màu nha các chị nha. Còn size số thì giống nhau, chất liệu giống nhau. Nó chỉ khác nhau cái cặp thôi, còn cái cặp của cái con này thì em phải nhập vào đắt hơn. Áo này là 95.000 chất len hạ tàu, các chị nhìn kỹ thấy không? Len này, xịn sò không? Chuẩn như hàng hot girl, không chuẩn cho hàng lại. Với lại em nói rồi, em cho kiểm hàng mà, nên không phải sợ đâu. Đây, em đang mặc đây, các chị thấy đẹp chưa? Đi cái dép trắng này, trời ơi, cái mùa hè chỉ mặc này thôi. Mùa hè em thấy cứ đi mấy cái dép này nhìn nó kiểu nó trẻ ấy, xong rồi nó kiểu nó phù hợp. Mùa hè nhìn nó kiểu, em không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà cái dép này đi mùa hè rất là hợp. Còn dép này thì không ai đi mùa đông cả, người ta đi mùa hè thôi, mùa đông người ta đi giày. À ừ, cho em xin cái áo bèo tầng nha anh ơi, chết quên mất. Cho em xin cái áo bèo tầng đi, bèo tầng này lai trước bán được 300-400 ấy, hình như là 300 mấy em không nhớ lắm. Mà đấy là em còn tém tém và không dám bán nhiều ấy, đẹp chưa? Cho em xin cái bèo tầng đi anh ơi. Ta-da, ta-da. Mọi người nhìn không em này, đẹp không? Em mặc luôn nhá, bây giờ em sẽ mặc bèo tầng này nhá. Ui dồi ôi, nhức nách luôn. Cái này sẽ gọi là bèo tầng đúng anh nhỉ? Có phải mã em đặt là bèo tầng không? Đấy. Mặc vào trắng da vãi trưởng luôn đấy. Chị ơi dơ dép lên cho em xem được không? Đây em ơi. Đây em, như này này. Đây em đi ở đây nó hơi bẩn này. Cái dép này là em lấy riêng để em đi luôn ở đây chứ em không xích cho khách nữa. Nó hơi bẩn, đi ở cái nền nhà nó hơi bẩn đấy này mọi người thấy chưa? Hôm nay có một khách vào Facebook bảo nhận dép đẹp lắm, đi cứng cáp rồi êm lắm các kiểu. Em chụp lại comment rồi có gì mai em up lên cho các chị đọc nhá.
Không biết là chị nào nhận được dép rồi cứ phản hồi vào đây cho em nhé. Với lại là khi mà mọi người thấy em cái bản cái dép này á, mọi người thấy rẻ quá thì mọi người cũng không phải sợ, vì mọi người được kiểm. Nếu mà khi mọi người nhận mà mọi người cảm thấy là cái dép này 114.000, hôm trước em bán 117 đấy, hôm nay kiểu như là mãi không lên được view nên là em bán luôn 114, em giảm cho mọi người mấy nghìn đây nhá. Đẹp chưa? Áo này sẽ gọi là gì ạ? Áo bèo tầng cách số điện thoại. Áo bèo tầng mặc với quần này cực kỳ xinh luôn, nhưng mà em sẽ mặc với quần khác nhá. Em sẽ mặc với quần tắc ta đi. Em thấy áo này mặc với quần tắc ta là hợp nhất nên là em sẽ mặc với quần tắc ta nhá. Tắc ta của em đâu ấy nhỉ? Đây tắc ta đây. Em sẽ mặc với quần tắc ta màu nâu. Đấy, ví dụ như là em sẽ mặc màu nâu đi. Màu nâu cũng được, màu sữa thôi, em mặc màu sữa cũng rất là đẹp đây. Nói chung là nhiều màu lắm, có cả màu đen các thứ nữa. Ví dụ như áo này mình sẽ mặc với màu sữa là hợp nhất này. Đấy. Quần tắc ta này chuẩn set hot girl mặc luôn nhá. Áo này sẽ gọi là áo bèo tầng kèm màu kèm, xem lại hộ em giá với. Bán rẻ quá nên chả nhớ em bán bao nhiêu nữa. 113.000 thôi sao ấy, phải không? Xem lại hộ em với. 113.000. Dép chị bán đúng rẻ luôn, ở shop bán dép này 170k. Đúng rồi, shop người ta phải bán như thế. Vì chị nói thật là chị được hơn 10.000 một đôi dép này thôi. Nhưng mà em nói thật lòng là em bán hơn 1.000 đôi thì em vẫn được tiền triệu mà. Cho nên là em chưa bao giờ nói trên livestream là em bán hàng vì đam mê rồi. Em nói thật. Nhiều người cứ bảo là bán gọi là bán lỗi cho các chị này kia, nhưng chả bao giờ, trừ khi là xả nhá. Còn bình thường khi mà em đã bán là em phải bán có like. Chứ làm gì có ai bán hàng vì đam mê hả các chị? Làm gì có đam mê mà không có tiền thì cặp đất mà ăn, đúng không? Kiểu em mã này, trời ơi, mặc đèn trắng là xinh đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Nhưng mà em bán lại rất là ít, đổi lại thì em bán được số lượng. Nhưng người ta có thể người ta bán được ít, nhưng người ta lại lãi nhiều. Đó, tóm lại là như thế. Mỗi người có một cách bán, có một cách kinh doanh, có một cái chiến lược khác nhau. Nên nhiều người cứ hỏi tại sao em bán được rẻ, em nói luôn là bí quyết của em là như thế đó. Ví dụ em mã này là áo bèo tầng kèm màu kèm số điện thoại, nó có 4 tầng này, chất của nó là chất dập nhăn, và áo này thị trường đang bán rẻ nhất thì cũng phải tầm 159.000 một áo. Đấy là thị trường đang bán livestream đấy, chứ hot girl thì phải bán tầm 200 mấy. Ví dụ em mã này là gì ạ? Áo này ghi giúp em là bèo tầng cốm, màu em đang mặc là bèo tầng màu gì anh nhỉ, màu này em gọi là màu gì em quên rồi. À, màu này là màu cốm này, màu này là màu trắng này, màu này là màu sữa, và màu em đang mặc gọi là màu nâu hay là màu vàng ấy nhỉ? Xem màu em ấy, hình như là màu nâu nhá. Bèo tầng, áo ngực nhà em Linh mặc thích lắm, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ví dụ em mã này là bèo tầng nâu, bèo tầng trắng, bèo tầng cốm và bèo tầng sữa, 113.000. Cái chỗ ngực này là chun này, thoải mái cho mọi người lên 60 cân đổ về mặc được, và hàng hai lớp. Đây này. Hàng hai lớp luôn đó mọi người ạ. Đây này. Hàng hai lớp đây này. Hay là đây là hai lớp hay là một lớp? Hai lớp còn gì? Đằng trong này nó không dập này, không biết nó may kiểu gì luôn nhưng mà đẹp lắm. Ví dụ em mã này là bèo tầng kèm màu kèm số điện thoại, màu em đang mặc là màu nâu, màu này là màu sữa, màu này là màu trắng và màu này là màu cốm, đẹp không ạ? 113.000. Like đầu em bán được 350 con đấy, thế là cũng nhiều rồi. Vì đấy là áo kiểu mà, không phải áo phông, thì áo phông thì bán mấy nghìn, chứ những cái áo kiểu này chỉ bán 300-400 là nhiều rồi. Ví dụ em là gì ạ? Bèo tầng kèm màu kèm số điện thoại. Đây ví dụ như các chị đi du lịch, các chị đội cái mũ này này. Các chị đeo thêm một cái kính râm nữa, ở đây thì em không mang kính râm lên đây, đeo kính trắng thôi. Đấy, đẹp không? Dép có bán, quần có bán, áo có bán, mũ có bán và túi có bán. Hôm nay mới tự tin để bán được cái mũ, cái túi này đấy, chứ bình thường làm gì có túi đâu. Bình thường bao một cái livestream của em bèo nhất thì cũng phải 30 khách hỏi cái túi em đeo, nhưng làm gì có hàng. Hôm nay được 800 con thì mọi người tranh thủ chốt đi. Đây em cho mọi người xem hàng về này, không phải các chị để bảo em chém gió. Đây này, hàng về nhà em đây này, mọi người thấy chưa? Hàng về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiện. 7 kiện hàng. Đây, chữ Linh Jean này. Về tương đương với 800 cái túi này. Em nhập trực tiếp từ Quảng Châu về thì em mới bán cho mọi người được với cái giá là 217 một túi. Còn mọi người mua bình thường túi này ở Việt Nam rẻ nhất là 280 đến tầm 320. Dép có hai màu đen trắng nhưng mà bây giờ em chỉ bán trắng thôi, tại vì màu đen nói thật là nó không đắt hàng đâu. Đây có cả một, anh đưa cho em một cái túi màu nâu, em bóc cho khách xem cả màu đen. Màu đen đây, túi em có cả đen nhá. Em về 800 thì trong đấy là có 7 thôi, không cần đâu, 700 nâu và 100 đen. Em chỉ lấy có 100 cái màu đen thôi. Vì cái màu đen này em bán không đắt hàng mà màu nâu, được trước cũng bán một lần rồi, đây này màu đen cũng đẹp lắm. Ví dụ như chị nào mua nâu rồi có thể bây giờ mua thêm đen. Còn nếu như chưa mua màu nào thì em nghĩ là nên mua màu nâu màu nó đẹp hơn. Cái này ghi giúp em là túi đen cách số điện thoại đây này, túi đen cũng rất là đẹp luôn. Hôm nay là em có hai màu đấy. Nhưng mà nhập với tỷ lệ 17, một cái 100 một cái 700 cơ. Nha, em qua mẫu đây, áo em mang là 113.000, có mã là áo bèo tầng. Ui, đẹp dã man luôn đấy. Thôi mai em đi em lại lấy một con. Ghi, anh treo lại cho em một sữa đi. Màu này ghi giúp em là bèo tầng cốm, màu này là bèo tầng trắng, màu này là bèo tầng nâu và một màu đó là bèo tầng sữa. 113.000, em xin phép qua mẫu nhé. Quần tắc ta em sâu đủ màu lại một lần nữa này. Quần tắc ta màu em đang mặc là màu sữa. Màu này cho em là màu sữa cũng đẹp này. Hay em mặc thêm màu sữa, nhưng màu sữa cũng đẹp ghê ấy. Em có quần tắc ta sữa này, xanh lá này,
vàng này, cam, đen và hồng này. Anh treo nốt cái màu hồng là vì chi là em có 6 màu quần tắc ta. Túi của em là 217.000. Em nhập trực tiếp từ Trung Quốc về đấy các chị ạ, không phải nhập lại ở Việt Nam đâu. Nên để mà nói về giá thì các chị không cần phải lăn tăn. Thật luôn, và em bán cái túi này mấy nghìn túi rồi. Ngày mùng 1 tháng 6, cách đây gần 20 ngày là em về một lô 500 chiếc. Và hôm đấy trong live là em bán được, theo số liệu chồng em thống kê là 1.000 con. Và em phải lấy lại ở Việt Nam hơn 200 con và hủy đơn mất gần 300 đơn. Tức là em có 500, em lấy lại ở Việt Nam 200, cái đấy là không có lãi một tí nào luôn ấy. Nhưng mà để giá đơn, bởi vì bây giờ hủy 500 đơn thì nói thật là nó quá tiếc luôn. Thì thôi để tôi gọi như là ví dụ như mình lãi 500 cái đấy rồi, hai cái nữa 200 cái mình không lãi thì tổng lại là mình vẫn lãi. Thì em vẫn muốn giả được nhiều đơn nhất có thể. Xong rồi còn nữa là không thể lấy được ở Việt Nam nữa thì lúc đấy em hủy đơn. Bây giờ ai mà lô trước đang bị lỡ thì bây giờ đặt lại nhá. Đơn chốt rồi chưa thấy ship, chốt rồi thì cứ yên tâm chờ hàng chị nhá. Còn nếu như chưa chốt thì đặt lại giúp em, còn đã chốt rồi thì cứ yên tâm chờ hàng giúp em nhá. Ví dụ em là quần tắc tang rồi, bây giờ em sẽ lấy cái mã này về rồi, anh này lấy hộ em với. Lấy em cái áo này với, áo này này, bao nhiêu lâu mới về cho em kim một lâu. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Không phải một sữa hả anh? À không phải, cái này khác mà. A67 hay gì? Lấy cho em cái màu nâu. Xem lại mã đi. Áo này này, bao nhiêu lâu hàng mới về được cái này? A gì nhỉ? Đúng không? A77. Cho chị đặt một túi nâu. Chị cứ ghi là túi nâu, cách số điện thoại giúp em nhé. Q99 là có hàng, Q19 là có hàng rồi anh nhỉ? Đúng không? Q19 là có hàng rồi còn gì? Ok, bây giờ em sẽ mặc Q19, lâu lắm em chưa được mặc Q19. Dạo này gầy hơn thì chắc là mặc còn đẹp hơn đấy. Đây, bây giờ sẽ mặc Q19, mặc với con áo này. Hết nước chấm luôn. Mặc luôn nhá, Q19. Ai đang xem livestream của em mua Q19 nhà em rồi cho em xin câu phản hồi nhá. Đấy, ví dụ như là mặc cái áo ngực của em mà mặc cái áo này vào nhìn nó ảo ma lắm, nhìn nó đẹp lắm, đi qua các anh mới phải nhìn. Cứ phải ngước nhìn đấy. Xích suy mà này. Túi nâu cách số điện thoại giúp em ạ. Lên váy suông đi. Dạ váy chờ em một tí nhá. Từ từ rồi em lên tất cả các mã. Các chị cứ thả tim thả like và chia sẻ bài viết giúp em. Hàng còn nhiều lắm. Em like hôm nay sao em lại nghỉ 3 ngày đấy. Nên là mọi người tranh thủ mua được cái gì thì mua luôn. Không phải đến lúc mà chờ em like lại nó lâu lắm. Đây này. Mà mọi người đặt ngoài like thì không có đặt được ấy. Này đẹp chưa. Đấy giờ này gầy hơn mặc cái size S nó thoải mái thế. Đây này mọi người nhìn giúp em này. 48kg đang mặc size S. Quần này ghi giúp em là quần Q19. Ai mua Q19 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Anh lấy cho em cái sục của em ở kia đấy. Cái sục mà em hay đi ấy. Thay cái dép này. Đi dép này hoài rồi. Đây nhá. Ví dụ nhá. Mọi người thả tin thả like giúp em. Đây. Đeo cái túi cái sục ở bên kia. Đeo cái túi nhà hợp chưa? Một cô nàng công sở sáng thứ hai đi làm mặc mặt một cái set đồ này. Đeo cái kính vào nữa cho nó giảm đồ tri thức. Từ em lau kính. Chờ em chút xíu nhá. Đây. Dép của em đây. Đây nhá mọi người nhá, sục nhá, em đi cái sục để cho nó trẻ trung. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ live stream giúp em nhá. Đây em đang đi sục. Đấy. Thứ hai đi làm mặc cái set đồ này trẻ không ạ? Thấy không ạ? Bình thường là em hay đi sục này. Từ cái lúc có cái dép này toàn đi cái dép này live stream thôi. Đây nhá, mọi người thấy chưa? Q19 và áo này gọi là A77. Áo này là đúng mười mấy ngày rồi hàng mới về thêm ấy. A77 em có màu nâu này. Anh lấy đủ màu A77 xuống đây cho em với. A77 kèm màu kèm số điện thoại chất lụa đẹp kinh khủng luôn. Em bán có bao nhiêu anh nhỉ? 110 mấy nghìn hay sao? 117.000 một áo A77 này. 117.000 một áo A77 mặc sang dã man nhé. Không hề là, em không hề là nhá. Bóc từ túi ra là em mặc như này luôn. Em có A77 màu nâu, em có A77 màu đen, có cả màu xanh ngọc nữa mà anh. Màu này cho em là màu xanh lá, màu này cho em là màu đen, màu em đang mặc là màu nâu và màu cuối cùng cho em là màu xanh ngọc. A77 kèm màu kèm số điện thoại 117.000 và quần em đang mặc gọi là Q19. Q19 em bán hơn 2.000 con rồi các chị ạ, mà toàn thiếu hàng thôi. Q19 màu em đang mặc là màu đen, bây giờ em sâu đủ màu Q19 nhá. Q19 màu em đang mặc là màu đen, màu tiếp theo cho em là màu ghi, tiếp theo nữa là màu nâu và cuối cùng là màu sữa. Các chị nhìn hàng này, quần này của em là hàng Quảng Châu và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Em nhấn mạnh lại một lần nữa, mua hàng nhà em nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Màu này cho em là màu sữa, màu này cho em là màu ghi, màu này là màu nâu và màu em đang mặc là màu đen. 3 size S, ML 40 đến 63 cân đổ về mặc được. Riêng quần vải nhà em, các chị cứ mua thử một lần đi. Mua thử một lần đảm bảo các chị sẽ nghiện. Chắc chắn các chị sẽ nghiện luôn cái chất nhà em, đẹp lắm luôn ấy. Em không nói quá đâu, các chị cứ mua thử một lần là các chị biết nha. Và ba lỗ tay kẻ là cái gì nhỉ? Ví dụ em bán này là Q19 sữa, Q19 ghi, Q19
Q19 nâu và Q19 đen. Nếu biết mình mặc size gì để lại size luôn, không biết mình mặc size gì để lại cân nặng, nhân viên có trách nhiệm chốt size cho các chị để là cả chiều cao và cân nặng luôn. Đây em đang mặc A77, em đóng thùng với Q19, em đi cái sụp và em đeo cái túi em có bán, các chị thấy không? Cả một cái set này đi làm, đi học, đi chơi đều quá lịch sự và quá ok. Hay kể cả là các chị đi lễ nhá, đi lễ các chị mặc này, này lịch sự không? Lịch sự quá đi chứ lại mà đóng thùng mà nhìn eo bé tí luôn, trong khi eo của em là 72cm đó mọi người. Eo em to mà, làm gì có cái vòng, làm gì có vòng eo 6X đâu. Mọi người thả tim, thả like giúp em đi tụt view rồi kìa. Đẹp chưa? Em qua mẫu nha. Túi nâu ok. Em qua mẫu nha mọi người. Quá đẹp luôn. Trời ơi, Q19 đẹp quá nhỉ. Này anh treo lại A77 cho em này. Chia sẻ like đi anh. Chia sẻ like stream, thả tim, thả like giúp em nhá. Còn nhiều hàng hot lắm luôn đấy ạ. Váy á, váy ok, chờ em chút xíu này. Đây em đang mặc Q19 này, mặc với áo dây không nó đẹp rồi. Còn áo ngực nhà em đây nhá. Áo ngực mọi người ghi rõ là áo ngực có dây kèm màu kèm size. Em có màu đen, màu da và màu đỏ, 3 size 34, 36, 38. Em bán hơn 5, em nhập hơn 5.000. Hôm qua là vừa về thêm mấy anh? 500 à? Thế thì sẽ là gần 6.000 rồi à? Đấy, hôm qua lại vừa về thêm 500 áo ngực, tức là gần 6.000 cái áo ngực được bán ra ở shop LinkedIn rồi các chị ơi. Q19 127.000 hàng tàu nha các chị nha. Tiếp em lên được mã tiếp theo. Bây giờ em sẽ lên cái áo là áo này này. Áo này lúc nãy là em mặc màu gì nhỉ? Lúc nãy là em mặc màu trắng à, hay em mặc màu gì tự nhiên em quên rồi. Lúc nãy em mặc màu trắng rồi à? Thế bây giờ mặc màu đen. Thế mặc màu đen thì lại mặc cái quần đen nó có tối tăm quá không? Đây này, áo này này. Áo này là len hàng tàu. Em lên lại lên tiếp nhá. Xong rồi à, set shop hôm nay về được 200 set, đúng rồi. Set shop hôm nay về được 200 set. Má ơi, trời đất thiên địa ơi. Đây này đẹp chưa? Nhưng mà cái set NY nhà mình đã về đâu nhỉ? Còn màu nhạt không? Hết sạch cả nhà cả đợi máy. Thế thôi, like này đừng bán. Chứ bây giờ bán không có hàng, bán làm gì? Đơn đang thiếu một đống ở trên kia, set NY ý. Thôi anh cho xuống đi. Đừng bừng bán nữa, bán rồi cứ nợ đơn lâu mệt mỏi lắm. Đây này các chị nhìn hàng này. Đấy, 65 cân đổ về thoải mái. Cái này là chất len hàng tàu. Thì em sẽ đóng thùng cho các chị xem nhá. Mặc rất là lịch sự luôn. À, hôm nay cũng chưa về được váy. Anh xem cái váy cô gái tóc xù ấy chứ. Hình như ngày mai về 300 ấy. Hôm nay hình như chưa về đúng không? Xem trên kia có không, lấy mẫu xuống hộ em. Cô bé tóc xù ấy, váy cô bé tóc xù mai về 300. Này nhìn giúp em này, đẹp chưa? Áo này ghi là gì nhỉ? Len chữ kèm màu kèm số điện thoại. Len chữ kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Len chữ màu em đang mặc là màu đen và màu này cho em là màu trắng, em có tất cả là hai màu. Đây. Len chữ kèm màu kèm số điện thoại. Mọi người biết em bán bao nhiêu không? 97.000 một áo. 97.000 một áo chất len hàng Quảng Châu. Nói lại một lần nữa, phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam em cho các chị hoàn hàng lại. Với bất kỳ lý do gì cứ báo là hàng xưởng Việt Nam em cho hoàn hàng lại nhá. Mình lấy set NY bò đậm, chị lấy chị phải chờ hàng về vì bây giờ đơn thiếu nó hơn 500 đơn, chưa giả hàng. Em cứ tưởng hôm nay về nhưng cuối cùng chắc là chậm chuyến không về được ấy. Ví dụ em mã này là len chữ đen và màu này cho em là len chữ trắng. Ví dụ như mặc màu trắng với quần này thì nó sẽ hợp hơn. Và ví dụ như màu đen thì mình có thể mặc với quần tắc ta sữa hoặc mặc với quần sữa chẳng hạn. Còn đây là em đang mặc cả set màu đen xì thì nó là hơi tối ấy nha. Đây ví dụ len bây giờ em sẽ mặc sang màu trắng nhá. Len chữ kèm màu kèm số điện thoại, mọi người thả tim thả like và chia sẻ bài viết giúp em nhé. Sau cái này thì em sẽ mặc cho mọi người cái màu hồng này. Đấy, ví dụ à không. Ví dụ như cái màu hồng này mà em mặc với quần này là thôi nhức nách luôn này. Trời ơi, đẹp quá. Em mặc tiếp nhá. Váy đi biển chờ em một tí nhá. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ like giúp em với nhá. Nếu như mà nhân viên chốt rồi thì không biết là có đổi được không chị ạ? Em cũng không biết được. Nói chung là đáng nhẽ là khi chốt là chị phải báo luôn. Còn bây giờ không biết là đi rồi hay chưa. Còn màu đen à? Có ghi không còn cái nào à? A100 về chưa chị? A100 về rồi nhá. Về rồi, về đủ màu rồi đấy. A100 về đủ màu và là chuyển cuối rồi. Em không bao giờ về thêm A100 nữa. Vì tổng số lượng em nhập đến giờ phút này là hơn 5.500 áo rồi. Nói thật là có bán này cũng không đặt nữa đâu. Bây giờ đặt run và mẹ ra ấy, sợ lắm. Bán hơn 5.000 rồi bây giờ mà đặt thêm 1.000 nữa có khi lại chết sặc không bán được đâu. Vì nó chỉ đến được cái ngưỡng đấy thôi. Cái ngưỡng 5.000 là cái ngưỡng nhiều lắm rồi. Bây giờ em đặt thêm 1.000 con là có khi là em vỡ mồm đấy. Vừa nhận được hàng chiều nay ưng quá, cái áo ngực siêu đỉnh nhà em linh quá cơ. Em cảm ơn chị Đoan Trang nhé. Em nói rồi không phải tự nhiên mà em bán được tận hơn 5, tính ra là 5.500 rồi đấy. Em nhập vào hơn 5.500 cái áo ngực ấy. Chia sẻ livestream đi anh ơi, tụt view này. Kiểu em mã này là áo gì ạ? Áo cái gì tự nhiên em quên mất tên rồi. Tự nhiên em quên mã rồi. Mã này lúc nãy em gọi là gì nhở? Gọi là cái gì nhở? Màu hồng đậm này. Màu này là màu đen này. Màu này là màu trắng. Và màu này là màu hồng nhạt này. Đấy, mọi người thả tim thả like và chia sẻ like giúp em nhé. Nhưng mà em không biết gọi cái này là, lúc nãy em gọi là cái gì mọi người nhớ mà nhắc cho em phát không nhớ luôn. Chết mất rồi. Đầu với áo dụng này chán thật đấy. Màu này gọi là hồng đậm này, màu này gọi là đen này. Hot girl, toàn hot girl, hot hot bán đấy. Không phải hot girl fan fan đâu. Toàn người
mấy trăm nghìn follow. Ghi em mã này là hồng nhạt này, mã này là màu hồng này, hồng đậm này. À K7 đúng rồi, em xin lỗi nhá, em không nhớ cái gì luôn á. K7 nhá, K7 hồng đậm, K7 đen, K7 trắng và K7 hồng nhạt giúp em nhá. 96.000 một áo. Trời ơi. 96.000 một áo. 96.000 một áo, nhớ kiểm tra hàng. Nếu phát hiện hàng sửa Việt Nam hoàn hàng luôn, bởi vì cái len này Việt Nam mình không có làm được. Kể cả có làm được thì nó lại không được giá như của Trung Quốc. Đấy là em nói thật. Ví dụ em mã này là K7 hồng nhạt, K7 trắng, K7 đen và K7 hồng đậm. 96.000 đồng một áo len. Em qua mẫu luôn nhá. Con này em bán một lần chắc hết rồi đấy. Nãy là cái lúc mà 3.000 người xem ấy, cho nên là mọi người đặt nhiều, chứ không phải là như bây giờ là có 1.000, 3.000, 4.000 người xem đâu. Mọi người thả tin, thả like và chia sẻ live stream giúp em nhá. Cái đấy màu đen hình như là về được ít, giả đơn nốt là hết đi. Em không nhập thêm nữa đâu. Chứ bây giờ bán đến 5.000 mấy rồi, nhập nữa đến lúc về là hết ngưỡng rồi, không bán được nữa. Thế là thôi, coi như là bán lỗ, là coi như là 5.000 cái đấy là thành công cốc luôn. Thôi vừa thôi các chị ạ. Đây, màu trắng lại đẹp chưa? Len chữ trắng cách số điện thoại 97.000, còn K7 là 96.000. Tất cả đều là len hàng tàu hết nha. Em qua mẫu nha, em mặc nốt cái này xong rồi em qua mẫu, em không quay lại đâu, em chỉ lên một lần thôi. Quần chị mặc mã là gì? Quần chị mặc là Q19 127.000 hàng tàu nhá. Sơ mi đuổi hình như là em về rồi mà, em bán rồi mà. Hôm nay nhận được gần 1 triệu mà ưng lắm, shipper còn bảo em là shop này ai mua cũng không kiểm rồi. Cảm ơn Mỹ Linh nhá. Đấy, shop này uy tín quá mà đúng không? Kiểu em mã này là gì ạ? Len chữ trắng cách số điện thoại và len chữ đen, đẹp chưa? Len chữ hàng tàu toàn bộ là len hết này, mọi người thấy chưa? Đó. Len chữ kèm màu kèm số điện thoại, em qua mẫu luôn nhá. Tiếp bây giờ em sẽ lên set shop. Em xin phép lên set shop nha. Set shop, trời ơi, em bán lại mà mọi người biết em bán được bao nhiêu set không? Cái khi mà trước là bán 190 mấy là đã bán hơn 2.000. Bây giờ bán lại nhá, không phải là bán đi đâu, bây giờ tính là bán lại. Bán được gần 1.000 set nữa rồi. Trời ơi, kiểu như là bây giờ rẻ hơn là mọi người lại mua thêm hay sao ấy. Bây giờ rẻ hơn mọi người là mua thêm cái set này này. Bây giờ bán lại mà bán được gần 1.000, trong khi bán đi là bán được 2.000 thế này. Bởi vì bây giờ rẻ hơn được tận 30 mấy nghìn một set mà. Rẻ hơn tận 30 mấy nghìn một set rồi. Polo kẻ ngang đen trắng. Ừ nhờ, em có một cái mẫu polo mới chưa bán, bỏ me rồi. Hả? À, ừ đúng rồi. Em có một cái mã polo mới quên chưa bán rồi. Chờ em tí nhá. Nhiều hàng quá không nhớ. Sammy gân về hàng cho chị. Hình như Sammy gân. Hả? Cái gì? Thì để bán đi đã chứ. Làm gì anh Hâm à? Bị làm sao ấy? Chứ đang nhìn ba người coi và bật lại livestream là như nào. Set shop này nhận siêu xinh chị ơi, cảm ơn em nhé. Bây giờ vấn đề bật lại cũng không quá được từng này người coi đâu. Muộn rồi. Anh nha các chị ơi. Đẹp chưa? Đấy, set shop kèm màu. Set shop kèm màu kèm số điện thoại. Anh ghi giá của livestream hôm nay bán set shop này. Hôm nay em giảm cho mọi người thêm nữa nhá, 159.000 luôn. Em ôm được thêm vải đấy, chứ còn cái đợt lô đầu có mỗi mà 100 thì hết sạch rồi. Về sau lại kiểu như là tìm hết vải, nó có nhiều xưởng vải mà. Mình ôm xưởng này không được, mình lại đi xin mua xưởng khác, lại cứ mua được giá thanh lý. Bởi vì cái này là hết mùa hè là mùa đông, người ta không bán được chất này chỉ bán mùa hè thôi. Mà bây giờ đã chuẩn bị sang tháng 7 rồi. Ví dụ em mã này mới nhận set shop xinh xỉu luôn chị ơi, cảm ơn Thu Hằng nhá. 159.000. Mua đâu rẻ hơn được thì cứ hoàn hàng cho em nhá. 159.000 set shop xanh lá và set shop nâu. 159.000. Mua được ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại được chưa? Set shop mà em đang mặc là màu nâu và màu này cho em là màu xanh lá. Set shop kèm màu kèm số điện thoại, mọi người nghe rõ giá không ạ? Set shop kèm màu kèm số điện thoại. Cái này em khi mà đợt đầu mà cái đợt 30 tháng 4 ra lễ là em bán set này là 198.000, nói sai mất lòng luôn. Đây. Cái áo ngực của em là 98.000, tí nữa em sẽ giới thiệu áo ngực sau nhá. Áo ngực thì mọi người biết thì tính nữa, anh lấy áo ngực cho em mỗi màu một đi, áo ngực có dây ấy. Ký của em là set shop xanh lá, set shop nâu, được chưa? Em chỉ có hai màu này thôi, đợt trước là có 5 màu. Nhưng mà cái màu hồng, màu xanh dương các thứ thì những màu không bán chạy đâu. Một màu đấy em bán mãi mới được 100 bộ một màu ấy. Còn những cái màu này thì nói thật là tắt hàng vãi trưởng luôn. Cho nên là bây giờ ôm thanh lý thì em cũng chỉ ôm thanh lý những màu đẹp thôi. Chứ ba cái màu xấu ấy, đến lúc thanh lý thì không bán được rồi, sale lỗ vốn thì cuối cùng vẫn mồm ấy. Ví dụ em là set shop kèm màu kèm số điện thoại 100 bao nhiêu ạ? 100 mấy nhỉ? 59.000, em qua mẫu luôn nhá. 159. Bây giờ em lên váy cô gái nhá. Tiếp. Ở đây thiếu, ở đây là cái gì mà nó lại không có ở đây nữa nhỉ? Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gì nhỉ? Kiểm tra lại cho em cái nào. Ôi, tôi chết, chị quên rồi. Em chưa lên được cái váy này đâu. Em phải lên một cái váy mới này này.
lên một cái váy mới này đẹp vãi trưởng luôn. Về cái màu mới đây này, em về cái màu mới này đẹp lắm luôn này. Đâu rồi, đây này, chuẩn hàng hot girl, không sai một ly nào luôn. Mọi người thấy cái họa tiết này không? Về đúng 100 con, có đúng 100 chiếc thôi. Nhanh tay là có hàng, không nhanh là có cái nhìn tôi đấy. Cho em mượn cốc nước là khát quá. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ live stream giúp em để không bị ẩn comment nha. Cho thêm nước đi anh, cho ít nước thế. Đừng ghi là bộ chị đang mặc, ghi là set shop nâu em ạ. Ghi là set shop nâu. Đừng ghi bộ chị đang mặc nhá. Lên, lên mã này, đẹp không? Đấy, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Em lên luôn nhá. Cái này gọi là cái gì ta? Đẹp quá trời ơi, chết mất. Cái này bây giờ sẽ gọi là gì anh? Mã mới đi nhỉ? Không gọi là tay vuông nữa nhỉ? Vì cái này nó họa tiết nó khác hoàn toàn luôn ấy. Nó cũng là tay vuông nhỉ? Họa tiết này nó đẹp lắm. Đây này, mọi người thấy không? Đó, ui trời ơi. Này, xuất sắc chưa? Gọi cho em mã này là váy kẻ to nhá anh nhá. Kẻ to cách số điện thoại. Váy kẻ to cách số điện thoại. Em về đúng 100 cái váy này thôi. Họa tiết này là chuẩn 100% như ảnh em up lên luôn. Họa tiết kẻ to này, không có nhiều đâu, có 100 con thôi. Váy kẻ to cách số điện thoại. Xem lại hộ em không nói em bán váy này là bao nhiêu. Quên rồi. Bán rẻ quá nên dạo này hay quên giá lắm. Ví dụ như là bình thường mà cứ lãi ở một cái mức nhất định ấy, thì em sẽ nhớ lắm. Nhưng mà dạo này toàn bán rẻ ấy, nên không nhớ được giá thật. Váy kẻ to cách số điện thoại em chỉ 100 con thôi nhá. Áo chồng chị mặc mã bao nhiêu? Áo chồng chị mặc gọi là cái gì anh nhỉ? Gấu chữ. Áo chồng chị mặc gọi là gấu chữ. 137.000 váy kẻ to. Váy này em Linh đã từng bán là 222.000 các chị. Cái khi mà em chưa làm được giá rẻ, em bán là 222. Xưởng khác đắt hơn. Ví dụ em mã này là gì ạ? Váy kẻ to cách số điện thoại chỉ có duy nhất một màu này thôi. Còn mấy cái kẻ này thì nó lại là form easy, nhưng nó là kẻ nhỏ và mã của nó là váy tay vuông. Còn duy nhất cái kẻ to này thì em sẽ để mã nó là váy kẻ to luôn, chứ em không để dùng giống mã này nữa để nó đỡ bị nhầm nhá. Váy kẻ to cách số điện thoại form to 70 cân đổi về mặc được 137.000 đấy. Đi cái dép này xong rồi đội cái mũ nữa, đi du lịch quá hợp luôn. Không phải hợp đâu, quá hợp luôn. Lên bộ NY chưa? Bộ NY thì em đang định đang định like này không lên, tại vì là em tưởng là chiều nay hàng về được, nhưng cuối cùng nó có về đâu. Đôi dép có bán không? Em bán hơn 1.000 đôi chị ạ. Dép này ghi giúp em là dép trắng kèm size nhá, 35, 36, 37, 38, 39, 114.000 một đôi. Em bán được quá trời quá đất cái dép này luôn ấy. Lúc đầu không thèm bán, người ta mời em cũng không thèm bán cơ. Về sau rồi bán lại thấy đất hàng quá trời, xong rồi đòi hàng gần chết mới có hàng ấy. Lên chữ trắng ok thì Nguyễn Ngọc này. Mã cách số điện thoại nhá, cứ comment 1-2 lần cho nó chắc nha mọi người nhá. Rồi em qua mẫu luôn nhá. Váy kẻ to này thì chỉ có 100 con thôi, nên em chỉ lên nhanh thôi nhá. Được chưa? Lên áo kẻ cổ tim đi. Kẻ cổ tim là kẻ gì nhỉ? Nhà em làm gì có kẻ cổ tim đâu. Cái này là kẻ ba lỗ chứ. Thì mã của nó sẽ là K10 chị ạ. Dép trắng kèm size. Trời ơi, túi này hôm nay nhà em về, hôm qua về 800 cái túi chị ạ. Nên là bây giờ em cũng không biết là còn không. Em sợ hết rồi ý. Một 800 cái chỉ bán trong một live stream thôi. Em nói thật đấy, chỉ bán một live stream thôi. Zoom em lên rồi. Zoom em lên rồi, bây giờ lên váy gì nhỉ? À bây giờ lên váy này. Váy này đẹp. Váy này, váy này live trước bán được nhiều lắm luôn. Váy này, này, váy này gọi là váy hai túi. Váy hai túi người ta đang xỉ váy này là hàng 18 đấy. Người ta đang xỉ váy này là hàng 18 đấy các chị ạ. Không phải rẻ đâu. Có dép chữ H để gỗ không chị? Hai chữ H để gỗ là dép như thế nào nhỉ? Em chỉ bán duy nhất một mã dép thôi. Còn em không biết chữ H để gỗ là cái dép gì luôn ấy. Váy tăm còn không em? Giờ em còn ít chị ạ. Còn ít thôi, còn mỗi màu mấy chiếc thôi. Chị ấy thì tí nữa em sâu nốt cho nhá. Trời ơi, cái mặt em đang peel ra nó cứ bong ra như da rắn sợ quá này. Nó cứ bong bong từng tảng tảng ấy. Ví dụ em mã này gọi là gì ạ? Váy gì ạ? Váy hai túi kèm màu kèm số điện thoại hợp chưa? Mặc mùa hè này. Đấy, ví dụ như đây là đi du lịch còn đi làm thì mình thay bằng cái giày búp bê hoặc là cái guốc hoặc là cái giày gì đấy nhá mọi người nhá. Ví dụ em mã này là váy gì ạ? Váy hai túi. Anh ơi. Váy hai túi màu đen đâu hết à? Anh Khánh ơi. Vì màu đen là màu em đặt ít nhất nên chắc hết rồi. Váy hai túi kèm màu kèm số điện thoại. Màu này cho em là màu nâu, màu này là màu cốm. Em chỉ còn mỗi màu một ít thôi. Và hàng này cũng không về thêm nữa nhá. Bây giờ em toàn đặt số lượng lớn thôi. Đặt xong là hết là thôi, em sẽ dừng mẫu và em sẽ qua mẫu luôn nhá. Ghi của em mã này là váy màu đen hết phải không? Thử kiểm tra lại xem, không thể treo ở đây nữa. Không biết có phải hết không. Ok, chị Lương Thu Cha Giang. Chị Nguyễn Ngọc ơi, comment một lần thôi. Em thấy chị comment nhiều quá, em nhìn thấy comment mà. Comment ví dụ chắc chắn nhất thì cứ 2 lần là được rồi, không phải comment nhiều đâu. Ví dụ em mã này là gì ạ? Váy 2 túi cốm và váy 2 túi nâu.
Nghe giá nha. 100 bao nhiêu nhỉ? Eo em thề dạo này em không nhớ được giá em bán luôn. Em toàn bán rẻ quá là xong cuối cùng em không nhớ giá. Cái quần bò của em là cái mã là Q5 chị ạ. Mã của nó là Q5. Q5 nhập gần 2.000 quần và hiện tại đang trên đường về thêm 800 quần nữa. Nói chung quần của em trộm vía là ra mã nào là hot mã đấy luôn đấy. Ví dụ em là váy 2 túi nâu và váy 2 túi cốm nhá. Chờ em một tí em hỏi chồng em giá nhá. Hình như có 120 mấy, 130 mấy nghìn thôi, rẻ lắm. Váy này người ta đang xỉ là hàng 18 cơ. Xem lại chạy cái váy này giá bao nhiêu. Cái gì nhở? Giá bao nhiêu nhở? Quên rồi. Màu đen hết à? Màu đen hết nha, em hết đen rồi. Hả? Trời ơi, tưởng 130 mấy, 127 nghìn. Tặng kèm một cái tang này luôn, đi kèm cái váy luôn, 127 nghìn. 127 nghìn một cái váy 75 cân đổ về mặc được. Và váy của em là dài 1m15. Các chị về đo thôi mà đúng không? Không phải hàng trên thị trường người ta chỉ bán đến đây trên gối. Còn hàng của em là qua gối vì hàng em đặt riêng cho các chị mà. 1m15 đấy ạ. Ví dụ em là váy 2 túi kèm màu kèm số 127 nghìn. Trời đất, cái gì ấy sao mình bán rẻ vậy? 127 nghìn. Còn đinh ninh trong đầu là tầm 130 mấy. Nhưng mà không chắc chắn nên chờ chồng xuống để hỏi. Cuối cùng có 127 nghìn. Còn kèm cái tang, cái tang này mất 4-10 nghìn rồi còn đâu. Váy cánh tiên bao nhiêu? Váy cánh tiên là váy gì các chị? Quần ngố thái em đang mặc bên trong đây này là 38 nghìn đây. Line nào cũng mặc hết. Các chị dồn đơn vào và đi đơn. Nhận hàng cho kiểm cả quần luôn. Đẹp thì lấy, không đẹp hoàn lại nhá. Bà nào gấu chưa? Áo gấu em bán quá trời rồi chị ạ. Gấu này gọi giúp em là gấu xịn 3 màu. Em sợ hết hàng rồi đấy. Em chỉ có nghìn mà, gần 1.700 con này thôi. Mặc cái hàng này hàng tàu nó về lâu nên chắc là em chả đặt thêm đâu. Bán thế thôi. À lên lại cái gấu, gấu chữ đi cho em xin. Gấu chữ hai vợ chồng mặc đôi đi. Gấu chữ đây này. Đây, hai vợ chồng mặc đôi nha các chị nha. À, váy đen sau bao nhiêu? Váy đen sau dép mã là dép trắng mà. À váy này gọi là váy cô bé tóc xù. À gọi là gì nhỉ? Váy cô bé. Váy cô bé chị ạ. Váy cô bé đẹp chưa? Này cái áo này hai vợ chồng mặc đôi cho các chị xem nhé này. Váy này về được 1.000, áo này về được 1.200. Mà bây giờ gần hết, em bán một livestream mà bây giờ chắc chỉ còn tầm khoảng 200 thôi là hết, là cũng không bao giờ về thêm nữa. Bởi vì bây giờ em đặt nhiều áo phông lắm chứ không phải là một mẫu hai mẫu đâu, cho nên là hết là em cắt mẫu luôn, em không về lại đâu. Không phải như kéo A100 là bán hơn 5.000 rồi. Đây nhá, anh ra đây đi. Này, hai vợ chồng mặc đôi các chị nhìn thấy không? Đẹp chưa? Này, đằng sau này, đằng trước này. Đấy, chất của nó là chất ruy tàu mà em vẫn hay bán ấy. Anh quay đằng sau đi. Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu chữ kèm màu kèm số điện thoại, anh lấy đủ màu lên cho em. Có treo đủ màu bên dưới không? Gấu chữ kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. Lên áo sọc đi. Gấu chữ kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Lấy cho em cái màu nâu ra đây. Em có tất cả là 3 màu nha các chị nha. Em có tất cả là 3 màu nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 200 con cho 3 màu thì nó không nhiều đâu ạ. Chắc chỉ bán một like đấy là hết. Màu này cho em là màu sữa này. Và màu này cho em là màu nâu. Em có tất cả là 3 màu. Các chị nhìn này, hàng hai mặt. Hàng hai mặt và gì ạ? Chất ruby tàu là hot như nào của nhà em các chị biết rồi đấy. Đấy, hai vợ chồng mặc đôi này. Anh trai em 82 cân còn mặc vừa. 82 kg em vẫn bao vừa cái áo này luôn nhá. Mặc thử rồi thì em mới nói. Ví dụ chồng em thì bình thường, như có như 6 mấy cân thôi thì đó là bình thường. Nhưng mà anh trai em tận 80 mấy cân là thuộc dạng là cân nặng rồi ấy, to rồi đấy, 8 mấy ký mà vẫn vừa. Cam kết với các chị là mặc vừa, các chị nhìn hàng này, đẹp chưa? Em bán bao nhiêu anh nhỉ? 9 mấy nghìn nhỉ? 96 nghìn. 96 nghìn. 96 nghìn một áo. Em bao giá đối với cái hàng chất này này. Chứ đừng so sánh với hàng chất cốt tông tàu là nó rẻ hơn. Ví dụ như cũng là cái áo này nhưng nó là chất cốt tông tàu thì nó chỉ tầm 70 mấy nghìn thôi. Còn hàng của em là hàng chất ruby tàu. Các chị nhìn thấy chất nó khác không? Đây này, cái áo cốt tông tàu lúc nãy của em đâu rồi? Cái áo mà em dơ ra cho khách xem ấy. Đây đây, đây. Em phải dơ ra để so sánh bởi vì hàng này em cũng có. Kể cả các chị thích hàng 7 mấy nghìn em cũng có đây này. Đây là chất cốt tông khô là bán có 75 nghìn. Còn đây là chất ruby tàu này, các chị thấy khác không? Không phải chất cốt tông tàu mà xịn hơn cả cốt tông tàu nữa. Nó là chất ruby, nó có pha cái mặt nhung lên trên nữa nên nó đắt hơn. Các chị thấy khác nhau không ạ? Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu chữ nâu và gấu chữ sữa và gấu chữ đen. Em có tất cả là 3 màu. 100 bao nhiêu? À quên nhầm, 96.000 một áo. 96k. Nếu như mua hai vợ chồng mặc đôi, hai áo, từ hai áo anh ghi luôn cho em 94.000. Ai mua từ hai chiếc là 94.000 nhá. Ai mua từ hai chiếc, bởi vì rất là nhiều chị mua mặc đôi, cho em mua hai chiếc em sẽ tính là 94k. Gấu chữ kèm màu kèm số điện thoại đẹp chưa? Đấy, đeo thêm cái túi cho các chị xem nhá. Em đã nói rồi, em đã không bán thì thôi, em đã bán là yên tâm mà hot. Toàn bán đầu nghìn thôi. Con này cũng về hơn 1.000 con, nói sai mất lọc luôn. Hình như là 1.200 bao nhiêu em không nhớ lắm, nhưng chắc chắn là trên 1.000. Con này là về gần 1.700. Ví dụ em mã này, đấy mọi người thấy chưa?
Đó là lý do tại sao em luôn luôn bán được rẻ, bởi vì em toàn bán số lượng thôi. Nhưng nói thật, đi đôi với cái số lượng này em cũng áp lực lắm chứ các chị. Ví dụ như một lô này nhá, nhập 1.000 mấy mà nhớ như đi trộn vía đắt hàng không nói làm gì, nhớ như mà nó ế nhá, mà nó tồn chẳng hạn, ví dụ như là chỉ bán được có 500 rồi tồn 700 con thì lúc đấy em nói thật cũng sell vỡ mồm luôn. 700 con một mẫu sell bao giờ cho nó hết là các chị, chỉ có sell lỗ mà lỗ sấp mặt luôn thì may ra nó hết được thật luôn. Thế nên là cũng rủi ro lắm luôn ấy ạ. Ví dụ em mã này là gấu gì ạ? Gấu chữ. Các chị có thể mặc với cái gì ạ? Các chị có thể mặc kéo mặc với cái quần ngố thái này này. Ngố thái này là 38.000, mặc này này. Đó, thấy chưa? Ngố thái này là 38.000, mặc như thế này, hai mặt nha. Gấu chữ kèm màu kèm số điện thoại. Màu này là màu nâu, màu này là màu sữa và màu này cho em là màu đen. Chất ruby tàu, nghe kỹ giúp em và bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Túi này của em là 217.000 chị ơi. Này. Nét như Sony luôn. Các chị thấy không? Nét như Sony luôn. Đấy. Xuất sắc nhỉ. Lên áo kẻ cổ tim ấy, nhà nhà em làm gì có kẻ cổ tim, không phải kẻ cổ tim đâu. Cái này là cái ba lỗ ấy, cái này là cái ba lỗ ấy, đâu rồi nhỉ? Đây này. Nó là hàng ba lỗ và mã của nó là K10, không phải là cổ tim đâu. Đây này. Cái này thì cả cái Facebook này bán, thật. Ví dụ như mã này là cả cái Facebook này bán này. Còn ví dụ như mã này là em đảm bảo chưa có ai bán đâu. Nhưng mà nếu mà em có bán giống trên Facebook thì giá của em là tốt, nên các chị yên tâm nhá. Em qua mẫu đây. Túi mã là túi nâu hoặc túi đen, nó có hai màu nhá. Quần ngố thái là 38.000 một quần, lai nào em cũng mặc đây này. Lai nào em cũng mặc, 70 cân đổ về em nhận đơn, vì cái quần này là chất có tông dẻo ấy, chất thái ấy, nên mặc nó vừa mát, nó vừa rộng mà nó lại co giãn nhiều. Bán 2 năm nay rồi, bán mấy vạn quần rồi. Trước bán 5 mấy nghìn cơ, bây giờ là bán câu khách nên bán 3 mấy nghìn thôi. Chị lên bộ kẻ đi, bộ kẻ là bộ gì ta? Bộ kẻ là bộ gì? Em lên hết rồi đây. Cái gì nhỉ? À lên váy đen cô gái, đúng rồi quên. Đây. Anh xem cái chỗ này lúc nãy em treo cái gì ở đây nhỉ? À em treo cái sắt xốp hay sao ấy. Quần xịn đó, quần xịn hình như em còn hàng đấy. Còn quần đùi bò không chị? Dạ em Q5 đây, Q5 của em đây. Q5 này thật sự là bây giờ em nói thật là nếu mọi người đặt mọi người phải chờ nhá. Chứ bây giờ đang thiếu đơn hàng là chưa về đâu. Hàng em xịn đâu, các chị thấy không? Một cái quần này bán 127.000. Trong khi quần này thị trường còn bán 280 thôi. Váy cô bé nhá, váy cô bé hoặc váy cô gái gì được. Lên áo kẻ có cổ đi, ừ đúng rồi. Cái đấy chắc là còn ít thôi vì cái đấy em bán like trước rồi. Mà cái đấy hàng không về thêm nữa thì chắc chỉ còn ít thôi. À anh lên lấy sơ mi cộc đi, anh sơ mi cộc hôm nay về hàng ấy không biết có không, chia đơn không có. Hết sạch luôn, không còn tí nào luôn. Vãi. Này mọi người nhìn giúp em là đẹp chưa? Váy này ghi giúp em là váy cô gái. Chất này của em nó là chất cốt tông 4 chiều và hình in này là hình in pet. Cũng là hình in pet luôn, hình in pet là hình in nhiệt đấy ạ, thì nó đắt hơn cái hình in thường. Vì những cái hình in to thì phải hình in pet nó mới đẹp. Hình in thường nó sẽ hay bị dính và bị bong. Ví dụ như hình nhỏ thì in thường được. Ví dụ em mã này gọi là váy cô bé, đợt trước có cả ghi nhưng bây giờ hiện tại đang hết ghi và em còn đen thôi và mai sẽ về thêm ghi. Chị nào biết màu ghi thì chốt nhá. Anh đọc cho em cái giá ấy, hình như có 118.000 thôi phải không? Xem lại giá của em ấy. 120.000 ấy, không phải. Váy này nhập vào hơn 100.000 váy rồi. 129.000. Ví dụ em mã này là váy cô gái đen và váy cô gái ghi, nhưng màu ghi về không còn, một cái mẫu là cũng không còn luôn. Vì là em nhập màu đen nhiều hơn. 200 đen và 100 ghi thì màu ghi nó lại hết trước. Ví dụ em mã này là gì ạ? Váy gì ạ? Váy cô bé đen, cách số điện thoại, form dài 1m15. Form dài 1m15 và hình in pet nha các chị nha. Rep trắng size 35 ok chị. Tú Anh Nguyễn em thấy chị không thì em có thấy nhá. Áo ngực chị ghi giúp em là áo ngực có dây, cách số điện thoại ạ. Chị ghi giúp em là áo ngực có dây, cách số điện thoại nhá. Áo ngực mã là áo ngực có dây giúp em. A77 có tất cả là 4 màu. Mãi về... Hả? Áo ngực có size, anh lấy áo ngực cho em chưa? 34, 36, 38. Áo ngực có size 34, 36, 38. Và hàng này của em nó là hàng, tức là hàng công ty Việt Nam đặt sản xuất tại Trung Quốc. Và đến giờ phút này em Linh đã nhập hơn 5.000 cái áo ngực này rồi. Em thanh toán một lần là mấy trăm triệu tiền áo ngực luôn. Em nói sai mất sạch lọc luôn. Em không chém gió là đưa đây cho em trước đi, xong rồi lên lấy cái màu đen nữa đây này. Hôm qua, bây giờ dưới ô tô của em vẫn còn 500 chiếc kìa, còn chưa cả, chưa có thời gian kiểm hàng luôn. Hàng về liên tục, đây này, các chị thấy không? Áo ngực của em đang mặc bên trong này. Thật sự là 31 năm cuộc đời chưa bao giờ em mặc gặp được cái áo ngực nào mà mặc đầy ngực như cái áo ngực này luôn, chưa bao giờ. Và cái câu này là rất là nhiều khách hàng của em đã phải thốt lên là như thế đấy. Vì là em nói thật là từ áo ngực rẻ ngày xưa em mặc chán rồi, đến bây giờ áo ngực đắt em cũng mua hàng Nhật rồi, hàng trong trung tâm thương mại 500-600 nghìn một cái áo ngực thì cũng thuộc dạng là đắt rồi mà. Nhưng mà mặc thì nó chỉ có là nó thoải mái nhưng mà nó không nâng ngực được.
Còn cái này này, mặc nó vừa nâng ngực và nó vừa thoải mái. Hàng cái này là hàng của công ty Iris của Việt Nam mình. Và người ta ra mẫu thiết kế, sau đấy người ta đặt sản xuất tại Trung Quốc thì nó mới được giá tốt. Còn nếu như áo này mà cũng sản xuất nhầy mà ở Việt Nam thì chắc chắn giá nó sẽ cao hơn. Giá niêm yết của công ty là 199.000, các chị nhìn rõ không? Hàng này em nói thật là các chị đi tìm trên thị trường ít người bán lắm. Chủ yếu cái này người ta bán trong trung tâm thương mại với cả chắc các shop thôi. Live stream mà không có ai bán đâu. 34, 36 và 38. 34, 36 và 38. Mặc siêu đầy ngực và nâng ngực luôn. Đây nhá, 34, 36 và 38 em bóc cho mọi người. Chủ yếu là em bán hai màu đen da thôi, còn màu đỏ là em bán kèm. Chị làm 4 cái, 2 đen 2 da rồi, mặc phê thật linh cạ. À em cảm ơn chị nha. Em ơi cảm ơn chị rất là nhiều. Em live stream nào mua hàng cho em luôn ấy. Màu này cho em là màu đen, màu này cho em là màu da và màu này cho em là màu đỏ nhá. Em có tất cả là 3 màu. Áo chị mặc các cái chị mặc là váy, gọi là váy cô gái em nhá. 129.000, form rất là to luôn. Đây này, màu này cho em là màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ này thì nó sexy, nhưng mà có điều là nhiều chị sẽ không màu đỏ đâu. Chủ yếu là mua hai màu này thì màu này em vẫn bán kèm. Người công ty có thì em vẫn nhập. Nhưng mà màu đỏ thì em chỉ mà ví dụ nhập mỗi size mấy chục thôi. Còn như con này là cứ một lần là mỗi size là mấy trăm chiếc. Kiểu em mã này là áo ngực có dây kèm size 34, 36, 38. Giá niêm yết của công ty là 198.000. Để làm gì các chị biết không? Để về người ta bán trong shop, người ta bán trong trung tâm thương mại, người ta bán nguyên giá này chứ không giảm 1.000 nào. Còn em là được tính về giá rẻ hơn cả đại lý, bởi vì em chơi thân với cái chị này 5 năm rồi. Và tất cả những cái gì tốt chị đều giới thiệu cho em, và em bán là trộm vía đều đắt hàng hết. 98.000 một áo. 98.000 một áo. Áo ngực có dây kèm màu kèm size, nhận hàng, bóc hàng ra, kể cả áo ngực đừng có ngại. Bóc hàng ra sờ áo ngực thoải mái luôn, không bao giờ giống, em nói luôn này. Đừng so sánh với hàng 50.000, 40.000 ở ngoài thị trường. Không bao giờ giống được, em chắc chắn luôn là không bao giờ giống được. Còn ví dụ như gà 40-50 nghìn ngoài thị trường, ngoài chợ thì thôi em bán làm cái gì, các chị đi ra chợ mua cho nhanh. Tự nhiên mua có live stream làm gì cho mất 30.000 tiền ship, đi ra ngoài chợ quê, chợ thành phố, chợ nào cũng có 40-50 nghìn một cái áo ngực thôi. Nhưng nó chắc chắn là nó không giống cái áo ngực này, nên là em mới mất công em bán, mà em mới bán được hơn 5.000. Chứ cần nói thật, nếu như áo này của em mà giống 40-50 ngoài chợ, các chị mua một lần cho các chị sau đấy các chị chửi vào mặt em ấy, làm ăn mất dạy ấy. Người ta ngoài chợ bán 50 mày bán 100.000, không bao giờ tồn tại nổi đâu ạ. Áo ngực có dây kèm màu kèm size, hoặc áo ngực có không, bên em không tư vấn size áo ngực, mọi người phải tự lấy size nhá. Vì là cái này là thuộc đỏ, thuộc vào vòng số đo, chứ nó không có liên quan đến cái gọi là gì nhỉ, cân nặng được, cho nên là bên em không có tư vấn được đâu, các chị thông cảm nhá. Ví dụ như quần áo là tư vấn được, chứ còn áo ngực là chịu à, mặc áo nào lấy áo đấy, là lấy size đấy nhá. Chứ là ví dụ có những người gầy nhưng mà ngực to, có những người mập nhưng mà ngực nó lại bé. Đây này em đang mặc này, các chị thấy không? Em nói thật là em Linh không có ngực, các chị thấy chưa? Mặc này, các chị có thể xem lại cái like mà những cái like mà trước khi em bán cái áo ngực này thì em mặc những cái áo ngực của em ấy. Cuộc đời chưa biết có khen ngực là cái gì, nhưng các chị thấy không? Đấy, bây giờ em mặc áo em bán á. Áo này là hôm nay mặc từ nhà chứ không phải mặc ở shop đâu. Vì là hiện tại là em mặc cả áo em có sẵn và có cả áo em bán. Tại vì có những áo mà mua đắt tiền bây giờ bỏ phí ấy, thì em vẫn mặc bình thường, mặc cả hai loại. Tiếp nha. Bây giờ em lên một mã tiếp theo là lên cái gì nhỉ? Lên lên cái váy tơ này đi, váy tơ xanh lá đẹp vãi cả trường luôn. Hôm nay về hàng thêm này, các chị thấy chưa? Về hàng thêm nhưng mà có một cái màu cốm đẹp lắm, nhưng mà lúc nãy em mặc mọi người chốt nhiều quá rồi. Bây giờ em không dám mặc nữa. À, lên A100. A100 thật ra là vẫn còn một chuyến. Vẫn còn một chuyến, nhưng mà cái đấy là em đang nợ đơn cũ, nên là sau khi chia xong chắc không còn mã đây này, mọi người thấy không? Em cho các chị kiểm hàng về, các chị cứ mặc đi. Nếu như mà thật sự mặc áo ngực nhà em mà không thích ý, cứ thấy em livestream là vào bóc phốt, bảo mày quảng cáo, chứ thật ra mặc có do cái đếch gì đâu. Nói chân thành luôn ấy, em đảm bảo các chị nghiện. Em nghiện thì các chị nghiện, chứ có cái gì đâu mà. Mọi người cứ mặc thử mà xem em nói có đúng không. Lên áo phông Linh mua cho chồng mặc luôn. Đúng rồi, áo phông nhà em bây giờ chồng em nghiện luôn ấy. Từ cái ngày mà em chuyển hướng sang hàng đẹp ý, ông ấy suốt ngày lấy mặc. Ngày xưa hàng 7X ông ấy không mặc đâu. Ý của em mã này là gì ạ? Đây này, đẹp chưa? Váy tơ kèm màu kèm số điện thoại, em có tất cả là 3 màu, nhưng hôm nay mới về thêm cái màu cố này đẹp kinh khủng. Cái màu xanh lá này đắt hàng, em mới gọi thêm đấy. Cái đai này gọi là đai D1 50k nhá, 50k em bán kèm. Ghi ở em mã này là gì ạ? Váy tơ xanh lá, váy tơ cốm và váy tơ nâu 139.000. Váy này em đã từng bán là 222.000. Livestream cũ nhà em không xóa, các chị cứ xem lại thoải mái luôn. Quần ngố thái em đang mặc đây này 38.000 một quần, bán từ hai quần và dồn đơn với sản phẩm khác, chứ mua mình hai quần bên em cũng không bán đâu. Rồi bây giờ em sẽ lên lại A100 một lần nữa nhá. Thì có lẽ là đây sẽ là livestream cuối cùng của A100 rồi, vì là em vẫn còn 500 chiếc chưa về. Thế nhưng mà 500 chiếc đấy là 500 chiếc em đang nợ đơn của cái màu xanh ấy, chứ không phải là còn dư nhiều đâu, còn dư ít thôi. Chắc là like nốt like này, chứ chắc các chị cũng nhàm chán với cái áo A100 của em lắm rồi nhỉ.
Nhưng mà nói thật, bây giờ em lướt Facebook toàn áo A100 nhà em thôi, lướt nhiều lắm luôn ý. Váy tơ nâu, váy tơ cốm và váy tơ xanh lá hôm nay về được cái màu cốm này đẹp nức nở luôn ấy. Em phải dừng, em không hề nói quá luôn, cái màu cốm này đẹp nức nở luôn á. Mọi người chia sẻ livestream thả tin thả like cho em với nha. Đây bây giờ em lên màu cốm nha. Lên mã quần dài đi shop ạ. Quần dài em vừa lên rồi chị ạ, để em xem là chị có áo polo không, polo kiểu gì chị nhỉ? Áo ngực có dây kèm màu kèm size nhá. Không có, bên em không tư vấn size áo ngực đâu. Mọi người phải tự lấy nhá. Màu xanh lá này cũng đắt hàng nên em mới đặt thêm chuyến thứ hai đấy. Chứ còn như màu hồng, màu vàng không đắt hàng lắm mà em không đặt thêm đâu. Nên cái gì mà em đã về thêm lô nữa thì có nghĩa là nó đắt hàng. Màu xanh lá mà các chị mặc đi du lịch thì quá là hợp lý luôn đấy. Được chưa? Áo nâu sau bao nhiêu? Áo nâu sau là mã nào chị nhỉ? Mọi người thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em với nha. Thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em với nhá. Facebook dạo này bóp tương tác quá. Không biết là mình tồn tại được đến lúc nào luôn ấy. Thề dạo này Facebook bóp tương tác lắm các chị ạ. Bóp dã man, bóp luôn. Nhớ thả tim thả like để không bị ẩn comment nha các chị nha. Nhớ nha. Polo có cổ. Đây nha, em mặc màu cốm này. Tại vì cái màu cốm này đẹp nên là nếu mà có thiếu đơn thì em vẫn sẽ mặc, xong em lại đặt tiếp cho các chị. Yên tâm. Còn quần tam giác không? Dạ em mai em sẽ về 500. Ngày mai em về 500. Thì tải kho em còn một cái quần mẫu thôi, nhưng mà ngày mai lại về 500. Nên là các chị cứ chốt đi, không phải lo. Em mà đã lên thì có nghĩa là phải có hàng thì em mới lên. Chỉ là giả sớm hay là giảm muộn một tí thôi nha. Còn đai xích không? Dạ em còn đai xích. Còn đai em đang đeo này gọi là đai D1. Có một cái đai nữa gọi là đai xích. Em có hai loại đai. Đây nha. Đây này các chị mặc này cho em, để xinh chưa? Cái màu cốm này trời ơi đẹp nức nở luôn. Đấy các chị thấy chưa? Màu cốm này. Nói thật chứ cái màu cốm này là còn lại cốm kiểu cốm nhạt 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 chứ không phải là cốm đậm đâu. Váy tơ bữa em mua ở shop đúng 300k luôn. Sao em lại dại dột thế hả em? Trời ơi là trời đây này. Mọi người nhìn em mặc cái màu cốm đẹp không? Trời ơi như công chúa luôn ấy. Đấy, đi du lịch này. Trời ơi sao mình mặc cái màu cốm này đẹp thế nhỉ? Em tự cảm thấy là em mặc cái váy này quá đẹp luôn đấy. Các chị nhìn nào, màu cốm này. Cái đai này 50 gọi giúp em là đai D1. Đai D1. Cái này gọi là đai D1. Trời ơi. Váy này mặc không cũng đẹp, không cần đai. 80 cân cũng vừa. Chất tơ nhá, các chị nhìn này. Chất tơ 139.000, 3 màu. Mua được ở đâu rẻ hơn nữa thì hoàn hảo lại. Màu em đang mặc là màu cốm, màu này màu đen. Và cái màu em vừa cởi ra đấy là màu xanh lá nhá. 3 màu 139.000, chị nào lấy chất luôn nhá. Em qua mẫu đây. Trời ơi đẹp quá. Mình tự cảm thấy là mình mặc cái váy này quá đẹp. Tại vì do váy đẹp ấy. Không phải do em mặc đẹp đâu. Ok, bây giờ em lên lại quần sóc bò đấy nhá. Vẫn nhiều người chưa mua được cái quần đấy lắm. Làm gì có hàng mà mua các chị? Cháy hàng luôn, không có hàng mà mua luôn đấy. Quần của em đây này. Quần này này. Và các chị đi ngoài thị trường em đảm bảo không ai có quần này đâu. Hàng em đặt riêng cho các chị làm sao mà có được. Làm sao mà có được. Nếu mà có được ấy thì cũng phải là người ta thấy em bán đắt hàng rồi người ta mới đặt theo. Thì cũng còn mỏi mệt mới có hàng. Đấy là em nói thật. Nếu như hàng em lấy sẵn thì nó là hàng khác, rẻ hơn. Đây nhá. Quần này ghi cho em là quần Q5. Trời ơi, em chưa thấy khách nào chê luôn. Em bán đến giờ phút này là 1.000+ con rồi. Mà với đang thiếu đơn nhiều lắm. Nhưng mà em đang đặt tiếp 800 con nữa. Và hàng sắp về rồi, em đặt cách đây phải 3-4 ngày rồi. Bây giờ cũng sắp về rồi đấy. Đây nha các chị nha, nhìn giúp em này. Q5 kèm màu kèm size. Hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size. 127.000 con Q5 này đầu la em mặc, trời ơi nó hot dã man, là hot luôn. Ví dụ như con Q5 này các chị có thể mặc với áo phông, các chị có thể mặc với áo len. Các chị có, nói đơn giản nhá, mặc với áo dây em đang mặc đây. Áo dây thái này là 30.000 một áo. Hai màu là màu trắng màu đen. Gọi là áo dây thái. Đây mặc một cách đơn giản, ví dụ đi biển hay là đi chơi, đi ăn uống buổi tối ấy. Vì em muốn buổi tối em thấy chị em hay ăn mặc mát mẻ kiểu áo dây thôi ấy, chứ không cần phải mặc gì nhiều đâu. Mặc cái áo dây này có 30.000, màu đen và màu trắng, ghi giúp em là gì? Áo dây thái. Áo dây thái mà mặc này xinh dã man, có 30.000 mà mặc nhìn sang chảnh vãi trưởng luôn. V2 mới về hai màu đây chị này, 128.000, tranh thủ chốt đi, gần hết rồi nhá. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Q5 gấu xịn là 3 màu, màu xanh, màu hồng, màu đen. Gấu xịn thì chắc là hết rồi đấy, có 1.700 con thôi. Điều hòa như không anh nhỉ? Điều hòa 18 độ như không, sợ quá. Đây nhá. Các chị đi chơi các chị mặc đơn giản này chứ cần gì mặc gì nhiều. Thật đấy, mùa hè mặc áo dây thì bình thường, có gì hở hang đâu. À, mặc với A100 đúng không? Quên. Em xin phép lên A100 nhá. Anh không đưa màu nâu với màu xanh cho em à? Đưa mua hai màu này.
A100 không đưa màu nâu với màu xanh à? Lấy nó trên kia đi, ngày mai hàng về mà. Này lấy nốt cái A100 xanh trên đấy xuống đây cho em. Màu nâu anh mặc rồi à? Màu nâu nó chỉ còn mấy chục thôi. Đây, mọi người biết không? Màu xanh chỉ còn duy nhất một chiếc trên móc. Bây giờ em phải tháo nốt chiếc này xuống để mặc mẫu đấy. Nhà em hết sạch không còn một chiếc nào. Và áo này tổng số lượng em lên nhập đã là hơn 5.000 cái A100 này rồi. Nhiều chị chắc nghĩ em chém gió, chưa biết em hay chưa mua hàng em bao giờ chắc nghĩ em chém gió. Đây này, người nhìn này, thấy không? Bây giờ chồng em phải tháo nốt cái trên móc xuống thì mới có áo để mặc mẫu được các chị đấy. Này, nhìn hàng nhà em này, thấy không? Xuất sắc chưa? A100 kèm màu kèm số điện thoại. Tranh thủ chốt nhanh lên ạ, bởi vì ngày mai sẽ về 500 chiếc màu xanh cuối cùng nữa là hết sạch hàng, không có hàng nữa. Em không đặt nữa đâu, kể cả có bán được nữa em cũng không đặt nữa. Bởi vì là em phải an toàn một tí chứ, đến khi nhá bán 5.000 ngon đến lúc biết đâu đặt thêm 1.000 cuối cùng nó lại ế nó vỡ mồm thì sao. Bởi vì bây giờ á, thị trường bán áo này nhiều lắm rồi, em thì em bỏ mẫu đến nơi rồi. A100 kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu xanh, màu chồng em đang mặc là màu nâu, màu này cho em là màu sữa và màu cuối cùng là màu đen. Nhưng mà chỉ có duy nhất màu xanh là ngày mai sẽ bày 500, còn tất cả những màu khác thì gần như là gần hết rồi. Chỉ còn mỗi màu mấy chục nữa là hết. Màu sữa đẹp chưa? Này ui dồi ôi, màu sữa này, em mặc thêm màu sữa nữa nhá. A100 kèm màu kèm số điện thoại. Em đã từng bán là 98.000, không giảm 1.000 nào đúng không? Về sau em bán 2 áo là em giảm được 2.000 hay sao? Hôm nay em chốt cho mọi người áo này trong live là 94.000, chưa bao giờ em bán giá này. Chưa bao giờ em bán giá này luôn, 94k các chị nhìn hai vợ chồng mặc đôi này. Chồng em đang mặc màu nâu nhá, và em đang mặc màu xanh. Ngoài ra có cả màu trắng và màu sữa, màu đen và màu sữa nữa. Đây này, hàng in hai mặt, in sau lưng, in đằng trước và in hai tay. Mọi người cứ để ý mà xem có phải em là cái đứa livestream mẫu này đầu tiên trên thị trường không. Bây giờ thị trường bán mẫu này cực kỳ nhiều rồi, nhưng mà mọi người cứ mua thử về xem, nếu như có rẻ hơn của em, mọi người cứ mua thử về xem cái chất, cái hình in, cái form, cái dáng nó có giống hay không nha. Kiểu em mã này là gì ạ? A100 sữa, A100 xanh, A100 nâu và A100 đen. Đây, bốn màu đây. Cái màu xanh em mặc là cái mẫu cuối cùng ở đây luôn ấy, không có một chiếc nào ở đây nữa luôn. 94k cho chuyến hàng cuối cùng, chị nào lấy thì chốt nốt nha. Em chỉ về nốt ngày mai 500 cái xanh nữa, còn tất cả những màu khác là không bao giờ về thêm nữa. Em bỏ mẫu luôn rồi. Bây giờ em bán xong bao nhiêu mẫu mới rồi, bán hơn 5.000 con thì lưu luyến gì nữa mà bán nữa. Các chị bán thế là quá đủ rồi. Quá gọi là ngoài cái sự mong muốn của em rồi, không mong muốn gì hơn đâu. Q5 em có hai màu. Cái Q5 đen của em đâu anh nhỉ? Q5 là em có hai màu, màu đen và màu gì? Màu đen đây. Màu đen và gì? Màu đen và màu xanh nha các chị, nhìn hàng nhà em này, thấy chưa? Q5 nhà em đây này, các chị thấy chưa? Em không dám mặc màu đen nữa luôn đấy. Đây, màu này cho em là màu đen này. Và màu em đang mặc là màu xanh, hàng đẹp dã man luôn. Hàng xịn sò, 127.000 một quần. Mua thêm cái đai này thì ghi là kèm đai thì sẽ thêm 10.000. Còn đây này, đây là cái hàng rẻ này. Hàng này nhập vào chỉ có 70.000 một quần thôi. Form nó bé hơn, chất nó khô hơn và nó chưa xử lý hết mùi nó rất là hôi. Đây này. Đây, ví dụ như quần này em sẽ bán ra là tầm 80 mấy nghìn thì nó là rẻ so với cái chất lượng này rồi, nhưng em bán chất lượng cao hơn, mọi người thấy không? Màu này ghi giúp em là gì ạ? Quần này gì ghi là gì ạ? Q5 xanh và Q5 đen. Đến giờ phút này đang thiếu một đống đơn luôn ấy. Nhưng mà sắp về thêm 800 cho nên là em vẫn cứ mạnh dạn em like. Các chị chỉ khó chờ chút xíu 2 3 ngày thì cũng chịu khó chờ giúp em nhé. Kiểu em mã này là Q5 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhé, mấy chút size. Chăm xin lại cái áo, đây áo này nhá. Áo này tối nay bán nhiều vãi trưởng luôn. Áo K10 này tối nay bán nhiều vãi cả trưởng luôn. K10 này này. Bắt hàng thế chứ này. A100 ok, quần Ngô Thái là 38.000 chị ơi. Q5 nay em mới nhận được, xịn thật sự. Chị cảm ơn Như Ý Hà nhá, em nói rồi. Em chưa thấy một ai chê cho hoàn hàng lại. Đã nhận Q5 chất đẹp vãi trưởng, em cảm ơn chị Thủy Vẹt đấy, các chị thấy chưa? Em nhận Q5 rồi, đẹp xuất sắc luôn. Em đang chờ đẻ xong mới mặc được đây. Cảm ơn Kim Chi này, trời ơi sao toàn khen. Anh và anh đọc comment kìa. Em nói rồi, cái này em tâm huyết vô cùng. Thị trường không có mã này đâu, không có. Hàng em đặt riêng, hàng em đặt form to. Em không bán hàng form 5 mấy cân mà em bán form 60 mấy cân cơ. Cho nên bắt buộc em phải đặt riêng. Thì đặt số lượng lớn thì mới được giá tốt. Còn quần này hot girl toàn bán 280 thôi. Các chị không tin, các chị cứ đi tham khảo thị trường xem. Hàng y xí này em đố các chị mua được ở đâu rẻ hơn. Cái Q5 này của em nhá, khi mà em chưa gì ạ, khi biết thế hôm trước đặt hai cái Q5, chị mặc giống K10 có tay đi ok. Khi mà em chưa tung mẫu này ra thị trường, em đã đặt 1.500 con. Em đã đặt 1.500 con rồi nha các chị nhá. Khi mà chưa tung ra bán thử luôn ấy, tức là chưa cần biết là mình tung ra có bán được hay không, thì em bắt buộc phải đặt như thế. Chứ số lượng hàng bò mà mọi người bảo bây giờ bán xong mới đặt á, thì có đến mùa quýt mới có hàng giả khách.
bắt buộc phải đặt số lượng lớn, kể cả là áo phông nhà em thế, kể là đồ bộ hay là đây, như quần này là đặt 1.500 con, nói sai mất lọc luôn. Em không chém gió đâu mà. Cái nào về được 50 thì em bảo em chỉ có 50 thôi. Các chị biết, các chị thích thì lấy sớm hoặc là hết hàng. Đây mọi người nhìn cái set em mặc có chuẩn hàng hot girl không? Len hàng tàu nha các chị nhận này. Trời ơi, cái set này em mặc đẹp quá anh ạ. Xuất sắc nhỉ, mặc cao vãi trưởng luôn này. Mặc nhìn xinh vãi trưởng luôn. Mặc dù là em vừa lùn vừa hơi mập mập một tí. Q5 xanh mặc với K10, K10 này 95.000. Rồi em sẽ mặc sang hàng có tay. Có tay này lúc nãy em đặt mã là gì anh nhỉ? K20 à? Đây, có tay này là hàng K20. Đây, K20 đây, đẹp chưa? Em mặc size S thôi, nhưng mà hôm trước em đeo cái đai nó bị rơi với cái mác rồi. Còn như em 48 cân thì em chỉ mặc size S thôi mà. Bởi vì size to nhất tôi lên đến tận 63kg mà. Cái thắt lưng này là 10.000. Thì em chỉ gọi là mua có mấy chục thôi. Chị nào thích thì mua kèm vào. Ví dụ như có những chị thấy cái thắt lưng này hợp với cái quần này mà người ta có nhu cầu mua thì đấy. Còn cái quần em ship cho các chị là không có kèm thắt lưng đâu nha. Vì là bây giờ nếu mà kèm thắt lưng thì em sẽ bán thành 137. Mà em nghĩ rằng là có nhiều người ta không thích thắt lưng, thì ai thích thì có thể mua, còn em không bắt buộc, không có nghĩa là nó sẽ không có ở trong cái quần này, mà bắt buộc phải mua riêng là 10.000 một cái thắt lưng. Thì em nhập 10.000 thì em bán 10.000 chứ em, mọi người nghĩ lại lãi lời gì cái thắt lưng 10.000 bạc đâu. Bán là bán lãi quần áo thôi. Đây này, áo này sẽ gọi là K20, cái này cũng hàng hot girl. Đây, K20 cách số điện thoại. Em mặc nốt K20 này. Nói chung là cái áo này bây giờ đang hot rầm rộ trên Facebook ấy. Thế nên là không phải mình em bán đâu, mấy kéo len này thì cả cái Facebook này bán. Chỉ có áo phông rồi hàng kiểu các thứ thì có nhiều mã là ít người bán thôi. Chứ ví dụ như mày kéo len thì ai chẳng bán. Nhưng quan trọng là ở đâu hàng đẹp ok, chuẩn hàng tàu mà được giá tốt thì các chị mua. Ví dụ các chị thấy trên thị trường ai bán rẻ hơn em thì các chị cứ chỗ rẻ mà mua, chỗ nào cho kiểm hàng thì mua. K20 đẹp dã man, cảm ơn Phanh Nguyễn nha. Đây này, đẹp chưa? K20 cách số điện thoại. Đó, các chị mặc này. Đẹp chưa? Chuẩn hàng hot girl không? Đó, K20 em bán có bao nhiêu anh nhỉ? 100.000. 100k K20 100k. K10 là 95.000, K20 là 100.000. Không mua nhanh còn cái nịt thôi. Q5 là em có hai màu, màu đen và màu xanh. Màu đen và màu xanh. Đây Q5 đây. Q5 màu em đang mặc là màu xanh và màu này là màu đen. Các chị nhìn hàng nhà em nhìn kỹ này, nhìn kỹ từng chi tiết của cái quần này. Đó, thấy không? Xuất sắc không? Thêm cái đai vào nữa là hết nước chấm. Còn đây là hàng rẻ hơn này. Đấy, hàng rẻ hơn người ta mời em nhưng em không bán. Em không bán. Tôi chết cha rồi, có một mã polo đẹp vãi, bây giờ có nên lên không nhỉ? Hả? Thôi để like sau đi. Bây giờ like nó lại thành nó mẫu cũ. Vì nhiều mẫu quá, bây giờ thôi để like sau để dành coi như là mã mới luôn. K20 kèm mua hàng nhà Linh không bao giờ thất vọng luôn. Cứ xem là mất tiền, em cảm ơn chị Đinh Anh nhá. À, kẻ nhỏ hơn bên cạnh áo chị mặc là cái nào? À cái này là áo gấu kẻ, áo gấu kẻ, áo phông. Cháy hàng luôn rồi, sợ quá cơ ấy. Áo đấy gọi là gấu kẻ, áo này like đầu tiên em bán được 1.000 con. Đây, bóc cho các chị xem nhá. Cái này của em nó là hàng tàu. Chính vì thế mà em phải nợ đơn khách đến 8-9 ngày em mới là đơn, em nóng hết cả ruột luôn đó mọi người. Đây, cái này của em là hàng tàu. Còn như cái áo kẻ hàng Việt Nam đây này, em lại để đi đâu rồi? Tìm hộ em. Đây, áo kẻ này này. Đây nó cũng là kẻ gấu này, nhưng kẻ gấu này nó là hàng Việt Nam này. Gấu kẻ này, đây là hàng Việt Nam. Cái chất mọi người thấy khác chưa? Đấy, cái này là hàng Việt Nam này. Còn đây là hàng tàu này. Thế cho nên là nó mới phải chờ lâu, chờ 8-9 ngày mới giả được đơn ấy. Nhưng mà nợ tận 785 áo mà chỉ có 30 khách hủy đơn thôi. Chỉ có 30 khách hủy đơn là thật sự là quá là hạnh phúc rồi. Chứ em nói thật, tầm đấy mà có 700 khách hủy đơn thì em phải chịu, chứ em chả làm gì được. Bởi vì là em cũng nói trước là các chị, nhưng mà kéo dây này mặc với quần bò đẹp nhỉ, nhìn đẹp thích nhỉ. Kéo dây có 30.000 mặc với quần bò 127.000, thêm cái thắt lưng 10.000 làm điểm nhấn nữa. Quá trời là tuyệt vời luôn đó mọi người. Len kẻ hôm trước là cái mác len kẻ đấy là đang hết rồi. Nó là kẻ nhỏ hơn và cái đấy em đang vẫn chưa về. Hàng tàu nó lâu lắm chị ạ, bán hàng tàu nóng ruột lắm. Nhưng mà bây giờ bí mẫu quá cũng phải bán ấy. Đây này, gấu kẻ cách số điện thoại 112.000. Áo này em mua ở Việt Nam nhé. Khi em chưa bán em mua lẻ ở Việt Nam là 200. Em không nhớ 200 bao nhiêu nhưng chắc chắn là trên 200.000. Nhưng mà lúc đấy thì cũng không có ý định bán, chỉ ý định mua mặc thôi. Nên cũng không, ôi dồi ôi, cái túi của em quay dài đây. Nên em không để ý giá lắm nhưng chắc chắn là trên 200.000. Đây, gấu kẻ cách số điện thoại hàng tàu nha các chị ơi, 112.000. Em đảm bảo với các chị là áo này ở Việt Nam mình ấy, chỉ có Facebook, chỉ có Hot Girl bán thôi. Còn bán live stream như em không có hàng này đâu. Các chị nhìn cái chất của cái gấu kẻ, nó là hàng đắt, hàng tàu đây này. Nhìn cái chất khác không? Đây nhá. Nên là em thấy cái, những cái kiểu live stream giống như em mã này người ta không có bán đâu. Các chị nhìn kỹ hàng này. Cái vân kẻ, cái chất vải nó khác lắm. Đây này, giống như cái áo mà em chụp ở trong villa trong Đà Nẵng. Chính là cái áo này này.
Đây. Mọi người thấy cái vân vải và cái áo nó khác hoàn toàn so với một cái áo cũng gấu kẻ nhưng hàng Việt Nam này, thì cái này em cũng có bán, nhưng cái này là em bán thành set. Và lúc đấy cái này là bỏ mẫu rồi, cái này còn một bộ bom về thôi. Nhưng mà để so sánh với các chị là nó chất khác nhau hoàn toàn luôn. 112.000, gấu kẻ cách số điện thoại 112.000. Nợ 785 đơn các chị ạ, sợ vãi không? Nhưng mà em giả hết đơn rồi. Hôm qua là giả hết đơn rồi. Hôm nay là còn về tiếp được 200 thì nó tức là một ngày nó về một ít, một ngày nó về một ít chứ nó không về cùng một lần. Một ngày nó về một ít. Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại form này. Ví dụ một bao về được khoảng 200 300 như thế. Đây này, 75 cân vẫn vừa, không vừa hoàn hàng lại nhá. Còn CV8 không em có hả? CV8 em còn chị ơi, váy tăm phải hôm nào sell nốt thì em không bán nữa đâu. Váy tăm, chị Linh ơi sâu lại màu mũ đi, anh ơi lấy màu mũ của em với. Màu này ghi giúp em là mũ sữa này, màu này ghi giúp em là mũ nâu và một màu nữa là màu. À màu này là mũ kem, em xin lỗi. Màu này là mũ kem này, màu này là mũ sữa, màu này là mũ nâu này. Mũ này cả nhà em, từ em này, mẹ đẻ này, mẹ chồng này, bạn thân này, đến em này, đều đội, chị dâu này, đều đội cái mũ này. Cả nhà luôn. Bởi vì nó vừa đẹp mà kiểu hàng của nhà chồng được ấy, em cứ tặng mỗi người một cái. Ví dụ em mã này là gì ạ? Gấu kẻ cách số điện thoại và mũ em đang đội là gì ạ? Mũ gì ạ? Mũ nâu cách số điện thoại. Ừ, áo này còn, áo này muốn về thêm. Đây lên con này đẹp vãi chồng rồi. Về chuyến cuối cùng, anh lên lấy trên kia đi. Lên lấy trên kia cho em một cục xuống đây. Em nói thật với các chị này. Các chị biết tại sao đợt này em bắt in vào gần. Giờ này em bị líu rồi. Em nói em toàn líu rồi. Đây này, đẹp chưa? Chị biết tại sao mà đợt này em bán ít áo Thái không? Bởi vì là thị trường bây giờ nó ra hàng rẻ, nó không đẹp bằng nhưng mà nó rẻ hơn. Thế nên em chả thích bán nữa. Ai hiểu thì người ta sẽ mua thôi. Chứ còn em thừa sức, em nói thật này, em thừa sức em nhập được hàng rẻ hơn mười mấy nghìn một áo. Em nói sai mất lọc luôn nha. Nhưng không nhập bởi vì cái hàng rẻ hơn mười mấy nghìn ấy thì form nó bé hơn. Nói thẳng ra là form nó bé hơn. Không thể nào mà rẻ hơn mười mấy nghìn mà hàng y xì nhau được, nó phải khác chứ. Đây nhá. Cho nên là các chị cứ thấy trên thị trường, nếu hàng cứ áo Thái này mà rẻ hơn em mười mấy nghìn, em khẳng định với các chị luôn, nó là hàng khác, nó là chất khác, nó là form khác. Quần quy nam kèm đai nhé, ok ạ. Áo đang mặc là 112.000, mã là gấu kẻ chị ơi. Em đặt tiếp hơn 1.000 con rồi đấy, nhưng mà nó chưa về hết đâu. Nên là chị nào đặt trước thì có trước, đặt sau ở chờ hàng về tiếp nhá. Nhá, chứ gấu kẻ này các chị đi mua trên thị trường làm gì có đâu, không có đâu. Vì em nói thật nhá, đặt một hơn 1.000 cái hàng tàu nó rất là rủi ro. Nếu như mà nó may mắn thì nó sẽ về khoảng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu như không may mắn có khi cả tháng chưa về được. Thì đến lúc về nó thành mẫu cũ là chết luôn. Lúc đấy là bán thanh lý luôn chứ bán gì nữa. Hàng thời trang nó phải nhanh hơn nhau từng ngày một. Chứ cái cỡ mà chờ một tháng về thì nó hết hot bất cứ đâu. Bán gì nữa. Trừ khi là nhiều túi sách hay là mũ hay là những cái hàng mà nó kiểu bán quanh năm thì không nói. Như cái CV8 thì không nói. Đây này cái áo nhà em, các chị nhìn cái form này. Thấy không? Thấy to không? Đấy. Bữa giờ em đợi chị ra áo Thái mới. Có một mã mới đấy gọi là The Real đấy. The Real mới đắt hàng lắm. Lai trước hai vợ chồng mặc đôi em bán là 400 con ấy. Nói chung là bây giờ áo Thái em chỉ bán túc tắc thôi, em không chạy đặt số lượng nhiều nữa. Bởi vì thị trường bây giờ ra hàng rẻ rồi em không thích bán nữa. Đây nhá, các chị nhìn này, cái này gọi là cái gì anh nhỉ? G77 cách số điện thoại. G77 các chị nhìn form hàng nhà em to. Em bóc cho các chị xem nhá. Thậm chí nhá, hàng rẻ hơn nhá. Y xì đúc nha, túi bóng tăng mát cũng y xì đúc nha, chỉ có form nó bé hơn thôi. Chỉ có form nó nhỏ hơn thôi. Đây này. Cho các chị xem này. Một áo này, hai áo này, ba áo này, bốn áo này, năm áo này. Đó, thấy chưa? Cái nào xịn như này. Em bóc thêm một cái nữa cho các chị coi nhá. G77 cách số điện thoại. Còn em thề luôn, một cái áo này em không lãi bằng cái áo cốt tông khô 75.000 luôn ấy. Vì cái này nhập cao nên em bán rẻ vô cùng luôn ấy. Nó thị trường nó ra hàng rẻ lắm, nó ra hàng form nhỏ hơn, chất mỏng hơn. Đây này. Thấy chưa? Và hình nền của nhà em là hình pet 100% luôn. Hình pet giống như cái hình này này, y xì. G77. Áo Thái nhà chị mẫu nào em cũng đủ màu luôn. À, mẫu nào nhà em cũng đủ. Áo Thái mẫu nào nhà chị em cũng có đủ hết rồi đây này. 127.000 áo Thái. À quên. G77 cách số điện thoại 127.000. G77 cách số điện thoại 127.000, em mặc như cái váy luôn. Còn hàng trên thị trường nó phải ngắn hơn tầm 10 cm. Nếu như các chị cứ thấy áo giống của em mà rẻ hơn của em nói thật, các chị cứ mua thử. Cứ mua thử đi, về so sánh là các chị sẽ thấy khác ngay. Không phải nhiều khi các chị cứ nghĩ rồi mày bốc phét quen mồm đi.
lại cứ kiểu là bán đắt xong lại cứ bảo là hàng loại này loại kia, các chị cứ mua thử về so phát biết ngay. G77 nhá, G77 kèm số điện thoại, G77 cách số điện thoại như em đang mặc đây này, form này 82, anh trai em 82 cân mà còn thoải mái, còn form to lắm. Lên váy chun, ok em lên lại cái váy chun ngực nhá, váy chun ngực đấy mặc đẹp ghê luôn ấy, mặc đẹp thật sự luôn ấy. Q99 em lên rồi, lại lên lại Q99 à, thì em lên lại Q99 một lần nữa nhá, em lên lại Q99 một lần nữa nhá mọi người nhá. Áo gấu kẻ mã là gấu kẻ, nhưng mà em nói thật là mọi người ơi, em nợ đơn nhiều quá, chắc là like này không nhận thêm. À quên, cho em mượn cái set NI em dơ thôi anh ạ, em dơ thôi, em không mặc đâu. Đâu rồi, lấy hộ em ấy. Cái set NI em chỉ xin phép dơ thôi nhá, bởi vì là tức là theo cái lịch hàng về thì là báo hôm nay về, nhưng cuối cùng thì nó lại không về, thế là bây giờ cuối cùng em lỡ treo mất lên đây rồi nhưng mà lại không có về. Bây giờ em không biết phải làm như nào, trong khi đơn cũ đang nợ hơn 500, bán không được mà không bán không xong, nó bị khó xử ấy. Váy bỏ hết sạch cả anh, thế thôi không bán đâu. Đây này, Q99 mặc thử màu sữa đi chị, chưa thấy chị mặc màu sữa. Ok, chờ chị tí nhá, màu sữa đẹp mà. Nói chung là Q99 là chị bán đều các màu luôn, đều màu nhau ấy. Ví dụ em mã này là set bò nới y đậm và set bò nới y nhạt. Trời ơi đẹp quá, đang nợ bao nhiêu đơn, bây giờ lên cũng khó xử, mà không lên thì cũng ai náy với khách cơ này. Đẹp quá, 193.000 một set. Em thề là em bán hơn 1.000 set rồi. Một live stream, hai live stream em bán hơn. Cái live đầu tiên là nó về hàng form nhỏ là em chỉ bán được có 300 set thôi. Về sau là em đặt cái hàng form to hơn, quần to hơn để 6-7kg ấy, là em bán sau đấy là hai like, mỗi like 500 set. Cho nên là bây giờ em đang nợ nhiều đơn lắm luôn ý. Nhưng mà thôi em cứ lên nhá, cứ kệ, nợ đơn thì các chị chấp nhận chờ nhá. Rồi đừng có chửi em, chờ được thì đặt, không chờ được lúc nào mà hàng em bảo sẵn rồi đặt đi thì hẵng đặt. Hoặc đến lúc chờ lâu rồi chửi em bị stress lắm. Các chị cứ suốt ngày gọi điện hotline bảo sao chốt 5 ngày cũng chưa nhận được hàng, sao chốt 6 ngày rồi cũng chưa nhận được hàng, rồi là nhân viên là ăn rồi đi kiểm tra đơn ốm người luôn ấy. Nhưng mà lấy là do bởi vì hàng nó chưa về cho nên là nó bị lâu ấy. Set bò NI nhá, form bây giờ là form to 6-7 cân, vẫn vừa chồng em 65 cân mà còn rộng rãi luôn ấy. Set bò cái này hôm trước em mặc đi siêu thị em chụp ảnh ấy mọi người, hình như là em có up rồi đấy. Dạo này cũng hơi kiểu như là chụp nhưng mà cũng hơi lười up ảnh một tí. Phong kẻ đằng sau bao nhiêu, phong này ghi ra là gấu kẻ 112.000. Khiếp, bán một live stream mà bây giờ bán lại mà như kiểu bán lần đầu, vẫn hot như thế luôn, sợ thật. Còn set bò GC không, set bò GG hiện tại đang hết sạch chị ạ, cũng đang hết sạch luôn. Còn đúng một set mẫu rồi, set bò GC em cũng chỉ còn duy nhất một set mẫu thôi. Đây nhá, kiểu em mã này là set bò NI đậm và set bò NI nhạt 193.000. Set bò NI đậm và set bò NI nhạt 193.000. Hot kinh khủng, bán trên 1.000 set rồi mà em. Bởi vì ấy, mọi người á, khách em comment là áo này trên Shopee bán 420.000 và Hot Girl toàn bán 380-420 thôi. Em bán 196.000 tức là 193.000 tức là gần 200.000. Các chị nhìn hàng này, trời ơi nó phê thật sự luôn á. Set bò NI đậm và set bò NI nhạt em chỉ quảng cáo thế thôi nhá, bởi vì em đang bị thiếu đơn nhiều. Nên là em xin phép dừng mẫu này ở đây, chỉ quảng cáo một tí thế thôi nhá. Lúc nào mà về nhiều, sẵn thật nhiều thì lúc đấy em sẽ lên kỹ hơn nhá mọi người, em sẽ lên đủ màu. Còn bây giờ đang nợ đơn nhiều quá nên thôi, em xin phép lên qua thì thôi nha các chị nha. Úi em vừa mua set này 360. À anh K3 về đủ màu rồi đấy, lấy cho em đi. K3 áo ba lỗ ấy, về đủ màu luôn. Em thấy là về được 300 hay sao ấy. Túi mã là túi, chị ghi duyên là túi nâu hoặc túi đen nhé. Em có hai màu, túi nâu hoặc túi đen. Về 800 cái túi mà chắc là trong livestream này hết rồi. Thề luôn hết rồi đấy. À quên em mặc nốt cái này, lúc nãy định mặc cái này xong lại quên á. Đây này, mặc nốt cái áo màu này, màu sữa này đẹp quá. Em thấy màu đậm đẹp hơn mà hôm trước mua áo bò nới đậm rồi nên thôi mua sang màu nhạt. Đúng rồi, màu nhạt cũng đẹp mà. Tức là chị bán ví dụ nhá, màu đậm chị bán được tầm 300 set thì màu nhạt chị bán được 200 set. Rõ ràng là màu đậm chị bán được nhiều hơn nhưng cũng không phải là tỷ lệ nó quá chênh lệch nhau đâu. Như cái like trước mà em bán được 500 á, là nhân viên thống kê là 300 đậm và 200 nhạt thì nó cũng chỉ chênh nhau một tí thôi. Màu nhạt nó cũng có đẹp của cái nhạt. Vì thật ra nếu như mà dai hơi ngăm á thì nhập màu nhạt nó lại đẹp hơn màu đậm đấy. Chứ không phải là ấy đâu, không phải là xấu đâu. Nếu mà xấu thì em chả bán làm gì, em bán một màu nó nhanh ấy. Nó vẫn đắt hàng mà, chỉ có tỷ lệ 2-3 nó. Ví dụ như một bên 400, một bên 100 là nó khác. Ví dụ như cái túi sách ấy mà lấy 800 mà chỉ có 100 đen và 700 nâu là nó khác. Còn ví dụ như cái ZNI này á là 300 đậm thì em cũng bán được 200 nhạt. Nó chỉ chênh nhau tỷ lệ có một chút xíu thôi. Đây nhá, áo này ghi giúp em là A100 sữa, đẹp chưa? Form nhà em này A100 sữa, các chị mặc với quần ngố thái này. Dép đẹp thế Linh ơi, bán không? Chỗ em bán hơn 1.000 đôi chị. Đây này,
Ghi giúp em là dép trắng kèm size 35, 36, 37, 38, 39 nha chị nha. 114.000 một đôi. Em bán thật sự là quá nhiều luôn rồi đấy. Em là like này là like thứ 3 rồi mà. Thêm like này nữa có khi phải nghìn mấy đôi ấy, chứ không phải nghìn đôi đâu. Đây nhá, ví dụ như túi này là em về cả màu đen đây này. Thì màu đen em chỉ nhập có 100 chiếc thôi. Màu nâu là em nhập 700. Đây. Đẹp chưa? Đơn giản, xinh xắn không? 38.000, 94.000, 217.000 và 124.000, 114.000 đấy. Cả bộ em đang mặc em đều có bán. Dép, túi, mũ, áo, quần đều bán hết. Cái gì cũng bán luôn. Đây, quần Ngô Thái này là 38.000. 38.000. Cái gì đấy? Ừ, quên nhỉ. Chân váy kaki em về hàng đủ màu rồi. Ok, em sẽ mặc về A77, mặc với chân váy kaki là nhức nách luôn. Nhức nách luôn, bây giờ em sẽ mặc A77 với chân váy kaki. Ok không? Đây. A77 của em. A77 là đây. Bây giờ sẽ mặc A77 nè. Đấy. A77 nè, sẽ mặc với chân váy kaki. Màu sữa nè. Úi trời ơi, quá đẹp. Qua mẫu nhá, em qua mẫu nhá. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ live stream cho em với nhá, để không bị ẩn comment nhá. Ẩn comment là sẽ không có đơn đâu ạ. Mã cách số điện thoại là có đơn. Dồn đơn cũng phải có số điện thoại. Mã cách số điện thoại là có đơn. Dồn đơn cũng phải có số điện thoại. Các chị lưu ý nhá, nghe rõ giúp em. Đây. Em mặc áo này nhá. Áo ngực không dây của em là mấy anh nhỉ? 127.000 đúng không? À 127.000 hàng cao cấp, hàng tàu cao cấp luôn đấy. Cái đấy là em nhập trực tiếp từ Trung Quốc ấy. Hàng tàu cao cấp, áo đấy người ta chạy quảng cáo là 280.000. Nhưng mà đợt này em bán cái có dây đắt hàng quá nên là em toàn quên bán không dây thôi. Chứ hàng em về mấy nghìn mà, nhưng mà bây giờ chắc chỉ còn mấy trăm thôi, gần hết rồi. Cho em xin cái chân váy kaki sữa đi em. Đây, chân váy kaki về hàng rồi nhá. Em về mỗi màu thêm 50 chiếc nữa, vì nhiều người chưa mua được ấy. Đây, đẹp chưa? Đóng thùng là một set, úi xổ. Quá đẹp luôn, đẹp. Đấy, chân váy kaki này, đẹp chưa? Ai mua chân váy kaki nhà em rồi cứ phản hồi vào đây giúp em nhé. Em bán váy này nhiều lắm luôn rồi đó. Em xem xét bộ chị ơi, không cần mặc đâu ạ. Em xem xét bộ gì em? Em xem xét bộ gì? Này. Chị ơi hôm nay có áo cổ bẻ không chị? Cổ bẻ á. Cổ bẻ như em bỏ mẫu hay sao? Em xem nốt rồi. Đây này, đẹp chưa? Đi về cái dép trắng này hợp vãi trưởng luôn. Người thấy chưa? Khi ở em mã này là chân váy kaki và A77. Chân váy kaki em đang mặc là màu sữa và em có tất cả là 3 màu, màu đen, màu nâu và màu sữa nhá. Màu đen, màu nâu và màu sữa đây, chân váy kaki có 3 màu. Và bình thường em bán là 106 đúng không ạ? Đây, màu đen này, màu sữa này và màu nâu. Hôm nay em chốt trong live cho các chị 100.000 một áo, một váy. 100k một chân váy, còn áo này là 117.000. Áo này là 117.000 cả set này, các chị đeo thêm cái túi em đang bán nữa này, hợp dã man luôn. 100k một cái chân váy và 117k một cái áo này. Thì cả set này là có 217.000 thôi, mặc sang chảnh đúng không? Mặc đi học được này, mặc đi chơi được này, mặc đi làm được này. Set này đi du lịch cũng hợp, đi làm cũng lịch sự và đi chơi vẫn ok. Đi ăn uống vẫn ok đúng không ạ? Thì ở em mã này là gì ạ? Chân váy kaki và A77 nâu nhá. Chân váy kaki và A77 nâu. Hả? Cái gì cơ? Thì em đang bán chân váy kaki sữa mà. Nó như nào? Thôi anh treo làm gì nữa? Em vừa sâu màu váy rồi còn nói màu gì đấy? Ba màu ấy ấy. Màu sữa, màu nâu và màu đen 100k. Còn áo này là có 4 màu. Áo này là A77 này là em có 4 màu. Màu nâu này, màu đen, màu xanh lá và màu xanh ngọc là 117.000. Vị trí là cả set là 100 cộng 117 tức là 217.000 cả set thôi. Có rẻ không? Đây, túi sách đây. Túi sách này ghi là gì ạ? Túi sách này ghi cho em là túi sách nâu và túi sách đen 217.000. Năm quần ngố 38k. Ok chị Trinh lưu nhá. Quần ngố phải mua từ 2 cái và dồn đơn. Chứ còn mua 2 cái không bên em cũng không đi đơn. Còn ví dụ 5 cái thì em vẫn sẽ đi đơn vì 5 cái em vẫn được 15.000 rồi. Khi em mã này là chân váy kaki, màu đen cũng đẹp này. Màu đen này, màu nâu và màu sữa nhá. 100k em bán mấy nghìn cái rồi, khách hàng lắm. Mày form to nhá, 75-80 cân vẫn vừa hai bên của túi này. Cái chân váy này của em thật sự quá đỉnh luôn, em bán nhiều lắm luôn rồi ấy. Này, xuất sắc luôn ấy. À, bây giờ em sẽ mặc chân váy này với áo ba lỗ gọi là K3 đi. Bây giờ em sẽ mặc với K3 nhá. Ok.
mặc K3 nha các chị nha. Còn quần xịn không chị? Quần xịn á, quần xịn chắc là còn ít, K3 của em đâu? Không về màu xanh à anh? Đây nhá, K3 của em về đủ màu rồi này. Đấy. Chân váy, váy bò dài còn không? Em còn ít chị ạ. Váy bò dài em còn ít. Điện thoại này anh ạ. Chân váy kaki đen dồn đơn. Ok chị. Bộ bò bao nhiêu? Set bò của em là 193.000. Bây giờ em sẽ mặc màu trắng này nhá. Em mặc màu trắng này xong rồi em đóng thùng nhá mọi người nhá.